Các đoàn lửa lơ lửng trên bầu trời như ngôi sao rực cháy ngọn lửa. Nhạc Tước Linh đứng trong đó, mặc thánh giáp, chín con rồng quanh thân, mắt sáng rực, là thánh linh tôn quý. Lúc trước Nhạc Tước Linh bị Phong Phi Vân, Ô Lan đuổi bỏ trốn, lòng vừa xấu hổ vừa tức giận. Bây giờ Nhạc Tước Linh kéo hết cường giả Phạn Diệt giáo đến, muốn thảo phạt Phong Phi Vân. Phạn Diệt giáo là vô thượng đại giáo vực ngoại, thế lực vượt qua không chỉ một Hỗn Nguyên đại thế giới, ức vạn giáo chúng, có nhiều cường giả, đại giáo đẳng cấp cự vô bá. Nhạc Tước Linh, Ô Sào Thánh Tôn là thành viên của Phạn Diệt giáo, có thể tưởng tượng đại giáo này đáng sợ. Phong Phi Vân đi ra doanh trướng, nhìn Nhạc Tước Linh đứng trên trời. Phong Phi Vân bực mình nói. Sao lại là ngươi nữa? Rốt cuộc có chịu thôi không? Ngươi không phiền nhưng ta chán rồi. Ô Lan đứng sau lưng Phong Phi Vân, ánh mắt đầy địch ý nhìn Nhạc Tước Linh. Nhạc Tước Linh rất tức giận, lần nào cũng bị Phong Phi Vân đè đầu, nàng chưa nổi giận hắn đã thấy phiền, còn thiên lý không? Nhạc Tước Linh nghiến răng ken két, tức giận quát. Phong Phi Vân, trả sư thúc lại đây, nếu không chu diệt nguyên nhân tộc Di Châu các ngươi. Phong Phi Vân cười nói. Chỉ bằng vào ngươi, ai chẳng biết nói mạnh miệng, ta có thể nói ngươi hãy ngoan ngoãn quỳ xuống bái sư, nếu bị ta trấn áp thì chỉ có thể làm nô bộc một vạn năm. Nhân tộc ti tiện của Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới to gan, dám nói thu thánh tôn của Phạn Diệt giáo ta làm nô. Bản tôn muốn xem thử ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Một nam nhân chân đạp bánh xe vàng đứng trong không trung, mặc áo giáp vàng, da toàn thân như đúc bằng hoàng kim. Một thần diệt kim sư to như ngọn núi đi theo sau lưng nam nhân giáp vàng. Nam nhân toát ra khí chất thần thánh không thể xâm phạm. Nam nhân là đá vàng thành đạo, sinh ra trước một lượng kiếp pháp lực, sau này ra linh trí được giáo hoàng Phạn Diệt giáo độ hóa, bước lên con đường tu đạo. Nam nhân tu luyện ức năm cuối cùng biến hóa thành thánh. Phong Phi Vân hỏi, ngươi là giáo chủ của Phạn Diệt giáo? Kim Thạch Thánh Tôn Kênh Kiệu nói. Ta không phải giáo chủ nhưng dạy dỗ ngươi thì không cần giáo chủ ra tay. Kim Thạch Thánh Tôn chưa từng để sinh linh Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới vào mắt, cảm thấy bọn họ chỉ là súc vật Phạn Diệt giáo nuôi dưỡng. Bây giờ súc vật phản chủ, bọn họ không chấp nhận điều này được. Phong Phi Vân nói. Vậy ngươi chưa đủ tư cách, kêu giáo chủ của các ngươi đến nói chuyện với ta. Kim Thạch Thánh Tôn tức giận quát. Không đủ tư cách. Vậy để ta xem ngươi có đủ tư cách gặp giáo chủ của chúng ta không? Ức vạn đạo tặc vòng quanh người Kim Thạch Thánh Tôn, chán có một đoàn thế giới ngôi sao như hằng tinh. Trong thế giới kia có sông núi, biển hồ, dựng dục các sinh linh màu vàng. Các lực lượng thế giới chảy ra từ đôi tay Kim Thạch Thánh Tôn. Phong Phi Vân nói, thì ra ngươi đã ngưng tụ thế giới thuộc về mình, đạt đến thông thiên thánh cảnh. Ha ha ha, Thánh Tôn như ngươi cũng dám kêu gào trước mặt ta. Lòng bàn tay Phong Phi Vân ngưng tụ diệt thế đạo, lực lượng diệt thế bao la ngưng tụ lại. Nhạc Tước Linh là minh nhật thánh cảnh, thuộc về thánh linh đệ nhất trọng, cảnh giới chuẩn thánh. Ô Lan vốn cũng là minh nhật thánh cảnh, sau khi thành đỉnh lô của Phong Phi Vân, hấp thu lực lượng trí âm trí tà thì tu vi tiến bộ, bước vào thông thiên thánh cảnh, tạo hóa thông thiên. Kim Thạch Thánh Tôn cũng là thông thiên thánh cảnh. Nhạc Tước Linh biết rõ Phong Phi Vân cường đại, sợ Kim Thạch Thánh Tôn chịu thiệt. Cảnh báo. Sư bá cẩn thận chút, Phong Phi Vân không dễ đối phó. Ta là dị loại thành đạo, kim thân bất diệt, chỉ là một tiểu tử mới thành thánh, hãy coi bản tôn lật tay chân áp. Hắn, Kim Thạch Thánh Tôn không ra tay, Phong Phi Vân tung diệt thế đạo đánh bay gã. Phong Phi Vân bay lên, tốc độ siêu mau. Phong Phi Vân dẫm chân đạp xuống ngực Kim Thạch Thánh Tôn phát ra tiếng đá vàng leng keng. Đinh 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 đinh. Phong Phi Vân liên tục đạp ngực Kim Thạch Thánh Tôn 130 cước, cước cuối cùng dẫm mạnh Kim Thạch Thánh Tôn dưới chân. Một đống bia mộ bay ra, xung quanh bốc khói dày độc. Đám người trợn mắt há hốc mồm, một thánh linh bị đánh gục như thế. Trung Nguyên Nhất Điểm qua nói. Xì, thánh linh mà dễ dàng bị đánh gục như thế. Mọi người đừng căng thẳng, không sao, tạm nghỉ đi. Trung Nguyên Nhất Điểm qua lót chiến binh dưới mong. Ban đầu gã căng thẳng thần kinh nhưng bây giờ cảm thấy thánh linh vực ngoại yếu xìu. Đám cường giả Phạn Diệt giáo mất hết mặt mũi. Một vị thánh tôn dễ dàng bị người ta đánh bại, danh tiếng Phạn Diệt giáo còn đâu. Kim Thạch Thánh Tôn phun ra ngụm máu vàng, vỗ trưởng xuống đất, người tỏa thần quang vàng. Kim Thạch Thánh Tôn quát to. Kim Sư, Kim Luân. Tiếng sư tử gầm, tiếng rít vang lên.
Kim luân to lớn toàn là răng cưa, uy không phải thánh linh dụng cụ nhưng lực lượng đồng nguyên với kim thạch thánh tôn, được khí thánh linh uẩn dưỡng nhiều năm, uy lực rất mạnh. Bàn tay Phong Phi Vân biến thành màu vàng, Phật quang bao bọc. Phong Phi Vân tay không đánh bay kim luân to. Con kim sư to như ngọn núi nhào vào Phong Phi Vân, tiếng rít chói tai như thần lôi, xón âm vặn vẹo không gian. Càn khôn hỗn nguyên trưởng ấn thiên địa. Phong Phi Vân đánh ra Phật trưởng vàng to lớn hất bay sư tử to màu vàng, đánh nó ra khỏi hư không này bay vào trời sao. Kim sư đụng nát một ngôi sao, mảnh nhỏ sao xa rơi. Kim thạch thánh tôn đứng dậy, kim khí cuồn cuộn quanh thân, mắt sáng rực. Kim thạch thánh tôn vỗ trưởng va đụng với Phong Phi Vân. Ầm, hai người như hai núi kim loại va chạm. Kim thạch thánh tôn là dị loại thành đạo, lực lượng khủng bố vô cùng, tự thành bất bại kim thân, chỉ thua những tay trùm thân thể thành thánh một bậc. Hai người va chạm ngang sức ngang tài. Phong Phi Vân cười nói. Có chút bản lĩnh. Kim thạch thánh tôn hét to. Nên là ta nói câu này. Các thần liên bay ra khỏi lưng kim thạch thánh tôn, mỗi sợ thô cỡ thùng nước liên tục quất hướng Phong Phi Vân. Thiên kiếp. Ngón tay Phong Phi Vân chỉ lên trời. Tầng mây dày đặc, các tia chớp giáng xuống biến hư không thành biển sét. Phong Phi Vân hiện là cảnh giới thánh linh, hắn điều động thiên kiếp đáng sợ biết bao, dù là thánh linh cũng không chịu nổi. Huống chi kim thạch thánh tôn kim thạch thành đạo, như cây kim dẫn sét, tất cả thiên kiếp đuổi theo đánh gã. Ngươi có thể điều động lực lượng thiên kiếp. Kim thạch thánh tôn giơ kim luân trên đầu, nhưng kim luân không ngăn được lực lượng thiên kiếp, bị lôi kiếp đánh tan chảy. Ngàn vạn thiên kiếp giáng xuống, không có dấu hiệu dừng lại. Mãi khi kim thạch thánh tôn bị đánh nằm sấp dưới đất sấm sét mới tan. Thánh linh cũng không chịu nổi ngàn vạn thiên kiếp đánh. Người kim thạch thánh tôn đen thui bốc khói, hấp hối, nhiều chỗ trên người hòa tan. Nếu thiên kiếp cứ giáng xuống thì kim thạch thánh tôn sẽ chết. Phong Phi Vân không tốt bụng tha mạng cho kim thạch thánh tôn, chẳng qua là cao nhân khác đánh tan thiên kiếp, cứu kim thạch thánh tôn. Phong Phi Vân nhìn bầu trời. Có vẻ phản diệt giáo còn nhân vật tạm được. Trong lòng Phong Phi Vân rất giật mình, trong Tây Ngưu Hạ Châu một chủng tộc khó sinh ra một thánh linh, nhưng bây giờ phản diệt giáo xuất hiện ba thánh tôn. Ô Sào thánh tôn, Nhạc Tước Linh, Kim Thạch thánh tôn, còn có giáo chủ tọa trấn sau màn. Đây là đại giáo đẳng cấp gì mà có đến bốn vị thánh linh, và chắc chắn không ngừng lại ở con số đó. Ở Tây Ngưu Hạ Châu đây là chuyện không thể tưởng tượng. Một nam nhân trung niên đầu đội kim quan bước ra từ cô, vòng thánh quang lơ lửng sau lưng. Hai thần thị theo hầu. Giống như thần tôn trong thần thoại giáng trần, khí thế khiếp người. Bái kiến Côn Luân giáo chủ. Trừ Nhạc Tước Linh ra các giáo chúng quỷ giữa hư không, rất tôn kính nam nhân trung niên này. Trong phản diệt giáo cao nhất là phản diệt giáo hoàng, ở Trung Cung. Dưới tay giáo hoàng có bốn giáo chủ thiên, côn, địa, phạt chủ quản thiên địa bốn phương. Côn Luân giáo chủ một trong bốn giáo chủ đến Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Chủ quản mọi chuyện trong Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Côn Luân giáo chủ không chỉ nắm giữ lực lượng giáo chúng phản diệt giáo, một số đại thế lực vực ngoại cũng thuộc quyền gã. Mới rồi là Côn Luân giáo chủ đánh tan thiên kiếp cứu kim thạch thánh tôn. Giọng Côn Luân giáo chủ hùng hồn chứa lực lượng tín ngưỡng bao phủ cửu thiên thập địa, xuyên thấu tiên giới, xuyên qua địa ngục. Chư thiên vạn giáo, duy tôn phản diệt. Đây không phải lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ từ nhang đèn chúng sinh mà do Côn Luân giáo chủ tu luyện phản thế diệt thiên kinh, tu thành lực lượng tín ngưỡng. Các giáo chúng đồng thanh kêu lên. Chư thiên vạn giáo, duy tôn phản diệt. Chấn thiên động địa, làm tinh thần người rúng động. Các quân sĩ nhân tộc bên dưới bị lực lượng của Côn Luân giáo chủ ảnh hưởng tinh thần, nhiều người hét câu chư thiên vạn giáo, duy tôn phản diệt. Chuyện này làm người ta sợ hãi. Đây là chuyện chỉ làm được khi tu luyện thánh lực đến cực điểm. Phong Phi Vân chắp hai tay, Phật quang vàng từ bàn tay phát tán phủ lên mặt đất, bao phủ đại quân nhân tộc, tịnh hóa lực lượng tín ngưỡng của Côn Luân giáo chủ, khiến mắt mọi người lại trong trẻo. Bọn họ rèn luyện trên chiến trường vạn tộc nhiều năm, toàn là nhân kiệt tâm trí vững vàng. Bọn họ ra khỏi tín ngưỡng mù quáng, vô ý giữ bản tâm, ánh mắt kiên cường. Côn Luân giáo chủ gật gù nhìn Phong Phi Vân. Không tệ. Tuổi trẻ đã có tu vi như thế, rất đáng quý. Nếu ngươi chịu tham gia phản diệt giáo thì chúng ta sẽ xóa bỏ hết mọi mâu thuẫn trước đó. Phong Phi Vân cười hỏi. Có chuyện tốt vậy sao? Côn Luân giáo chủ nói.
Đương nhiên vì biểu thị lòng trung thành ngươi phải giết hết nhân loại có mặt tại đây, lấy đó làm công danh tham gia phản diệt giáo. Các tu sĩ nhân loại căng thẳng nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Nhạc Tước Linh nói, giáo chủ, sư thúc còn bị hắn khống chế, chúng ta và hắn có thù không đội trời chung. Côn Luân giáo chủ nói, ô sao không quay về được, nàng đã rơi xuống địa ngục. Người đứng trước mặt ngươi đã không phải là sư thúc của ngươi. Tu vi của Nhạc Tước Linh thua xa Côn Luân giáo chủ, không thể nhìn thấu những gì ô sào thánh tôn đã gặp. Côn Luân giáo chủ nhắc nhở khiến Nhạc Tước Linh xuyên thấu mọi chuyện xảy ra, càng giận Phong Phi Vân hơn. Phong Phi Vân cười to bảo, không uổng là giáo chủ, độ lượng hơn hẳn người bình thường, rộng rãi trong chuyện này như vậy. Nhưng ta muốn hỏi nếu ta không tham gia phản diệt giáo thì sao? Ánh mắt Côn Luân giáo chủ lạnh băng. Vậy thì rất khó chịu, ngươi là kẻ thù của phản diệt giáo, bản giáo đành trấn áp ngươi, nhốn vào A Nan Đại Di Đà Ngục, chịu giáo hình cửu sinh cửu tử. Phong Phi Vân giẫm ngực Kim Thạch Thánh Tôn, tay cầm Yêu Hoàng kiếm chỉ lên trời, mắt kiên quyết nói. Không còn gì để nói, chiến đi. Côn Luân giáo chủ bóp hai ngón tay, một tòa hư không đại giới kẹp trong hai ngón tay. Lực lượng thế giới từ đầu ngón tay điểm ra ngoài. Phong Phi Vân vung chiến kiếm đón chào, từng tầng hư không tan vỡ thành mấy mảnh nhỏ hư không. Đột nhiên thiên địa khẽ rung. Dưới đất nứt rạn, có vô số tử khí dâng lên từ lòng đất. Phong Phi Vân đứng vững gót chân, nhìn sâu trong nghĩa địa vô biên. Tận cùng bầu trời dâng lên ánh lửa, mơ hồ 11 ê ngọn núi đen to bay lên cao. Phong Phi Vân giơ kiếm đứng thẳng, chém nứt ma khí ập đến. Ma Sơn đang lung lay, hung ma thức tỉnh sao? Mắt Côn Luân giáo chủ sâu thẳm nhìn Ma Sơn, nói. Sốt cuộc là ai đánh thức Vũ Hóa Thiên Tôn? Côn Luân giáo chủ không tấn công Phong Phi Vân, một bước vượt hư không bay hướng Ma Sơn. Phong Phi Vân đuổi theo sau, đi tới bên ngoài Ma Sơn màu đen. Phong Phi Vân nhìn hư không, chỗ này đã có nhiều tu sĩ cường đại tụ tập. Đa số là cường giả vực ngoại, khí thế khổng lồ. Tu sĩ vực ngoại đứng bên ngoài Ma Sơn, không xông vào. Một thánh linh vực ngoại đầu đầy rễ cây chui lên từ lòng đất báo cáo với nam nhân mặc trường bào màu đen. Nam nhân mặc trường bào màu đen đến từ Hắc Ám Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, một vị ma vương của Hắc Ám Ma Cung, được gọi là Tối Thế Ma Vương. Tối Thế Ma Vương có 9 lớp khuôn mặt, có già nua dữ tợn, có mặt trắng không râu, có trẻ nhỏ. 9 lớp khuôn mặt, 9 nhân cách, không ai đoán ra Tối Thế Ma Vương suy nghĩ thế nào. Tối Thế Ma Vương nói, Côn Luân, người đến muộn rồi. Hiện giờ khuôn mặt Tối Thế Ma Vương là một lão nhân dáng người gầy đét, tóc bạc lưa thưa, da rẻ nhăn nhúm, mắt nhỏ như hột đậu. Côn Luân giáo chủ vượt hư không đến, đứng trên bầu trời nhìn Ma Sơn phía xa. Côn Luân giáo chủ không vội ra tay, bình tĩnh nói. Vũ Hóa Thiên Tôn là tổ tiên của phản diệt giáo chúng ta, lão nhân gia đã thức tỉnh đương nhiên ta rất vui. Tối Thế Ma Vương cười to bảo. Phản diệt giáo các ngươi luôn giả dối như vậy, ngươi nghĩ ta không biết sao, ngươi đến là phụng pháp chỉ của phản diệt giáo hoàng, muốn luyện hóa Vũ Hóa Thiên Tôn trước khi Vũ Hóa Thiên Tôn xuất thế. Tiếc rằng các ngươi không thành công, bản vương đã khiến Thiên Tôn lão nhân ra thức tỉnh trước. Côn Luân giáo chủ nói, Tối Thế Ma Vương, ngươi đừng dùng lối suy nghĩ của Hắc Ám Ma Cung để ước đoán phản diệt giáo chúng ta. Phản diệt giáo làm việc luôn quang minh chính đại. Tổ tiên thức tỉnh ta vui mừng hơn bất cứ ai. Tối Thế Ma Vương, Côn Luân giáo chủ doa lưu bằng thần niệm, mỗi lần thần niệm lao ra là tranh đấu mãnh liệt. Có vô số thần điện xuyên qua giữa hai người. Phong Phi Vân đứng trước Ma Sơn, mắt nhìn phương xa. Tử khí vọt lên, các bóng người qua lại trong tử khí, không rõ là người chết hay sống. Bóp, đất nứt ra, đứa trẻ trắng nõn to cỡ nắm tay bò ra, người tỏa thánh quang, mắt xoay tròn. Phong Phi Vân vươn hai ngón tay xách đứa nhóc lên. Mao Thành Thật, sao ngươi ở đây? Hai tay Mao Thành Thật mũm mĩm, mắt chớp chớp mừng rỡ nói. Nhị đại gia đến rồi. Gia gia và nhân tổ tiền bối đã tới chưa? Phong Phi Vân đặt Mao Thành Thật trong lòng bàn tay. Chắc bọn họ đang trên đường. Mao Thành Thật nói. Nhị đại gia khiến ta bảo vệ chúa tể Thánh Đình nên ta đi theo nàng tới đây. Chúa tể Thánh Đình đang trong doanh trướng. Không bị nguy hiểm gì nên ta đến đây điều tra tình huống trước. Phong Phi Vân hỏi. Có phát hiện gì không? Mao Thành Thật nghiêm túc nói. Trong Ma Sơn nhốt một vị thái cổ đại ma đầu, một trong bảy ma,
được gọi là Vũ Hóa Thiên Tôn. Đồn rằng Vũ Hóa Thiên Tôn tu luyện vũ hóa cảnh đến đệ thập trọng, là tồn tại thông thiên triệt địa. Vũ hóa cảnh mới có 9 trọng thiên, Vũ Hóa Thiên Tôn tu luyện đến đệ thập trọng. Không thể nào. Phong Phi Vân ngẫm nghĩ kỹ lại cảm thấy cũng rất có thể. Người đời cho rằng cảnh giới Niết Bàn chỉ có 9 trọng, nhưng Phong Phi Vân Niết Bàn 10 lần. Chuyện này nói ra không ai tin nhưng nó thật sự tồn tại. Nếu Vũ Hóa Thiên Tôn thật sự tu luyện vũ hóa cảnh đến đệ thập trọng thì không thể hình dung bằng từ thiên tài, là vĩ nhân của thiên địa. Phong Phi Vân chợt phát hiện Vũ Hóa Đài thức tỉnh, từng vầng sáng bắn ra từ Vũ Hóa Đài. 18 linh hồn hiển hiện trên Vũ Hóa Đài. Linh hồn Long La Phù, Long Khương Linh, Tử Ngọ, Phật Tàm Tử hiện ra trên Vũ Hóa Đài, hình thành ấn ký rõ ràng. Xem ra Vũ Hóa Đài và hung ma bị trấn áp trong Ma Sơn có liên quan rất lớn. Phong Phi Vân nâng Vũ Hóa Đài trong tay. Vũ Hóa Đài như khối thiên bia, 18 linh hồn lơ lửng bên trên, sống động như thật, sinh khí không thể xóa nhòe. Khiến Phong Phi Vân khó hiểu là linh hồn của Long Khương Linh. Rõ ràng nàng đã bị hắn giết nhưng sao còn xuất hiện trên Vũ Hóa Đài. Ấn ký linh hồn của La Phù cũng có trên Vũ Hóa Đài. Nàng đã mang thai con của ta có trách nhiệm chém nhân quả này thay nàng. Ánh mắt Phong Phi Vân kiên quyết trấn áp Vũ Hóa Đài vào người, từng bước đi hướng Ma Sơn. Nếu không đến cảnh giới Thánh Linh có lẽ Phong Phi Vân không dám xông vào cấm địa này, nhưng bây giờ hắn đã là cảnh giới Thánh Linh, hắn dám xông cả địa ngục. Trong thiên hạ còn nơi này Phong Phi Vân không dám đi. Mao Thành Thật ngồi trên vai Phong Phi Vân, rất e ngại Ma Sơn. Nhị đại gia, hay, chúng ta chờ gia gia đến rồi mới xông Ma Sơn. Chờ nó, thôi khỏi, chưa chắc nó dám vào Ma Sơn. Phong Phi Vân dừng bước lại. Nếu ngươi sợ thì ở lại bên ngoài đi. Ta không sợ, ta to gan hơn gia gia nhiều. Mao Thành Thật cười khự ò. Ta hiểu rất nhiều thứ. Vào cấm địa Ma Sơn có lẽ sẽ giúp được nhị đại gia. Phong Phi Vân khiến Ô Lan ở lại đại quân nhân tộc, trấn thủ quân doanh. Chỉ một mình Phong Phi Vân vào Ma Sơn, và cả Mao Thành Thật căng thẳng ngồi trên vai hắn, hồi hộp cắn móng tay. Một thánh linh vực ngoại nhìn thấy bóng lưng Phong Phi Vân. Có người xông vào Ma Sơn. Thánh linh vực ngoại thấy Phong Phi Vân từng bước đi vào Ma Sơn tử khí âm trầm. Đám cường giả vực ngoại canh giữ bên ngoài Ma Sơn vì sợ hung uy vô thượng của Vũ Hóa Thiên Tôn, không dám tùy tiện xông vào. Là vương giả chí tôn của Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Hắn muốn làm gì, hay cho rằng dựa vào sức mình có thể trấn áp Vũ Hóa Thiên Tôn? Ta thấy không đơn giản, chắc hắn định thừa dịp Thiên Tôn chưa phục hồi nguyên khí cướp đạo thánh linh của Thiên Tôn. Côn Luân giáo chủ con ngươi co rút nhìn bóng lưng Phong Phi Vân biến mất, ra lệnh. Giáo chúng Ma Sơn nghe lệnh, vào Ma Sơn cung nghênh tổ tiên quay về. Côn Luân giáo chủ đi trước một bước, đám cao thủ phản diệt giáo kéo vào Ma Sơn. Tối thế Ma Vương hét lên. Đệ tử Hắc Ám Ma cung nghe lệnh, xông vào Ma Sơn. Nếu gặp Vũ Hóa Thiên Tôn tiền bối thì phải cung kính, ha 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 ha. Tối thế Ma Vương bay vào Ma Sơn, xông pha cấm địa thái cổ. Những cường giả vực ngoại khác thấy Côn Luân giáo chủ. Tối thế Ma Vương vào Ma Sơn. Có hai cường giả dẫn đầu, lòng đám tu sĩ vực ngoại bớt sợ hơn, thi nhau vào Ma Sơn. Trong bụng mỗi người đều có ý xấu, nếu có thể thừa dịp Vũ Hóa Thiên Tôn yếu ớt đoạt xá tu vi là chuyện tốt nhất. Mao Thành Thật mút tay, ngồi trên vai Phong Phi Vân. Vũ Hóa Thiên Tôn cỡ tổ thánh, những người này muốn thừa dịp Vũ Hóa Thiên Tôn yếu nhất đoạt xá Vũ Hóa Thiên Tôn. Bọn họ không biết rằng đẳng cấp cỡ như Vũ Hóa Thiên Tôn một ý niệm có thể hiểu chuyện thiên hạ, biết gần cát tránh hung. Phong Phi Vân nói, đoạt xá đạo của cường giả là loại đường tắt, trên đời có mấy ai không muốn đi. Phong Phi Vân cướp đạo của Hoàng Xà trực tiếp đến tiểu chân thánh cảnh, hắn chưa hoàn toàn luyện hóa hết đạo của Hoàng Xà. Nếu Phong Phi Vân hấp thu hết không biết sẽ đến độ cao nào. Đây chính là đường tắt. Có thể ngẫu nhiên đi đường tắt. Nhưng người luôn tìm kiếm đường tắt cuối cùng sẽ không đi được bao xa, không thể lĩnh ngộ áo nghĩa thật sự của tiên đạo. Tiên đạo cần chân đạt vững chắc đi mới ổn thỏa. Trên Ma Sơn tử khí âm trầm, một mảnh tối tăm. Có mấy cây già chết héo treo trên vách đá, mấy bộ xương khô lủng lẳng. Phong Phi Vân đạp bùn đất màu đen xuyên qua từng tầng tử khí đến dưới chân Ma Sơn. Xẹt 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 xẹt. Phong Phi Vân dùng yêu hoàng kiếm hất dây leo khô. Mấy chữ cổ trên vách đá lộ ra, ghi lại từ năm tháng xa xưa,
có chút thê lương và đáng thương. Hối, hối, hối. Hối hận, đường tu đạo phải dựa vào chính mình. Đây là con đường không thể quay về, không lối về. Nếu có thể lựa chọn lại, ta không cần vinh hoa ngàn năm, chỉ muốn tìm đạo hoa ngày đó. Những chữ chất chứa oán khí, không cam lòng. Sau khi khắc chữ thì bọn họ đi vào Ma Sơn. Mao Thành thật trợn to mắt nói. Nhị đại gia, là ai ghi mấy chữ này? Phong Phi Vân lấy vũ hóa đài ra, bên trên khắc 18 cái tên, mỗi cái tên chữ khác nhau, đạo đặc biệt. Một số chữ tên trên vũ hóa đài khá giống với vách đá. Phong Phi Vân khẽ thở dài. Chắc là những thiên hiền thần tấn vương triều từng để tên lại trên vũ hóa đài, cuối cùng bọn họ đều đến đây. Từng để lại tên trên thánh bia, chuyện vinh diệu biết bao, Phong Phi Vân cũng từng tranh giành. Nhưng những tiên hiền từng để lại tên trên thánh bia lại trao cả linh hồn, khi tu vi thành công thì đến Ma Sơn. Đây là mảnh đất số mệnh của bọn họ. Bọn họ đã gặp chuyện gì? Tại sao liên tục khắc nhiều chữ hối? Một luồng thánh diễm từ hư không tối đen bay ra, ánh lửa như mặt trời hòa tan đá to. Phong Phi Vân vỗ trưởng vào hư không, đánh nát đoàn thánh diễm thành mưa lửa. Phong Phi Vân cười khẩy nói. Nhạc Tước Linh, người đang ép ta đại khai sát giới. Nhạc Tước Linh mặc chiến giáp, vóc dáng thon dài đứng trong tu di, nhiều tu sĩ phản diệt giáo đi theo sau lưng nàng. Bọn họ chậm rãi đi vào Ma Sơn. Phong Phi Vân trực tiếp đánh ra đại thủ ấn chém nát mấy trăm tu sĩ cường đại của phản diệt giáo. Nhạc Tước Linh đỡ công kích từ Phong Phi Vân, trốn vào cấm địa Ma Sơn. Côn Luân giáo chủ vượt hư không đến, khí thế siêu khổng lồ, lực lượng tràn đầy Ma Sơn, như thần linh xuất hiện bên trên vách đá. Phong Phi Vân nói, tu vi của Côn Luân giáo chủ đã đến chân thánh cảnh, là kẻ hung ác. Chúng ta vào Ma Sơn trước đi, dùng lực lượng Ma Sơn ức chế hắn. Phong Phi Vân lắc người biến mất tại chỗ. Ánh mắt Côn Luân giáo chủ sắc bén nhìn xuống dưới. Trốn mau thật. Côn Luân giáo chủ thấy Phong Phi Vân biến mất thế là gã cũng bay vào sâu trong Ma Sơn. Tu vi đến cảnh giới thánh linh nói chênh lệch lớn thì cũng lớn, có nhiều lúc nói chênh lệch nhỏ thì cũng nhỏ. Cùng là thánh linh, nhân vật kinh thiên ví địa, đạo quả thành thánh không giống nhau, thiên phú thần thông cũng khác, phát huy ra lực lượng không đồng đều. Thánh linh có thể bị đánh bại nhưng muốn giết chết là vô cùng khó khăn. Ma Sơn nhìn như chỉ là núi ngon chập trùng, nhưng chỗ này có nhiều không gian song song, mỗi bước ra một bước có lẽ xông vào thế giới diệt sát. Dù là đẳng cấp chuẩn thánh xông vào cũng chết không chỗ chôn. Tay Phong Phi Vân bưng vũ hóa đài, những linh hồn trên vũ hóa đài ngày càng sao động. Đằng trước có rừng đá, từ các tảng đá to trồng lên. Cách xếp hàng rất huyền diệu. Có thể thu thập thiên địa tinh khí làm năng lượng. Mao Thành Thật nhảy xuống đất, vào rừng đá đi dạo một vòng rồi chạy ra. Mao Thành Thật nói, nhị đại gia, đây là một tòa địa cực cổ trận đài, có kích hoạt nó không? Nhìn xem đầu kia của nó nối chỗ nào. Phong Phi Vân nói, không cần, chúng ta đi tiếp. Phong Phi Vân bỏ qua địa cực cổ trận đài, leo lên đỉnh Ma Sơn Sơn. Địa cực cổ trận đài này chắc chắn nối với bán đạp sơn của thần tấn vương triều. Diệt thế ma nữ từng ngộ đạo trong một cánh rừng đá, chắc chắn nàng biết lai lịch của địa cực cổ trận đài. Sau này từng đá trong bán đạp sơn, thánh bia trong thánh hồ tổ thành địa cực cổ trận đài bay vào vũ hóa mộ nguyên. Địa cực cổ trận đài bị Long Khương Linh, Phong Phi Vân phá hủy. Khi ấy Phong Phi Vân không ngờ địa cực cổ trận đài đó có lai lịch lớn như thế, đi thông Ma Sơn, liên quan đến thái cổ hung ma. Nếu lúc trước Phong Phi Vân biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không dám đụng vào bất cứ thứ gì liên quan địa cực cổ trận đài. Mao Thành Thật kinh kêu. Nhị đại gia, trên đỉnh núi đằng trước có người. Phong Phi Vân ngước lên nhìn, quả nhiên thấy trên đỉnh núi đen thui đứng mấy người. Bọn họ như con rối, mắt ngơ ngác từng bước tiến tới. Bước chân giống nhau, bước đi mãi mãi, để lại dấu chân thật sâu dưới đất. Đây là đi quanh năm suốt tháng để lại ấn ký trên mặt đất. Hơi thở của bọn họ rất giống hơi thở trong Ma Sơn, không phải tu sĩ vực ngoại mà như vốn sống trong Ma Sơn. Phong Phi Vân bay qua. Đi, theo sau bọn họ, đạp dấu chân của họ nhìn xem họ đến đâu. Phong Phi Vân theo sau đám người quần áo rách dưới từ xa, dọc con đường đi sâu vào Ma Sơn. Mao Thành Thật hỏi. Bọn họ là ai? Phong Phi Vân trả lời. Người chết. Mao Thành Thật ớn lạnh. Người chết mà có thể đi đường.
Người chết còn có thể nói chuyện, tu luyện, thành hôn, chuyện này không có gì lạ. Phong Phi Vân nhìn Vũ Hóa Đài, thấy mấy ấn ký linh hồn nhảy nhọn dữ dội. Bộ dạng mấy ấn ký linh hồn rất giống những người đi đằng trước. Khí thế trên người bọn họ cực mạnh, trong người uẩn dục lực lượng chết chóc khiến tất cả sinh linh dưới thánh linh phải chết. Nếu Phong Phi Vân chưa đến cảnh giới thánh linh gặp phải bọn họ sẽ khó thoát chết. Bọn họ đờ đẫn tiến lên, bước chân máy móc, tử khí âm trầm. Bọn họ xuyên qua dãy núi, đi qua hiệp gốc, vào sâu trong ma sơn. Phong Phi Vân, oan ra ngõ hẹp. Một thánh linh vực ngoại đứng trên đỉnh hiệp gốc, đầu đội lưu kim miện, tay cầm chiến đạo đẳng cấp thánh linh dụng cụ. Thánh linh vực ngoại từ trên trời giáng xuống, đao chém xuống. Thánh linh vực ngoại này là thiên ngoại thiên danh đao, lúc ở Nam Thiệm Bộ Châu từng cùng Nhạc Tước Linh công kích Phong Phi Vân. Sau này danh đao lĩnh ngộ đạo thánh linh, thành tựu tôn vị thánh linh trong Nam Thiệm Bộ Châu. Trong hiệp gốc, bốn người chết đi đằng trước đột nhiên dừng bước, phát ra dao động chết chóc mạnh mẽ. Mắt bọn họ trắng dã, áo mục nát bay lên, cùng đánh ra luồng dao động tử vong. Ầm. Danh đao biến sắc mặt, gã không ngờ có bốn tồn tại cường đại đi bên cạnh Phong Phi Vân. Danh đao vội rút đao về phòng ngự nhưng đã muộn, bốn lực lượng tử vong đánh vào người gã, nổ nát thể thánh linh. Người danh đao rách thành mấy mảnh. Bốn người chết tử khí quá mạnh mẽ, xé ăn thánh linh ra, khiến cơ thể thánh linh không thể ghép lại. Vù 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 vù. Thanh đao đẳng cấp thánh linh dụng cụ từ trên trời rơi xuống, đao dính máu thánh linh cắm vào hiệp gốc. Dung bần bật phát ra tiếng rền rỉ. Bốn người chết giết danh đao xong lại đờ đẫn liên tục từng bước tiến tới, biến mất sâu trong hiệp gốc. Mao Thành thật rụt đầu, sợ hãi nói. Nhị đại gia, hay chúng ta đừng xông vào, người chết chỗ này quái dị quá. Thánh linh còn bị bọn họ giết. Phong Phi Vân đi đến trước thanh chiến đao to lớn, bàn tay phát ra luồng khí thánh linh chộp đao phong. Khí linh trong chiến đao cực kỳ thù địch Phong Phi Vân. Đao khí hùng dũng tự động rút lên mặt đất chém vào người Phong Phi Vân. Chủ nhân của ngươi đã chết, ngươi cũng bị thương nặng, hãy từ bỏ chống cự không sợ đó đi. Bàn tay Phong Phi Vân phát ra phượng hoàng chân hỏa, lửa bao phủ chiến đao, chấn áp nó chặt chẽ. Thanh chiến đao có tên là Thần Khiến, một trong 18 thánh linh dụng cụ thiên ngoại thiên, đã tồn tại trên đời ngàn vạn năm, đổi mấy trăm vị chủ nhân. Cổ đao thần khiếu rung bần bật. Chấn ngọn núi vỡ mấy mảnh nhưng cuối cùng không đấu lại Phong Phi Vân. Hắn nhổ chiến đao khỏi mặt đất, đao khí bắn thẳng lên trời. Phong Phi Vân cưỡng ép thuần hóa khí linh của cổ đao thần khiếu, cất đi, tiếp tục theo bước chân người chết đi tới. Bốn người chết dừng lại trước một ngôi miếu hoang vu, đứng thẳng tắp không nhúc nhích. Phong Phi Vân đứng phía xa nhìn ngôi miếu, không tùy tiện tiến lên. Ầm 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 ầm. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Tối thế ma vương bay ra từ sấm chớp đáp xuống trước ngôi miếu. Tối thế ma vương liếc hướng chỗ Phong Phi Vân đứng, sau đó rời mắt vào miếu thờ hoang vu. Tối thế ma vương cười to bảo. Vãn bối là tối thế ma vương bái kiến Vũ Hóa Thiên Tôn tiền bối. Vãn bối luôn kính tiền bối như thiên nhân, hôm nay muốn cùng tiền bối ngồi bàn đạo, hy vọng tiền bối chỉ điểm chút ít cho. Tối thế ma vương nói xong bước vào miếu thờ, tia chớp vòng quanh người, ma khí đằng đằng. Khí sát phạt đập đặc. Bốn người chết như tượng đá đứng thẳng, khi tối thế ma vương đến gần thì trong mắt bọn họ xoay chuyển bắn ra tử quang cực độ, cùng công kích tối thế ma vương. Tối thế ma vương cười gằn bảo. Một đám vật chết cũng dám ngăn cản bước chân của bản vương. Tối thế ma vương dừng bước, vô số tia điện lao ra khỏi người hình thành biển tia chớp đánh bốn người chết thành bột phấn té xuống đất. Như bốn đống bột phấn bay lên. Mỗi hạt bụi chứa khí tử vong nhanh chóng ngưng tụ lại biến thành thân thể bốn người chết bao vây tối thế ma vương. Bốn người chết lại công kích tối thế ma vương, đánh ra hàng ngàn ấn ký tử vong. Không ngờ bất tử bất diệt, thú vị, định. Ngón tay tối thế ma vương khắc từng đợt thánh văn, vặn vẹo thành lôi điện hình thành bốn lồng giam tia chớp nhốt bốn người chết vào tù, không thể nhúc nhích. Trong hỗn độn một thanh âm lạnh lùng nói. Tối thế ma vương. Người muốn quấy rầy Vũ Hóa Thiên Tôn thanh tu. Tối thế ma vương chưa vào miếu thờ thì có mấy thánh linh vực ngoại chạy tới cản đường, Côn Luân giáo chủ nằm trong số đó. Tối thế ma vương dừng bước không đi tiếp. Côn Luân, Thiên Đô, các ngươi đến nhanh thật. Tối thế ma vương bị những thánh linh vực ngoại tỏa định chặt chẽ, gã còn tiến lên trước một bước sẽ bị mọi người công kích dữ dội.
Tuy tu vi của tối thế ma vương mạnh mẽ nhưng cùng lúc bị mấy thánh linh tấn công cũng không chịu nổi. Toàn thân Côn Luân giáo chủ rực cháy lửa như có mây lửa bao bọc thánh thể. Côn Luân giáo chủ bước ra từ hư không hỗn độn, nói. Vũ Hóa Thiên Tôn là giáo hoàng đời thứ 81 của Phạn Diệt giáo ta, dù có phải cung nghênh Thiên Tôn quay về cũng nên là giáo chúng Phạn Diệt giáo chúng ta làm. Nhạc Tước Linh, hai thần thị đứng sau lưng Côn Luân giáo chủ, cảnh giác nhìn tối thế ma vương. Côn Luân giáo chủ bước đến trước miếu thờ, cung kính cúi đầu hướng trong miếu. Vãn bối Côn Luân, phụng lệnh bản đại giáo hoàng đến cung nghênh Vũ Hóa Thiên Tôn trở về Phạn Diệt giáo. Côn Luân giáo chủ giữ tư thế này rất lâu nhưng trong miếu thờ không có tiếng trả lời. Tối thế ma vương cười to bảo. Ha 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 ha, Côn Luân, Vũ Hóa Thiên Tôn tiền bối đã biết các ngươi lòng muông dạ thú, không muốn gặp ngươi. Biểu tình Côn Luân giáo chủ bình tĩnh nói. Tước Linh, hãy đi vào bái kiến Thiên Tôn, nói rõ ý chúng ta đến. Nhạc Tước Linh do dự nói. Giáo chủ, Thiên Tôn không đồng ý chúng ta đã xông vào, có khi nào bất kính với Thiên Tôn không? Tối thế ma vương cười phá lên. Côn Luân giáo chủ của các ngươi không dám xông vào đầu tiên, muốn ngươi đi thăm dò Vũ Hóa Thiên Tôn phục hồi tu vi đến trình độ nào. Nữ hài tử, Côn Luân giáo chủ đang kêu nàng đi chịu chết. Ánh mắt Côn Luân giáo chủ lạnh băng nói. Tối thế ma vương, Phạn Diệt giáo chúng ta việc quang minh lỗi lạc, chỉ có lòng tôn kính với tổ tiên. Tối thế ma vương cười nói. Ta không tin sau khi Vũ Hóa Thiên Tôn quay về Phạn Diệt giáo hoàng đương thời sẽ nhường ngôi. Côn Luân giáo chủ phớt lờ tối thế ma vương, nói. Tước Linh, người đi vào bái kiến Thiên Tôn đi, Thiên Tôn sẽ không trách ngươi. Nhạc Tước Linh cảm thấy làm vậy là bất kính với Vũ Hóa Thiên Tôn, nhưng đây dù sao là pháp y lệnh của giáo chủ, nàng không thể chống đối. Nhạc Tước Linh cẩn thận bước hướng miếu thờ. Vãn bối là Nhạc Tước Linh, xin đến bái kiến Thiên Tôn. Cuối cùng Nhạc Tước Linh không vào miếu thờ được, trong bóng tối có một thánh linh vực ngoại hành động, phá vỡ hư không vỗ vào lưng Nhạc Tước Linh. To gan, dám cản rỡ trước mặt bản giáo chủ. Côn Luân giáo chủ búng tay, một luồng sấm thế giới bắn tung trên đầu ngón tay, buộc thánh linh vực ngoại đánh lén lộ mặt. Côn Luân giáo chủ định trấn áp thánh linh vực ngoại. Tối thế ma vương và mấy thánh linh vực ngoại cùng đánh ra đạo pháp, toàn bộ công kích vào Côn Luân giáo chủ. Ầm 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 ầm. Bên ngoài miếu thờ hỗn chiến, có khoảng 7 thánh linh vực ngoại đánh nhau. Đánh đến trời sụp đất nứt, thời không tan nát. Chỉ có miếu thờ vẫn đứng vững vàng, hằng cổ bất động, không bị lực lượng cường đại nào tổn thương. Như con thuyền nhỏ trên dòng sống chảy xiết, mặc kệ mưa gió không thể nhấn chìm nó. Mao Thành Thật đột nhiên hăm hở lên. Nhị đại gia, chúng ta có xông vào không? Mao Thành Thật rất muốn vào trong miếu thăm dò. Vũ Hóa Đài trong bàn tay Phong Phi Vân biến đổi dữ dội, U-M-G-8 linh hồn không ngừng chấn động, lực lượng thánh linh cũng không ức chế được. Côn Luân giáo chủ bay lên đáp xuống trước cửa miếu thờ, bước vào trong. Vù 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 vù. Một luồng Phật quang bắn ra, ánh sáng vàng rực rỡ, phản âm chói tai. Côn Luân giáo chủ bay ngược về, trong mắt chứa hoảng hốt. Côn Luân giáo chủ dùng lực lượng tín ngưỡng bao phủ thân thể đỡ công kích Phật âm. Ầm. Một bàn tay Phật màu vàng từ nó cầm yếu thở đè xuống đầu Côn Luân giáo chủ. Côn Luân giáo chủ dựng Phạt Diệt Kim Thuẫn nhưng vẫn bị Phật trưởng ấn đánh bay ra ngoài, lảo đảo thụt lùi. Không phải Vũ Hóa Thiên Tôn, ai trong miếu thờ? Bên ngoài miếu, các thánh linh vực ngoại dừng tay cùng nhìn vào trong miếu. Nhạc Tước Linh nhíu mày nói. Phật thủ ấn vừa rồi rất giống Càn Khôn Hỗn Nguyên trưởng ấn thiên địa mà Phong Phi Vân đánh ra. Đám thánh linh vực ngoại cùng nhìn hướng Phong Phi Vân đứng, ánh mắt gay gắt. Mao Thành Thật trợn to mắt nói. Nhị đại gia, có khi nào sư phụ của nhị đại gia ở trong miếu không? Phong Phi Vân không trả lời, hắn triệu hoán yêu hoàng kiếm, cổ đao thần khiếu ra. Hai thánh linh dụng cụ lơ lửng hai bên người Phong Phi Vân, cảnh giác chừng đám thánh linh vực ngoại. Một luồng sáng trắng chấp lóe, ánh sáng trắng tán đi, nam nhân đầu đội lưu kim miện đứng trước mặt Phong Phi Vân. Nam nhân nhìn cổ đao thần khiếu, hỏi. Tại sao cổ đao thần khiếu nằm trong tay ngươi? Phong Phi Vân như không cảm nhận áp lực từ nam nhân, bình tĩnh nói. Danh đao đã chết đương nhiên cổ đao thần khiếu rơi vào tay ta, có gì lạ? Thiên Đô Thượng Nhân không khách sáo nói. Cổ đao thần khiếu là thánh linh cổ khí của thiên ngoại thiên ta,
dù danh đao chết thì nó sẽ tự động bay về thiên ngoại thiên, sao có thể bị ngươi thu phục? Thiên Đô Thượng Nhân là một thánh nhân của thiên ngoại thiên, ngang hàng với Côn Luân giáo chủ, tối thế ma vương, tràn ngập địch ý với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bắt trước lời nữ ma. Ta thấy đao này có duyên với ta nên lấy nó, trên tiên lộ quan trọng nhất là một chữ duyên. Nói năng bậy bạ. Thiên Đô Thượng Nhân không muốn tám nhảm với Phong Phi Vân nữa, lấy ra thiên đấu cổ đao chém vào hắn. Dù Phong Phi Vân không lấy cổ đao thần khiếu thì Thiên Đô Thượng Nhân tuyệt đối không tha cho hắn. Đầu tiên, Phong Phi Vân là người của Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Thứ hai, rất có thể Phong Phi Vân liên quan với cường giả trong miếu thờ, nên Thiên Đô Thượng Nhân muốn bắt hắn. Người ta muốn chiến thì Phong Phi Vân không sợ, lúc chưa là thánh linh hắn còn dám đấu với thánh linh. Hiện giờ bước vào cảnh giới thánh linh, Phong Phi Vân không sợ ai. Thái cổ cự hung như hoàng xà còn phải đền tội trong tay Phong Phi Vân, Thiên Đô Thượng Nhân không hù được hắn. Tay Phong Phi Vân cầm cổ đao thần khiếu hơ đao chém ra một con thần long. Thần long dài vạn dặm, gầm giống dữ tợn, dương nanh múa vuốt, đáng sợ còn hơn cả chân long. Một chiêu long hoàng nhất đao sát đơn giản, nhưng sau khi đến cảnh giới thánh linh Phong Phi Vân thi triển ra chiêu này biến mỡ cụ nát thành thần kỳ, uy lực chém thánh. Bùm 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 bùm. Đao quang chớp lóe, cắt nát tất cả. Thế bị dính vào đao quang dù là một ngôi sao cũng sẽ bị chém thành hai nửa. Hoa Sinh đạo trưởng liên tục chém ra ngàn đao, san bằng một góc ma sơn. Nghĩa địa vô biên bị đánh nát bấy, quét hết chướng ngại vật. Phong Phi Vân cũng chém ra ngàn đao, mỗi đao quang là một thần long. Cuối cùng hiện kỳ tượng thiên long tụ tập bao vây Thiên Đô Thượng Nhân. Các thần long liên tục đụng vào Thiên Đô Thượng Nhân. Phập, phập. Thiên Đô Thượng Nhân chém hết ngàn thần long, cầm đao đứng thẳng. Thiên Đô Thượng Nhân nói. Không ngờ tuổi còn trẻ mà tu vi mạnh như vậy, Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới quả nhiên là anh kiệt lớp lớp. Tiếc rằng ngươi quá trẻ tuổi, tu vi tiểu chân thánh cảnh chưa đủ cho ngươi hoành hành ngang ngược. Hôm nay là điểm cuối sinh mệnh của ngươi. Hai tay Thiên Đô Thượng Nhân cầm đao, thân đao biến thành hình người, như cổ nhân nằm ngang bị gã nắm trong tay. Tổ Thánh chi đao. Thiên Đô Thượng Nhân cầm pháp tướng Tổ Thánh, hợp nhất với thánh linh dụng cụ. Thiên Đô Thượng Nhân vung đao như Tổ Thánh vung thánh linh dụng cụ, đông không gian và thời gian lại. Đao phong chém xuống một ly là không gian vỡ một tấc, khí khái đao chém bát phương hằng vô địch. Các đại nhân vật vực ngoại Côn Luân giáo chủ, tối thế ma vương thụt lùi, biến sắc mặt. Thiên Đô Thượng Nhân phát ra lực lượng rất kinh khủng, có ha ha ha, giết chân thánh. Một thánh linh vực ngoại biến sắc mặt nói. Uy lực đao kia sánh bằng một phần lực lượng Tổ Thánh, không trốn được. Chỉ có đẳng cấp thánh vương mới đỡ nổi. Nếu đổi lại là gã sẽ bị nhát đao chém ra bã. Tu vi đến cảnh giới thánh linh ai không có một, hai vũ khí bí mật. Ngươi nhìn xem, Côn Luân giáo chủ, tối thế ma vương vẫn rất bình tĩnh chứng minh bọn họ cũng có lá bài tẩy, đủ để đối kháng với Thiên Đô Thượng Nhân. Phong Phi Vân chịu áp lực rất lớn đến nỗi không thể miêu tả. Như một thế giới đè xuống, làm người ta ngộp thở, ngón tay không nhúc nhích được. Phong Phi Vân hét to một tiếng. Growl. Làn da Phong Phi Vân mọc vảy rồng, đầu mọc sừng rồng, cơ thể biến to gấp vạn lần thành tổ long có đôi cánh phượng hoàng. Móng vuốt công kích Thiên Đô Thượng Nhân. Móng vuốt nâng vũ hóa đài biến thành thánh bia cao 99 trượng đè xuống. Bùm. Tổ thánh chi đao và vũ hóa đài va chạm phát ra lực lượng khủng bố như vũ trụ nổ tung. Cánh tay Thiên Đô Thượng Nhân bị xung lực xé rách, máu thánh rơi ra, trượt dài ra sau. Vuốt rồng của Phong Phi Vân cũng bị đao khí cắt nát, phải rồng rơi từng mảng ra, máu thịt rơi một đống. Thiên Đô Thượng Nhân nhìn thánh bia trong tay Phong Phi Vân, con người co rút. Vũ hóa đài, đây là vũ hóa đài. Côn Luân giáo chủ, tối thế ma vương cũng nhìn thánh bia trong tay Phong Phi Vân, mắt lóe tia sáng. Quả nhiên là vũ hóa đài. Đồn rằng ngày xưa vũ hóa thiên tôn nhờ vào thần vật này góp nhặt linh hồn 18 sinh linh tà đạo tuyệt vời để trùng kích vũ hóa đệ thập trọng. Cuối cùng độ qua sinh kiếp, đến vô lượng chân thánh cảnh sinh linh hát đệ ngũ trọng. Chắc chắn vũ hóa thiên tôn chưa hoàn toàn thức tỉnh, vũ hóa đài là chìa khóa để vũ hóa thiên tôn thức tỉnh. Ai có vũ hóa đài sẽ là người đầu tiên tìm được bản thể của vũ hóa thiên tôn. Thánh linh vực ngoại áp sát Phong Phi Vân. Chỉ có 7 thánh linh, người phát ra hà quang sáng rực, như một đám chân thần. Tu vi thánh linh vực ngoại cực kỳ cường đại, phong tỏa hư không.
Phong Phi Vân đứng đó, không chút sợ hãi. Phong Phi Vân cười nói. Mao Thành Thật, có sợ không? Mao Thành Thật ngoan ngoãn đáp. Hơi, hơi hơi. Phong Phi Vân nhoẻn miệng cười, triệu hoán hết chiến binh trong cơ thể. Tám tam vị chân hỏa lô, cổ đao thần khiếu, yêu hoàng kiếm, vũ hóa đài, thanh đồng cổ thuyền quanh quanh người Phong Phi Vân. Chưa từng chém thánh linh vực ngoại, hôm nay thử xem máu thánh linh có mùi vị gì. Giết! Phong Phi Vân chủ động tấn công, hắn đứng trên thanh đồng cổ thuyền bay ra ngoài, đụng bay một thánh linh. Thánh linh kia miệng hộc máu, lực lượng thanh đồng cổ thuyền một chiêu trọng thương thánh linh, máu thánh nhuộm đỏ bầu trời. Ầm! Phong Phi Vân chém một nhát đao lướt qua đầu thánh linh kia, cắt nửa sọ não. Vết cắt bóng loáng như gương, từng lũ hà quang bắn ra. Lại một đống máu thánh linh phun ra, mỗi giọt máu sánh bằng linh dược tuyệt thế. Trốn! Thánh linh hãi hùng chỉ nát hư không, định bỏ trốn. Mao Thành Thật bay đến trên vai thánh linh kia từ bao giờ, tay trắng mềm vỗ nhẹ. Ngủ đi, ngủ đi. Thánh linh mắt tối sầm, đầu tóc tối tăm, cơ thể không kiềm được rớt xuống dưới. Phong Phi Vân lấy ra một tam vị chân hỏa lô thu thánh linh hôn mê vào lò, chân áp. Tất cả xảy ra trong chớp mắt, khi đợt công kích của đám thánh linh vực ngoại ập đến thì thánh linh hôn mê đã bị trấn trong tam vị chân hỏa lô. Cánh cửa hư không. Mao Thành Thật mở cánh cửa hư không ra. Phong Phi Vân và Mao Thành Thật bay vào trong cánh cửa hư không, phối hợp kín không kẽ hở. Cánh cửa hư không đóng lại ngay. Ầm. Công kích của đám thánh linh vực ngoại đập vào cánh cửa hư không, đánh nát cánh cửa hư không nhưng không tổn thương được Phong Phi Vân. Đáng ghét. Các thánh linh vực ngoại đánh hụt. Vù 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 vù. Cánh cửa hư không hiện ra từ hướng khác. Phong Phi Vân hành động siêu mau. Một đao chém vào cổ Nhạc Tước Linh. Đinh. Nhưng Nhạc Tước Linh mặc áo giáp đẳng cấp thánh linh dụng cụ, cổ đao thần khiếu phát ra tiếng leng keng đinh tai. Cổ đao thần khiếu không chém đứt cổ Nhạc Tước Linh, chấn động chỉ đủ làm nàng choáng váng. Mao Thành Thật thừa dịp này vỗ mạnh đầu Nhạc Tước Linh. Ngủ đi, ngủ đi. Mao Thành Thật phong lại trí tuệ thánh linh của Nhạc Tước Linh. Phong Phi Vân lấy tam vị chân hỏa lô thứ hai ra, thu Nhạc Tước Linh vào lò. Đám thánh linh vực ngoại tức hộc máu, đặc biệt là Côn Luân giáo chủ, Tối Thế Ma Vương, Thiên Đồ Thượng Nhân. Bọn họ là ba thủ lĩnh nhưng bị Phong Phi Vân dắt mũi lòng vòng, ba người giận thật. Thời nộ, chán Côn Luân giáo chủ Mọc Thiên Nhãn phủ lên thiên địa này, thi triển đạo pháp vô thương đảo điên thời không. Bùm! Không gian và thời gian tan vỡ, giờ thì không thể mở cánh cửa hư không nữa, cơ hội trốn vào thời gian cũng không có. Tối Thế Ma Vương cười gằn. Chờ xem ngươi trốn đến đâu. Tối Thế Ma Vương giơ tay, bàn tay ngưng tụ ma phủ tam giác, búa chém vào Phong Phi Vân. Mấy thánh linh vực ngoại khác công kích, đạo pháp, trường ấn như nước lũ trút xuống, nhấn chìm Phong Phi Vân. Pháp tướng Hoa Hậu. Phong Phi Vân vận dụng pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh, ngưng tụ thần ảnh sau lưng mình oanh kích qua. Bùm! Pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh không ngăn được một đám thánh linh công kích, tan vỡ thành mấy mảnh ảo ảnh thánh quang. Phong Phi Vân bay ngược ra sau, đáp xuống trước miếu thờ. Phong Phi Vân quỳ một gối, tay chống mặt đất, khóe môi nhỏ giọt máu thánh linh. Máu rơi xuống đất, đất đai bốn phía đỏ máu. Thiên Đồ Thượng Nhân nói. Phong Phi Vân, người đã cùng đường, châu chấu đá xe, một con đường chết. Thiên Đồ Thượng Nhân đạp trên mảnh nhỏ không gian, khí vũ hiên ngang, ngạo khí khiếp người từng bước áo sát Phong Phi Vân, lực lượng áp đảo. Vù 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 vù. Một mảnh nhỏ không gian dưới chân Thiên Đồ Thượng Nhân bỗng nổ tung, thanh chiến kiếm lóe yêu quang bay ra. Khí yêu ma mãnh liệt xuyên thấu bàn chân Thiên Đồ Thượng Nhân, đâm thủng chân phải rồi từ đó xông vào thánh thai trong người gã. Đây là yêu hoàng kiếm. Phong Phi Vân sớm giấu yêu hoàng kiếm ở chỗ đó, bảy cái bẫy chờ có người đạp vào. Xẹt 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 xẹt. Thiên Đồ Thượng Nhân bất đắc dĩ chém mình một nhát. Chặt đứt nửa người mới thoát khỏi số xui bị yêu hoàng kiếm đâm xuyên thánh thai. Nhưng Thiên Đồ Thượng Nhân cũng bị thương nặng, huyết khí bị chém đứt một nửa, đạo tắc thánh linh bị yêu hoàng kiếm xâm thực hơn phân nửa, tu vi sụt giảm. Sau này dù Thiên Đồ Thượng Nhân tu luyện lại tu vi cũng khó tiến bộ hơn. Ầm, hai tay Phong Phi Vân cầm chuôi đao chém hư không, thần long bay ra đụng văng Thiên Đồ Thượng Nhân. Đao khí xé cơ thể thánh linh rách nhiều lỗ. Phong Phi Vân cầm cổ đao thần khiếu, tay kia cầm yêu hoàng kiếm, đao kiếm nhỏ máu.
Phong Phi Vân lạnh lùng nhìn tất cả thánh linh vực ngoại, nói. Người tiếp theo. Chỉ mấy giây ngắn ngủi có hai thánh linh bị Phong Phi Vân trấn áp, một thánh linh buộc phải tự chém tu vi. Cuộc chiến vô cùng huy hoàng, nếu truyền ra thì danh tiếng của Phong Phi Vân sẽ lên cao cỡ thủy nguyệt thánh thần, thành tín ngưỡng của chúng sinh. Nhưng với đám thánh linh vực ngoại thì đây là chuyện khiến bọn họ vô cùng nhục nhã. Các thánh linh vực ngoại tại đây toàn là lão tổ danh chấn thiên hạ, đối phó một tiểu bối vậy mà bị dắt mũi đi lòng vòng, mặt xám mày cho. Bọn họ biết đút mặt vào đâu. Một thánh linh đầu đầy rễ cây công kích Phong Phi Vân. Quá kiêu ngạo, để ta lấy mạng chó của ngươi. Thánh linh đầu đầy rễ cây đến từ Hắc Ám Ma Cung, một vị trưởng lão thái tổ, loài thực vật thành thánh, sức sống lâu dài. Thánh linh đầu đầy rễ cây nhìn thâu Phong Phi Vân bị thương nặng nên mới dám hùng hổ tấn công. Đầu nó kéo dài ngàn rễ cây như râu rồng, xích sắt leng keng oanh kích Phong Phi Vân. 999 linh dược trong người Phong Phi Vân biến thành 999 tinh hệ, các tinh hệ bốc cháy lên. Lửa tuôn ra từ 999 thế giới tinh hệ, đốt cháy hư không, đốt mảnh nhỏ không gian. Trưởng lão thái tổ Hắc Ám Ma Cung vốn là thực vật thành thánh, rất sợ lửa. Tất cả rễ cây trên đầu trưởng lão thái tổ Hắc Ám Ma Cung bốc cháy lửa. Vẫn linh đạo. Phong Phi Vân đánh ra một diệt thế đạo xé xác trưởng lão thái tổ Hắc Ám Ma Cung ra. Trong người trưởng lão thái tổ Hắc Ám Ma Cung bay ra vô số mộc chi tinh hoa, phát ra tiếng kêu rên. Tối thế ma vương cứu lại thánh linh vực ngoại đó. Tu vi của tối thế ma vương siêu khủng bố, vỗ một trưởng đánh ra hàng vạn tia chớp. Những tia chớp đan xen thành nước lũ. Biến thành luồng thần lôi màu tím trắng phá tan từng tầng ánh lửa, nổ ngực Phong Phi Vân. Trong miếu thờ hoang vu vang tiếng niệm Phật già nua. A-di-đà Phật. Một Phật thủ ấn bay ra đánh bật thần lôi trắng về phục hồi tối thế ma vương, hất bay gã. Phật thủ ấn biến thành ngũ chỉ sơn trấn áp tối thế ma vương dưới chân núi. Grau. Tối thế ma vương biến thành con ma nghiêu, đầu như kỳ lân, toàn thân đầy vảy. Đây là bản thể của tối thế ma vương. Tối thế ma vương muốn dốc hết sức nâng ngũ chỉ sơn trên lưng lên. Trong miếu thờ hoang vắng vang một chuỗi niệm Phật. Ngưu mật, mơ u mễ. Tiếng niệm kinh biến thành các chữ Phật màu vàng ấn trên ngũ chỉ sơn, đè chặt tối thế ma vương dưới đất. Mọi người kinh hoàng. Trong miếu thờ có cường giả cái thế, một Phật trưởng ấn đã chân áp cường giả như tối thế ma vương. Đây là thần thánh phương nào? Phong Phi Vân thừa dịp đám thánh linh vực ngoại ngây người vội vọt vào miếu thờ. Phong Phi Vân xông vào trong miếu, đuổi theo. Đám thánh linh vực ngoại đuổi theo vào trong miếu thờ. Một ngôi miếu nhìn hư đơn giản, R4X nát nhưng không gian bên trong vô cùng mênh mông, trống trải như một thế giới. Phong Phi Vân đạp bước vào, thấy 8 người chết đứng yên. Người chết mặc áo khác nhau, có xa hoa giàu có, mộc mạc đơn giản, nữ nhân xinh đẹp, lão nhân mặt nhăn nheo. 8 người chết đứng yên không nhúc nhích, tựa như 8 cây cột đựng dưới đất. Phong Phi Vân lại lấy vũ hóa đài ra, tìm 8 người đối ứng trên vũ hóa đài. Bọn họ từng là nhân kiệt kinh diễm một thời nhưng bây giờ biến thành con rối tử vong, nửa chết nửa sống. 8 người chết không công kích Phong Phi Vân, nhưng đám người Côn Luân giáo chủ xông vào thì người chết, sống, lại. 8 người chết đánh ra đạo tắc tử vong công kích thánh linh vực ngoại. Mao Thành Thật chỉ vào bên trên miếu thờ. Nhị đại gia, có hòa thượng ngồi trên vách tường. Phong Phi Vân nhìn qua. Xem thấu hư ảo, quả nhiên có một tăng nhân ngồi trong vách tường. Trong vách tường sáng tạo một thần đài, tăng nhân ngồi trên đài, nhắm mắt, người tỏa hật quang màu vàng. Tăng nhân khoác cà sa, các con Phật tàm màu vàng bay quanh người. Tuy tăng nhân nhắm mắt, không có hô hấp, nhịp tim đập nhưng khác với những người chết. Trên người tăng nhân còn chút dao động sự sống, dường như đối kháng với lực lượng vô hình nào đó. Tăng nhân dùng kim tàm Phật khí trên người ngăn cản lực lượng xâm nhập. Chiến đấu không ngừng. Tăng nhân hoàn toàn giấu căn nguyên sinh mệnh vào người, không có chút nào lan tràn trong không khí. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cao tăng thánh khiết, cầm chặt vũ hóa đài. Trên vũ hóa đài, chữ Phật tàm tử không ngừng nhấp nháy, toát ra linh hồn dao động. Tiền bối, là Phật tàm tử sao? Phong Phi Vân cực kỳ kích động, hắn nhìn chằm chằm tăng nhân trong vách tường. Phong Phi Vân và Phật tàm tử có quan hệ sâu xa. Xem như truyền nhân cách đời của Phật Tàm Tử, hắn rất kích động. Trong miếu thờ, 8 người chết ngăn lại sinh linh vực ngoại, đánh nhau túi bụi.
Phong Phi Vân đứng trước vách tường cổ xưa, nhìn lão tăng trước mắt. Trong người lão tăng phát ra vô số đốm sáng biến thành mấy con Phật tàm nhỏ xíu như trời đầy sao. Một con Phật tàm là một thế giới. Lão tăng hằng cổ bất động, như tượng đất trong miếu. Lão tăng không trả lời Phong Phi Vân, không gian tĩnh lặng. Mao Thành thật tò mò hỏi. Lão chọc, sao không nói chuyện? Phong Phi Vân vươn tay nhẹ phất người lão tăng, ngón tay xuyên thấu thân thể kéo ra Phật quang. Mao Thành thật trợn to mắt nói. Sao có thể như vậy? Hay hòa thượng này cũng chết, là bóng ma? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Đây là thánh hồn của Phật Tàm Tử tiền bối. Phật gia nói người có ba hồn, hai hồn thiên địa thường ở bên ngoài, chỉ có mệnh hồn thủ thân. Chắc đây là địa hồn tách khỏi người Phật Tàm Tử tiền bối. Địa hồn trấn thần miếu, vậy bản tôn Phật Tàm Tử tiền bối đi đâu? Mao Thành thật nói. Một địa hồn có thể trấn áp tối thế ma vương, tu vi của lão chọc khủng thật. Phong Phi Vân nhìn Phật Tàm Tử ngồi trên thần đài, nhìn hai tay lão đặt ở phần bụng như nâng cái gì gì đó. Nhưng rõ ràng đôi tay Phật Tàm Tử trống rỗng. Ủa? Phong Phi Vân lấy một kim Phật Nero 7 tấc ra. Kim Phật nhỏ 7 tấc là kim tàm kinh, cũng là chìa khóa mở thiên quốc. Phong Phi Vân ngàn ngừ, đặt kim Phật nhỏ 7 tấc vào tay lão tăng. Kim Phật rơi vào tay Phật Tàm Tử chậm rãi chuyển động, phát ra Phật quang vàng chói mắt. Tiếng tụng kinh vạn Phật triều tông vang vọng trong ngôi miếu, trong ma sơn. Lão tăng trên thần đài mở mắt ra, con người bên phải có một Phật xếp bằng, con người bên trong trái hình thành một con đường. Một hạt cát một thế giới, một hoa một thiên quốc. Phong Phi Vân, Mao Thành thật biến thân thể nhỏ cỡ côn trùng bay vào con người Phật Tàm Tử. Tu vi đến cảnh giới thánh linh có thể chứa một thế giới trong hạt cát, chứa một thiên đường thánh địa trong đóa hoa. Đây là thủ đoạn chứa thiên địa vào giới. Trong con người Phật Tàm Tử chứa một thế giới. Thế giới này lơ lửng trong hắc ám, chín hư ả dựng một ngọn rèn Phật, ánh đèn dựng thế giới. Phật quang có thể kéo dài bao xa thì thế giới lớn bấy nhiêu. Bên dưới Phật quang có ngọn núi trụi lùi, trên núi có một ngôi miếu, giống bên ngoài y như đúc. Trong miếu, trên vách tường có một tòa thần đài, trên thần đài có một lão tăng ngồi, giống y như lão tăng bên ngoài. Mao Thành thật căng thẳng mở miệng nói. Ôi chao, nhị đại gia, có khi nào chúng ta đi vào một câu chuyện? Phong Phi Vân nhìn tăng nhân trên thần đài, hỏi. Câu chuyện gì? Mao Thành thật nói. Gia Gia từng kể cho ta nghe chuyện dài nhất thiên hạ. Từ trước có một ngọn núi có một ngôi miếu, trong miếu có một hòa thượng đang kể chuyện. Nội dung kể là từ trước có một ngọn núi có một ngôi miếu có một hòa thượng đang kể chuyện. Phong Phi Vân cười hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta đang ở trong câu chuyện Gia Gia ngươi kể, bị nhốt trong chuyện kể không ra được. Mao Thành thật căng thẳng nói. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, xông vào một ngọn núi có một ngôi miếu, trong miếu có một hòa thượng. Bay vào mắt hòa thượng lại xuất hiện một ngọn núi có một ngôi miếu, trong miếu có một hòa thượng. Ta biết có một số thánh linh dị loại pháp lực cao cường có thể thi triển pháp môn thần dị nhốt người vào trong gương, trong mộng, trong một chữ. Vậy chúng ta bị phong vào chuyện kể cũng không lạ. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Nếu ai dám nhốt ta vào chuyện kể thì ta sẽ biến nó thành câu chuyện dở ẹc. Mao Thành thật nói. Ta luôn cảm thấy Gia Gia kể chuyện dở tệ. Phong Phi Vân nói. Chắc là thiên hồn của Phật Tàm Tử tiền bối. Nếu ta đoán đúng thì trong đó là chân thân của tiền bối. Không gian chấn động mãnh liệt, thánh linh vực ngoại oanh kích địa hồn Phật Tàm Tử. Côn Luân giáo chủ xé rách không gian, cưỡng ép xông vào. Phong Phi Vân, để vũ hóa đài lại, cho ngươi toàn thây. Phong Phi Vân cười với Côn Luân giáo chủ. Không uổng là đẳng cấp giáo chủ, đến mau thật. Phong Phi Vân lấy kim Phật 7 tấc ra đặt vào lòng bàn tay lão tăng. Kim Phật vận chuyển. Lão Tăng lại mở mắt ra. Phong Phi Vân bay vào con người Lão Tăng, đi vào thế giới tầng thứ ba. Trong thế giới tầng thứ ba có một ngọn núi có một ngôi miếu, trong miếu có Lão Tăng đang ngồi. Phong Phi Vân đi vào trong miếu, đứng giữa miếu thờ nhìn Lão Tăng ngồi trên thần đài. Lão Tăng vẫn khoác cà sa, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ở phần bụng, thân như cây khô, ánh sáng vàng bao phủ, vạn tà không xâm thể. Mao Thành thật lẩm bẩm. Tiêu đời, chắc chắn chúng ta bị người phong vào chuyện kể. Không, lần này là sự thật.
Phong Phi Vân chắp tay, bắt Phật ấn. Một vòng Phật hoàn hiện ra sau lưng Phong Phi Vân, dưới chân ngưng tụ đài sen 72 phẩm. Phong Phi Vân cung kính cúi đầu hướng lão tăng ngồi trên thần đài. Vãn bối Phong Phi Vân, bái kiến Phật sư. Mao Thành thật nghi ngờ nhưng vẫn chắp hai tay lại, lại lão tăng trên thần đài liên tục như gà mổ thóc. Chờ ngươi đã lâu. Lão tăng không mở miệng nhưng trong miếu vang thanh âm già nua. Phong Phi Vân nói. Phật sư dùng ba tầng hồn cảnh khai sáng ba tầng thế giới chắc để hòng ấn vũ hóa thiên tôn. Một vạn năm trước bần tăng tức giận chém ba vương giả giới âm phủ ném vào hố luyện thi, cơ duyên trùng hợp phát hiện khu mộ không giới hạn này. Khi ấy bần tăng bên tai nghe tiếng kêu gọi mới biết nhân quả của mình nằm trong ma sơn. Bần tăng tự mình xông vào ma sơn, muốn dựa vào sức mình chặt đứt nhân quả nghiệp lực này. Đáng tiếc nhân quả đã gieo thì khó chém, chỉ đành dốc sức mở ra ba tầng thế giới, chấn đại ma vào người. Từng tiếng phản âm Phật ngữ vang lên, tràn ngập hối hận, từ bi, bất đắc dĩ. Phong Phi Vân hỏi, vũ hóa thiên tôn còn sống. Trời khó diệt, đất khó chôn vũ hóa thiên tôn. Lão tăng và vũ hóa thiên tôn mấy ngàn năm, chẳng những không thể tịnh hóa hắn, ngược lại vũ hóa thiên tôn càng mạnh hơn nữa. Đến hôm nay e rằng lão tăng không chấn vũ hóa thiên tôn nổi nữa. Thế giới bên ngoài truyền đến dao động mãnh liệt, thế giới tầng thứ ba bị xé rách, Côn Luân giáo chủ xông vào thế giới này. Côn Luân giáo chủ cầm thần trượng, mặc trường bào, thánh quang như mưa từng bước vào trong miếu thờ. Ha 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 ha, một hòa thượng bình thường mà mơ chấn áp vũ hóa thiên tôn, mơ tưởng viễn vông. Trên thần đài, lão tăng kia chậm rãi vươn ra một ngón tay chỉ ngoài miếu thờ. Một tầng bình chướng Phật quang sinh ra, bảo vệ nguyên ngôi miếu. Côn Luân giáo chủ cầm thần trượng công kích Phật quang đánh ra gợn sóng. Nhưng gợn sóng tán đi rồi nhanh chóng khép lại, bộc phát xung lực đẩy lùi Côn Luân giáo chủ 9 bước. Trong miếu thờ, giọng Phật Tàm Tử lại vang lên. Không còn nhiều thời gian, vũ hóa thiên tôn muốn thức tỉnh hoàn toàn cần nhờ vào 18 linh hồn trên vũ hóa đài. Vũ hóa đài là lý do vũ hóa thiên tôn luôn sống từ thái cổ đến bây giờ, vì mỗi thời đại sẽ có linh hồn một đám nhân kiệt bị vũ hóa thiên tôn dùng, thành chất bổ kéo dài mạng sống cho hắn. Đương nhiên muốn chấn áp vũ hóa thiên tôn lần nữa phải dựa vào vũ hóa đài. Ta nên làm sao? Phong Phi Vân siết chặt vũ hóa đài, nhìn 18 linh hồn nhảy nhót bên trên. Những linh hồn rất nôn nóng muốn lao ra ngoài. Phật Tàm Tử im lặng thật lâu sau nói. Giết hết linh hồn trên vũ hóa đài, phong vũ hóa thiên tôn vào vũ hóa đài. Phong Phi Vân ngước đầu lên. Giết hết linh hồn trong vũ hóa đài vậy chẳng phải mọi người đều chết. Tiền bối cũng. Phật Tàm Tử nói. Con người luôn sẽ chết huống chi là những kẻ phạm sai như chúng ta. Chết là chuộc tội. Phong Phi Vân nghĩ đến Long La Phù, hỏi. Không còn cách nào khác sao? Phật Tàm Tử lắc đầu, nói. Lão Tăng sắp không trấn áp vũ hóa thiên tôn được nữa. Nếu để vũ hóa thiên tôn xuất thế, hấp thu 18 linh hồn trên vũ hóa đài thì mọi người sẽ bị vũ hóa thiên tôn nô dịch, chuyện này đau khổ hơn là chết. Tâm trí Phong Phi Vân kiên cường, hắn không do dự nữa. Phong Phi Vân cắn chặt răng, đành hy vọng thần thai sẽ bảo vệ Phong Phi Vân, giờ không còn cách nào. Nhưng người Phật Tàm Tử run bần bật, con người bên trái làm trung tâm nứt ra một cái khe đỏ máu. Một bàn tay ma thò ra từ con người duỗi hướng Phong Phi Vân, muốn bắt lấy vũ hóa đài. Vũ hóa thiên tôn bị Phật Tàm Tử phong vào thế giới thứ 4 trong con người, giờ vũ hóa thiên tôn sắp phá phong bay ra khỏi thế giới thứ 4. Khí thế mãnh liệt ập vào Phong Phi Vân, chỉ một bàn tay gần như đóng đinh hắn. Phong Phi Vân chịu yêu hoàng kiếm ra, chém một thanh chiến kiếm đánh vào kẽ tay ma tóe lửa. Hung binh thái cổ sắc bén không thể chém nát tay ma. Khí yêu ma trên yêu hoàng kiếm và ma khí từ bàn tay ma đấu kịch liệt, vang một chuỗi tiếng nổ đi đùng. Ha 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 ha, Phật Tàm Tử, người trấn ta nhiều năm, bây giờ bản thiên tôn vẫn phá phong chui ra. Ngày ản thiên tôn xuất thế cũng là lúc ngươi chết. Trong con ngươi bên trái Phật Tàm Tử phát ra tiếng cười dài, lực lượng bên trong càng khổng lồ hơn. Ma khí dâng lên, xé nát khung trời. Số phận, đều là số phận, ai? Cơ thể Phật Tàm Tử nứt ra, vết dạn dày đặc như mạng nhện. Bùm một tiếng, Phật thân nát thành mấy mảnh nhỏ màu vàng bay đi bốn phương tám hướng, biến mất trong thiên địa. Kim thân của Phật Tàm Tử tan vỡ, cà sa hóa thành bụi trần. Cơ thể tan vỡ thành hàng ức mảnh.
Một đoàn sương mù đỏ rực lơ lửng trong không trung tái tạo hình người, ngưng tụ thể thiên tôn, như người khổng lồ hỗn độn đang đắp nặn. Phong Phi Vân biến sắc mặt nói. Tiền bối. Không ngờ vẫn muộn một bước. Vũ Hóa Thiên Tôn xuất thế. Phật Tam Tử chết. Lực lượng của Vũ Hóa Thiên Tôn quá cường đại, không chỉ đánh nát tinh thần của Phật Tam Tử, càng đánh nát ba tầng thế giới. Những thánh linh vực ngoại, người chết Ma Sơn, Phong Phi Vân đều bị lực lượng này oanh kích ra ngoài. Như vũ trụ bị gió thần thổi bay, cơ thể nhẹ hấng tựa hạt cát. Vũ Hóa Thiên Tôn thành công tái tạo, bước tới trước mặt Côn Luân giáo chủ. Vũ Hóa Thiên Tôn nhìn Côn Luân giáo chủ. Chẳng phải ngươi nói cung nghênh bản Thiên Tôn đến phản diệt giáo. Vậy bây giờ bản Thiên Tôn sẽ đưa ngươi trở lại. Côn Luân giáo chủ biến sắc mặt, thụt lùi, người rực cháy vô số lửa thánh linh, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Côn Luân giáo chủ hô thần trượng đánh vào Vũ Hóa Thiên Tôn. Thời không chi thần. Thần trượng va chạm hư không đánh ra gợn sóng. Bộp. Thời gian và không gian tan vỡ. Những mảnh nhỏ hóa thành dòng lũ oanh kích vào Vũ Hóa Thiên Tôn. Vũ Hóa Thiên Tôn khẽ thở dài. Đây là trình độ giáo chủ phản diệt giáo bây giờ sao? Loại trình độ nào mà cũng muốn đảo hành nghịch thi, đoạt xá bản Thiên Tôn. Thời không chi đạo, người còn cần tu luyện nhiều mới được. Vũ Hóa Thiên Tôn vươn tay ra, nơi bàn tay xẹt qua thời không phục nguyên, trở về bình tĩnh. Đại thủ ấn vào đầu Côn Luân giáo chủ, tu vi của gã bị phong ấn lại hết. Ước vạn đạo tắc bị đông cứng. Côn Luân giáo chủ quỳ rạp dưới đất, run rẩy nói. Côn Luân chưa từng có ý muốn đoạt xá Thiên Tôn, Côn Luân tôn kính Thiên Tôn vô cùng. Côn Luân không dám đảo hành nghịch thi. Mắt Vũ Hóa Thiên Tôn lạnh băng. Thật sao, nếu ngươi giúp muốn bản Thiên Tôn một tay vậy hãy trợ giúp bản Thiên Tôn tu về tu vi đỉnh cao đi. Vũ Hóa Thiên Tôn không ngừng hút thánh lực trong cơ thể Côn Luân giáo chủ biến thành lực lượng bản thân, lấy đó phục hồi tu vi. Rất nhanh Côn Luân giáo chủ thành cho, bị Vũ Hóa Thiên Tôn hút hết sạch. Miếu thờ sớm sụp đổ, Ma Sơn vỡ nát, đất đai biến thành hư vô. Phương xa vô số bia mộ đầy rẫy, nhiều tu sĩ thấy cảnh này. Tu sĩ nhân loại, long tộc, thú tộc, chí cường vực ngoại. Vô số sinh linh tụ tập giờ đều run rẩy, lòng kinh khủng. Đây là lực lượng của hung ma thái cổ, một bàn tay đập chết đẳng cấp giáo chủ. Mao Thành thật run lẩy bẩy nói. Nhị đại gia, tại sao nhân tổ chưa đến? Mắt Phong Phi Vân nhìn thấu các tầng hư không nhìn ra thời không ước vạn dặm, vừa rồi hắn đã xem xét. Phong Phi Vân trả lời. Thân thể nhân tổ tiền bối chưa hoàn chỉnh, bây giờ lại bị kẻ địch lớn kiềm chết, trong một lúc không đến được. Mắt Vũ Hóa Thiên Tôn sáng như sao nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, chậm rãi vươn một bàn tay. Đưa Vũ Hóa Đài cho ta. Vù 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 vù. Vù 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 vù. Phong Phi Vân rút cổ đao thần khiếu, yêu hoàng kiếm ra, thi triển nửa pháp tướng thánh linh của mình. Pháp tướng cao vạn trượng như thần thánh cự linh. Phong Phi Vân chừng Vũ Hóa Thiên Tôn lại. Giết ta thì Vũ Hóa Đài thuộc về ngươi. Vũ Hóa Thiên Tôn nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, cười thủm tỉm. Không uổng là người Vũ Hóa Đài chọn, không làm ta thất vọng. Nhưng ngươi chỉ là một con cờ, hiện tại ngươi có thể rời khỏi cuộc chơi. Vũ Hóa Thiên Tôn ngưng tụ bàn tay to ấn hướng Phong Phi Vân. Bùm! Phật thủ ấn to lớn vỗ ra từ hỗn độn đánh vào bàn tay Vũ Hóa Thiên Tôn. Hai thủ ấn to lớn va chạm vào nhau, bộc phát Phật quang và ma quang mãnh liệt, chấn thiên địa xôn xao cuối cùng tan vỡ. Vũ Hóa Thiên Tôn khẽ kêu, nhìn hướng hỗn độn. Trong hư không hỗn độn, một lão tăng khoác cà sa từ từ bước ra, người tỏa Phật loang chói mắt. Các Phật văn di chuyển trên người và trong hư không lão tăng, tiếng tụng kinh ức vạn thần Phật vang trên người lão tăng. Trán lão tăng ngưng tụ một Phật ấn vàng, lưng mọc đôi cánh ánh sáng mỏng, cánh ánh sáng dài mấy ngàn dặm đan xen vô số văn lý. Vũ Hóa Thiên Tôn khẽ kêu, cười nói. Công pháp Phật Mơ Côn thật lợi hại. Phong Phi Vân mừng rỡ kêu lên. Đệ thất trọng cao nhất kim tàm kinh, kén vàng hóa bướm, bất tử không lập, chết rồi mới lập. Phật Tam Tử không phải người sáng tạo Kim Tàm Kinh, chỉ tu luyện đến đệ ngũ trọng Kim Tàm Kinh, cảnh giới thành Tàm Đồ. Đệ lục trọng Kim Tàm Kinh là Tàm Kiền Đồ. Phật Tam Tử vào Ma Sơn là tác kiền tự phược, lấy thân nhốt ma là phun tơ thành kiền. Có thể nói một vạn năm nay Phật Tam Tử như kén tằm trói Vũ Hóa Thiên Tôn và bản thân lão. Vũ Hóa Thiên Tôn xuất thế,
đánh nát kim thân của Phật Tàm Tử cũng giúp lão phá lồng kén, từ nay phá kén hóa bướm, chân chính lập địa thành đạo, tu vi lên một bậc. Phật Tàm Tử nói, bản Thiên Tôn tác kiền tự phược, vốn nên cùng Thiên Tôn mãi mãi phong trong thiên địa. Nhưng Thiên Tôn đã xuất thế thì lão tăng cũng phá kén, đây là nhân quả tuần hoàn. Vũ Hóa Thiên Tôn nói, ngươi làm kén chắc chưa hoàn toàn phá, tầng kén trên Vũ Hóa Đài còn trói buộc ngươi. Phật Tàm Tử bảo tướng trang nghiêm cười nói, tầng kén đó cũng trói buộc Thiên Tôn. Vũ Hóa Thiên Tôn cười nói, đúng vậy, bản Thiên Tôn cũng đang trong kén, đã định trước chỉ có một người chạy đi, một người phải chết. Đại sư, ngươi cảm thấy trong chúng ta ai có thể phá kén ra? Phật Tàm Tử nói, mọi chuyện phải xem tạo hóa. Tạo hóa nằm trong tay ta. Vũ Hóa Thiên Tôn chỉ vào Phong Phi Vân, kiếm phong xuyên qua thời gian. Vũ Hóa Thiên Tôn muốn chặt đứt Phong Phi Vân trong quá khứ. Phong Phi Vân quá khứ chết thì Phong Phi Vân hiện tại sẽ biến mất. Đây là thần thông công kích xuyên thấu thời gian, khó mà đề phòng, cao cấp hơn thời không chi đạo của Côn Luân giáo chủ rất nhiều. Chỉ có Thánh Linh mới bắt đầu nghiên cứu thời không, Phong Phi Vân thành thánh quá ngắn ngủi, chưa suy ngẫm được huyền bí thời không. Phong Phi Vân cảm giác hơi thở nhanh chóng áp sát nhưng không ngăn cản được, trốn không thoát. Phật Tàm Tử chắp hai tay, vỗ cánh, thời không bị tốc lên, chặn một kích của Vũ Hóa Thiên Tôn trong thời gian dao động. A-di-đà Phật. Phật Tàm Tử phun ra bốn chữ, mỗi chữ là một loại vô thượng đại đạo công kích Vũ Hóa Thiên Tôn. Vũ Hóa Thiên Tôn như người khổng lồ hỗn độn, muôn vàn xích thần vòng quanh người đánh nát bốn chữ Phật. Vũ Hóa Thiên Tôn nói. Đại sư, kén của Đại sư chưa hoàn toàn phá mở, Phật đạo của Đại sư còn con đường rất dài để đến Đại Thừa. Đại sư và bản Thiên Tôn có chênh lệch rất lớn. Phật Tàm Tử nói, Thiên Tôn mới thức tỉnh, thần thông chưa Đại Thừa đã xem chúng sinh là con kiến. Phật Tàm Tử tụng kinh trong hỗn độn, vô số sách cổ bay lên đổ ập xuống Vũ Hóa Thiên Tôn. Trên đầu Vũ Hóa Thiên Tôn ngưng tụ mây trời, dưới chân đạp sông núi Vĩnh Hằng, núi non không ngừng chướng lớn. Vũ Hóa Thiên Tôn nói, người đời cho rằng bản Thiên Tôn chỉ tu Vũ Hóa cảnh đến đệ thập trọng. Lại không biết bản Thiên Tôn tu luyện mỗi cảnh giới là đệ thập trọng. Bản Thiên Tôn mất ngàn năm tu luyện thiên mệnh đệ thập trọng, vạn năm niết bàn 10 lần, 10 vạn năm đến Vũ Hóa đệ thập trọng. Lại tu luyện 18 vạn năm mới đến cảnh giới hiện tại, 10 về chân, cô đọng thiên địa huyền hoàng, sớm siêu thoát trên chúng sinh. Trời khó diệt, đất khó chôn, dù bị phong ức vạn năm vẫn bất diệt. Còn đại sư thì sao? Phật Tàm Tử lạnh nhạt nói. Bần tăng chỉ tu luyện 33 vạn năm. Vũ Hóa Thiên Tôn cười phá lên. Phật Tàm Tử bình tĩnh nói. Nhưng không bị ai phong ấn, chỉ phong một vị tồn tại vô thượng trời khó diệt, đất khó chôn. Vũ Hóa Thiên Tôn vẫn còn cười, nhưng tiếng cười lạnh băng. Khí lạnh lan tỏa từ người Vũ Hóa Thiên Tôn đóng băng vạn ức dặm, nghĩa địa võ ơ biên bị băng giá bao phủ. Tu vi không đến cảnh giới thánh linh đều bị đóng băng. Một số thánh linh tu vi thấp cũng đông lạnh linh hồn run rẩy. Mao Thành Thật dùng mình, cười nói. Lão chọc chọc tức Vũ Hóa Thiên Tôn điên rồi. Phong Phi Vân gật đầu, cười nói. Nếu ta là Vũ Hóa Thiên Tôn cũng không chịu nổi. Nhưng, Vũ Hóa Thiên Tôn đúng là mạnh, dù tu vi chưa phục hồi nhưng đã là đẳng cấp chí tôn thiên địa. Phong Phi Vân thầm lo lắng nhìn 18 linh hồn trên Vũ Hóa Đài, chậm rãi giơ tay lên. Mao Thành Thật nói. Nhị đại gia, hãy nghĩ cẩn thận, một khi chém 18 linh hồn trên Vũ Hóa Đài thì thê tử của nhị đại gia sẽ chết, nếu nàng chết thì đứa nhỏ cũng sẽ chết. Ta biết, Phong Phi Vân nói, con người luôn phải lựa chọn, đôi khi lựa chọn làm người ta đau khổ nhưng buộc phải làm. Lúc này ngươi chỉ có thể nhẫn tâm chém một đao, chém. Chính mình, bàn tay Phong Phi Vân không chém Vũ Hóa Đài mà chém thánh thai trong người mình. Thánh thai bị xé lỗ to. Vô số đạo tắc thánh linh chảy ra từ thánh thai tan mất trong không khí. Phong Phi Vân chịu đựng đau đớn vô cùng, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, nhét Vũ Hóa Đài vào thánh thai. Phong Phi Vân khép thánh thai lại, bao bọc Vũ Hóa Đài vào trong. Phong Phi Vân định luyện hóa Vũ Hóa Đài chính thức, dùng đạo chân lý của bản thân luyện hóa hết lực lượng Vũ Hóa Thiên Tôn sót lại trên Vũ Hóa Đài. Đây là cách duy nhất Phong Phi Vân nghĩ ra. Phong Phi Vân tự chém một đao, tu vi rớt một bậc. Lùi về thánh linh đệ nhị trọng, thông thiên thánh cảnh. Vũ Hóa Thiên Tôn nhìn Phong Phi Vân, phát ra tiếng gầm xé trời.
muốn dùng thánh thia của bản thân luyện hóa vũ hóa đài. Ngươi đang tìm chết, tự tác kiển phược, sẽ chết không có chỗ chôn. Phật Tàm Tử nói, đúng vậy, hắn đang tự tác kiển phược, nhưng ta tin chắc chắn hắn có thể phá kén hóa bướm. Phong Phi Vân cũng tu luyện Kim Tàm Kinh, sau khi thành thánh đã đến Kim Tàm Kinh đệ ngũ trọng, đã đại thừa bức thành tàm đồ thứ năm. Phong Phi Vân chém mình một đao, phong vũ hóa đài vào người là, phun tơ thành kiển, đẩy mình vào thế vạn kiếp bất phục rồi mới phá kén ra, đến cảnh giới cao hơn. Muốn phá kén hóa bướm, muốn luyện hóa vũ hóa đài của ta, vậy ta sẽ cho hắn vạn kiếp bất phục ngay bây giờ. Vũ hóa thiên tôn liên tục chém ra hàng vạn lực lượng thành vô số thiên hà ngưng tụ ra cái lưới to đẩy lùi Phật Tàm Tử. Vũ hóa thiên tôn đáp xuống chỗ Phong Phi Vân ngồi khoanh chân, ánh sáng ma chói lòa, đôi mắt như trời trăng. Vũ hóa thiên tôn vỗ trưởng như người khổng lồ đập nát con kiến. Mao Thành Thật bay đến trên đầu vũ hóa thiên tôn, sờ gãy gã. Ngủ đi, ngủ đi. Bùm. Trong đầu vũ hóa thiên tôn bắn ra vô số sấm sét thô cỡ thùng nước chém Mao Thành Thật người bốc khó, miệng hộc máu. Mao Thành Thật té dưới đất hấp hối, miệng còn phun tia chớp. Trí tuệ thánh linh của bản thiên tôn đã vượt qua phàm tục, có thể so sánh với thiên công. Một thánh thực quả bình thường mà mơ phong lại trí tuệ của bản thiên tôn. Tự tìm đường chết. Vũ hóa thiên tôn vỗ vào đầu Phong Phi Vân muốn bóp nát người hắn, lấy vũ hóa đài ra khỏi thánh thai. Phong Phi Vân mới tự chém một đao, phong vũ hóa đài vào thánh thai, cưỡng ép luyện hóa vũ hóa đài. Hiện tại Phong Phi Vân dốc sức tu sửa, không thể nhúc nhích. Mắt thấy Phong Phi Vân sắp bị vũ hóa thiên tôn vỗ nát như. Vù 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 vù. Đột nhiên không gian tan vỡ, một thanh thiên đao ma tính chém không gian thành hai nửa, nhát đao chặt tay vũ hóa thiên tôn. Vũ hóa thiên tôn cảm giác sức mạnh cường đại từ thiên đao, vội rụt tay về. Vũ hóa thiên tôn xòe tay ra, thiên địa hỗn độn chặn lại thanh ma đao. Phập! Nhưng ma đao chém rách hỗn độn, suýt chặt đứt cổ vũ hóa thiên tôn. Ánh mắt vũ hóa thiên tôn sắc bén nhìn bầu trời. Là ai, dám xen vào chuyện của bản thiên tôn? Vũ hóa thiên tôn cảm giác đối phương cường đại, tuyệt đối là kẻ thù lớn. Di châu hỗn nguyên đại thế giới còn ai cố ý đấu với gã? Trên bầu trời rơi xuống ngàn vạn thanh ma đao. Ma đao vừa rồi là một trong số đó. Nữ ma bước ra từ hư không, ngón tay nhẹ vuốt sợi tóc, một sợi tóc dài là một thanh ma đao. Tóc dài phất qua chém vỡ không gian, cắt nát đất đai. Vũ hóa thiên tôn cảnh giác nhìn nữ ma. Diệt thế ma nữ, ngươi chưa chết. Nữ ma áo dài bay bay, thân hình yểu điệu, da thịt như tuyết. Cố tình người nữ ma toát ra ma tính đậm đặc, lạnh lẽo làm người ta không dám nhìn thẳng. Diệt thế ma nữ nói, thật ra đã chết nhưng lỡ sống lại. Phật Tàm Tử đứng ở phía xa, Phật quang rực rỡ. Phật Tàm Tử đứng trong tầng mây, khẽ niệm Phật âm. Không gian bị đóng băng tan rã, các sinh linh thoát khốn. Vũ hóa thiên tôn liếc Phật Tàm Tử rồi quay sang nhìn nữ ma. Tại sao ngươi đối đầu với bản thiên tôn? Không có. Nữ ma cất bước đi tới bên cạnh Phong Phi Vân. Vũ hóa thiên tôn nói. Vậy mời ngươi tránh ra, ta muốn lấy lại vũ hóa đài. Nữ ma lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy vũ hóa đài và hắn rất có duyên, hay ngươi tặc cho hắn đi. Vũ hóa thiên tôn nét mặt xa sầm nói. Diệt thế ma nữ, ngươi đừng làm quá đáng. Bản tôn nể mặt ngươi có thể tha mạng cho hắn, nhưng bản tôn phải lấy lại vũ hóa đài. Nữ ma nói. Hắn là người ta che chở, nếu ngươi cứ quyết lấy vũ hóa đài vậy chúng ta đành chiến. Không biết sau thái cổ tu vi của ngươi phục hồi đến trình độ nào. Hai người không nói nhiều, cùng hành động. Nữ ma, vũ hóa thiên tôn đánh ra vô số áo nghĩa thần thông bay vào các không gian hư vô, đánh nát các thế giới thành mảnh nhỏ. Một lát sau nữ ma một mình đi ra, đứng tại chỗ, tóc dài bay bay, vạt áo phất phới. Nữ ma toát ra tà sát khí như người khổng lồ cái thế đứng đó. Vũ hóa thiên tôn thì sao? Vũ hóa thiên tôn đã bỏ chạy. Hư không vọng lại giọng vũ hóa thiên tôn âm trầm. Hôm nay bản thiên tôn chưa phục hồi tu vi, chờ mai sau chắc chắn sẽ lấy mạng hắn, cướp về vũ hóa đài. Chờ xem khi đó ngươi còn bá cỏ vệ hắn được không? Nữ ma đứng yên, vỗ trưởng vào hư không, mưa máu tuôn ra. Phương xa, các tu sĩ nhân loại ngây người suy đoán thân phận của nữ ma. Có một lão nhân nói, nàng là một trong bảy hung ma thái cổ. Diệt thế ma nữ.
nghe đồn diệt thế ma nữ có nguồn gốc sâu xa với diệt thế thần bia. Nhiều người Di Châu hỗn nguyên đại thế giới khó hiểu hỏi. Vậy nàng chẳng phải là người vực ngoại sao? Tại sao người vực ngoại lại đánh với người vực ngoại? Đây là đại ma đầu, khi tức giận là ức vạn xác chết, sinh linh diệt tuyệt. Tốt nhất đừng chọc vào diệt thế ma nữ. Tại sao diệt thế ma nữ cứu Phong Phi Vân? Hay Phong Phi Vân là diệt thế thần thạch? Tây Môn Suy Tiêu nét mặt xa sầm nói. Mọi người tốt nhất là đừng suy đoán thánh linh, nếu không một ý niệm của thánh linh đủ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Thần điện công kích Di Châu hỗn nguyên đại thế giới không đơn giản như mặt ngoài, có vài thứ như chúng ta không tiếp xúc được. Trong hỗn độn, nữ ma khom eo liễu túm Mao Thành Thật lên. Mao Thành Thật từng bị nữ ma truy sát, suýt thành đồ ăn của nữ ma nên rất sợ nàng. Mao Thành Thật chắp tay vái liên tục. Nữ ma đại nhân, ta ăn không ngon, ta chưa chín, chua lè, cầu xin nữ ma đại nhân tha cho ta. Nữ ma đại nhân, sau này ta không trốn nữa, có nữ ma đại nhân ở là ta sẽ ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích. Nữ ma nhìn Mao Thành Thật một lúc lâu, nhàm chán ném nó xuống đất. Nữ ma nhìn Phật Tàm Tử, mắt lóe tia sáng. Nữ ma cảm thấy thịt của Phật Tàm Tử có giá trị hơn thánh thực quả. Tu luyện Kim Tàm Kinh đến đệ thất trọng, thân thể hoàn toàn hóa thành Phật thể, tự mang theo mùi Phật đàn. Thịt Phật Tàm Tử nếu cho người phàm ăn một miếng là người bình thường sẽ sống một vạn năm, có thể nói là trường sinh bất lão. Phật Tàm Tử bị nữ ma nhìn rợn tóc gáy, nụ cười cứng ngắc, thụt lùi hai bước. Phong Phi Vân áp chế Vũ Hóa Đài, lại củng cố thánh thai. Phong Phi Vân mở mắt ra, trong mắt bắn ra thánh quang khiếp người. Phong Phi Vân đứng dậy, đạo tắc không gian dao động theo. Phong Phi Vân bước qua đứng trước mặt nữ ma. Đa tạ nữ ma đại nhân ra tay giúp đỡ. Phong Phi Vân cao hơn nữ ma một khúc, vừa lúc chặn lại tầm mắt nàng nhìn Phật Tàm Tử. Tâm tình nữ ma không thể phỏng đoán bằng lẽ thường, nếu có thể giúp tu vi tiến bộ một bậc không chừng nữ ma sẽ ăn thịt Phật Tàm Tử thật. Phong Phi Vân không muốn chuyện đó xảy ra. Có vẻ nữ ma bị Phong Phi Vân chặn lại tầm mắt nên đổi mục tiêu nhìn hắn. Phong Phi Vân, người tự chém một đao, tu vi thụt lùi một cảnh giới, người có biết nguy hiểm sẽ làm ngươi vạn kiếp bất phục. Phong Phi Vân nói, đương nhiên biết, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Nữ ma gật đầu, hỏi, có biết tại sao ta muốn cứu ngươi không? Phong Phi Vân đáp, vì ta từng trợ giúp nữ ma đại nhân muốn chặt đứt đoạn nhân quả này. Nữ ma lắc đầu, nói, nhân quả đối với ta chỉ là hai chữ, ngươi nên biết trong thiên hạ này không có nhân quả nào trói buộc ta được. Nếu trên đời có người nhân quả thì ta muốn hắn chết hắn phải chết. Nữ ma xấu hổ, biết nữ ma nói ra câu này thì chắc chắn nàng có năng lực đó, không phải nói cứng miệng. Phong Phi Vân hỏi, vậy tại sao nữ ma đại nhân muốn cứu ta? Nữ ma liếc Phong Phi Vân. Bởi vì chúng ta có duyên. Phong Phi Vân không dám tin vào tai mình. Chỉ vì có duyên. Nữ ma trả lời. Đúng vậy, duyên phản của chúng ta chưa hết, đi theo ta. Phong Phi Vân hỏi. Đi đâu? Nữ ma bình tĩnh nói. Tu vi của ta phải nhờ vào diệt thế thần bia mới hoàn toàn phục hồi. Bây giờ ngươi theo ta đi tiểu linh tiên giới, giành diệt thế thần bia giúp ta. Diệt thế thần bia ở trong tiểu linh tiên giới. Phong Phi Vân nhớ diệt thế thần bia bị đưa đến hỗn độn thiên thành. Nữ ma gật đầu. Phong Phi Vân tính sơ liền ra kết quả. Thì ra diệt thế thần bia sớm bị đưa đi tiểu linh tiên giới, lòng hắn không chút ngạc nhiên. Dù sao thánh linh Di Châu hỗn nguyên đại thế giới đều đi tiểu linh tiên giới, không mang theo diệt thế thần bia mới lạ. Phong Phi Vân không muốn đi tiểu linh tiên giới. Với tu vi của nữ ma đại nhân thông thiên triệt địa, vô pháp vô thiên muốn lấy diệt thế thần bia dễ như trong lòng bàn tay, ta làm sao giúp được nữ ma đại nhân. Trợ giúp nữ ma cướp lại diệt thế thần bia tương đương đối địch với toàn Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, Phong Phi Vân tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Nữ ma nói, bởi vì diệt thế thần bia chi tâm nằm trong tay ngươi, chứng minh ngươi có duyên với diệt thế thần bia. Chỉ có ngươi đi cướp diệt thế thần bia mới nhẹ nhàng nhất. Diệt thế thần bia chi tâm. Phong Phi Vân xòe tay ra, cục đá to cỡ móng tay bay lên, tỏa ánh sáng diệt thế nhàn nhạt, mỗi mặt hiện ra cảnh tượng diệt thế. Là cái này. Nữ ma thấy diệt thế thần bia chi tâm liền cướp lấy, cầm trong tay. Vô số ánh sáng diệt thế bay ra từ cục đá nhỏ bao bọc bàn tay nữ ma, hình thành ánh sáng diệt thế bao phủ thân ngọc.
tu vi của nữ ma lại tăng mảng lớn, càng thêm cao thâm khó dò. Nữ ma xòe tay ra, cục đá nứt rạn, lớp vỏ đá rớt ra, bên trong bao bọc hạt châu nhỏ sáng rực, nhỏ cỡ hạt cát. Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn thấy trong hạt châu nhỏ dựng dục trời sao, bao la vô cùng. Có ức vạn ngôi sao chuyển động trong trời sao đó, nhiều không đếm hết, trí tuệ thánh linh cũng không thể tìm giới hạn trời sao. Nhưng thế giới trong hạt châu tĩnh lặng, không có dấu hiệu sinh mệnh, là thế giới chết chóc. Mỗi ngôi sao cô quạnh, có cháy lửa hừng hực, có gió cắt như đao, có băng giá ngang kết tinh cầu. Nữ ma nói, đây chính là diệt thế thần bia chi tâm, đồn rằng đó là vũ trụ tử vong rơi từ vân chi tiên giới xuống. Nữ ma cầm diệt thế thần bia chi tâm, chỉ là một hạt cát lóe tia sáng lại ẩn chứa cả một tòa vũ trụ. Khi được một viên diệt thế thần thạch thì Phong Phi Vân đã cảm thấy nó rất bất phàm, cảm thấy nó có liên quan lớn đến diệt thế thần bia. Nhưng Phong Phi Vân nằm mơ cũng không ngờ trong cục đá nhỏ xíu chứa cả một vũ trụ. Một hạt cát chứa một thế giới. Thánh linh có thể giấu thế giới trong hạt cát nhưng có giới hạn. Muốn giấu vũ trụ trong hạt cát, dù hiện tại Phong Phi Vân có trí tuệ thánh linh cũng không tưởng tượng nổi. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm diệt thế thần bia chi tâm trong bàn tay nữ ma. Hạt châu lấp lánh ánh sáng chói mắt. Phong Phi Vân nói, rớt từ vân chi tiên giới xuống, hay là thủ đoạn của tiên nhân? Nữ ma trả lời, vân chi tiên giới chỉ là truyền thuyết, ta không nhìn thấu được chân thật của hạt châu thế nào. Có lẽ đại thánh cũng có thể làm được. Nữ ma đại nhân từng là cảnh giới đại thánh đúng không? Phong Phi Vân vẫn cho rằng bảy hung ma thái cổ là cảnh giới đại thánh, vậy nên biết thủ đoạn đại thánh đến trình độ nào. Nữ ma lắc đầu, nói, nếu so sánh ngươi là con tôm nhỏ trong biển rộng, ta là thần long tạo sóng thần bão biển. Nhưng đại thánh là cả một đại dương, thần long mạnh cỡ nào cũng không lớn bằng biển cả, đương nhiên biển muốn giết con tôm nhỏ như ngươi rất dễ lại không thể giết chết thần long, tối đa trấn áp thần long. Phong Phi Vân cảm thấy nữ ma so sánh hắn thành con tôm là khinh thường hắn. Vậy chúng sinh thì sao? Nữ ma trả lời. Chúng sinh là phù du đếm hào hoa không hết trong biển cả. Nếu bọn họ không lột xác thành con tôm thì mãi mãi là thực vật của tôm nhỏ. Trong mắt nữ ma chúng sinh là phù du. Lần này Phong Phi Vân phục. Vậy thần long lại lột xác có khi nào biến thành biển cả? Mắt nữ ma sáng ngời, rèm mi cong, mũi dọc dừa, ngón tay nhẹ vuốt tóc dài. Nữ ma ngừng lại thật lâu sau nói. Thần long và biển cả là hai loại hình dạng vật chất khác nhau. Nhìn như chỉ kém một bước nhưng không lĩnh ngộ được chân lý lột xác thì mãi mãi không thành biển cả, vĩnh viễn chỉ là thần long. Phong Phi Vân cười nói. Nếu thần long đủ cường đại có thể lật biển, nuốt biển, hơi thở thành xương, phun nước thành mưa, mưa rơi xuống thành biển cả. Thần long chẳng phải là đại dương di động sao? Khi thần long theo gió bay lên thì như diều gặp gió lướt đến cuối trời. Muốn làm biển thì hóa biển, muốn làm mây thì hóa mây mưa. Nữ ma ngước cần cổ trắng dài lên nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, ngó chân chân không chớp mắt. Phong Phi Vân bị nữ ma nhìn chằm chằm gai người, xấu hổ hỏi. Nữ ma đại nhân làm sao vậy? Khi thần long theo gió bay lên thì như diều gặp gió lướt đến cuối trời. Muốn làm biển thì hóa biển, muốn làm mây thì hóa mây mưa. Nữ ma đứng yên không nhúc nhích cảm ngộ lời Phong Phi Vân vừa nói, mắt không chợp cả anh hòa, như hóa đá. Phong Phi Vân lại kêu gọi. Nữ ma đại nhân. Mau thành thật nhìn nữ ma, cẩn thận nói. Nữ ma đại nhân nghe lời linh khí nói xong dường như có điều lĩnh ngộ. Phong Phi Vân nhìn ra được nữ ma đang ngộ đạo, nhưng hắn không tin mình là tôm nhỏ có thể chỉ điểm cho thần long. Một lúc lâu sau nữ ma chớp chớp mắt, ngồi xếp bằng trong hư không. Nữ ma nói. Phong Phi Vân, ta muốn cảm ngộ 3 tháng tại đây. Trong 3 tháng này ngươi có thể đi làm chuyện của mình. 3 tháng sau đến đây tìm ta, cùng ta đi tiểu linh tiên giới. Nếu ngươi không đến tìm ta thì ta sẽ kiếm ngươi, hậu quả tự gánh. Nữ ma nói xong nhắm mắt lại, ngồi yên không nhúc nhích. Phong Phi Vân có rất nhiều chuyện cần làm, nên hắn rời đi. Cùng nữ ma đi tiểu linh tiên giới là chuyện chín chết một sống, nếu có thể khiến tu vi phục hồi thì tốt. Trong doanh chướng nhân tộc. Phật Tàm Tử khoác cà sa ngồi trên ghế hàng đầu. Trong doanh trướng toàn là cao tầng nhân tộc, ai nấy cực kỳ kích động. Nhiều người quỳ lạy thánh tăng Phật môn trước mặt. Cường giả chủng tộc khác của Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới cũng chạy tới, đứng bên ngoài doanh trướng.
Bọn họ muốn gặp thánh tăng chiến đấu với hung ma thái cổ. Phật Tàm Tử như pho tượng đất ngồi yên không nhúc nhích, thân như cục đá, người tỏa ánh sáng vàng. Vãn bối Phong Phi Vân kính chào Phật sư. Phật Tàm Tử nhìn Phong Phi Vân, cười nói. Thân bán yêu phá vỡ nguyền rủa, tu thành thánh quả. Nếu phụ mẫu của ngươi biết chuyện này sẽ rất vui mừng. Phong Phi Vân nói. Cũng nhờ được truyền thừa Phật sư để lại, nếu không có khí vận của Phật sư gia cố thì chắc ta sẽ không đi đến một bước hôm nay. Phật Tàm Tử nói. Ngươi thật sự sẽ cùng nữ ma đầu đi tiểu linh tiên giới cướp diệt thế thần bia. Phong Phi Vân cười khổ nói. Nữ ma tính cách bá đạo, không cho phép ai cãi lời mình. Nếu ta không đồng ý thì nữ ma sẽ tức giận chém hết nhân tộc. Phật Tàm Tử khẽ thở dài. Chuyện này ngươi hãy tự quyết định, sinh nhân quả với diệt thế ma nữ chưa chắc là chuyện xấu với ngươi. Trước kia nữ ma và Vũ Hóa Thiên Tôn đối địch, có thể thấy nữ ma không chỉ xem ngươi là con cờ. Phong Phi Vân không tỏ ý kiến, hỏi. Hắn tiếp theo Phật sư có dự tính gì không? Phật Tàm Tử ngước nhìn trời, mỉm cười nói. Thánh linh trong Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới đều đi tiểu linh tiên giới, bọn họ đi làm việc lớn. Chắc chắn thánh linh vực ngoại cũng sẽ tới đó, chiến trường thảm khốc hơn chỗ này gấp chục lần, trăm lần. Đương nhiên ta cũng phải đi, người hãy tự bảo trọng. Phật Tàm Tử nói xong biến thành Phật Quang biến mất trong không trung. Giây lát sau hơi thở của Phật Tàm Tử hoàn toàn biến mất khỏi đại thế giới này. Nỗi lo của Phật Tàm Tử cũng là của Phong Phi Vân. Trong tiểu linh tiên giới hoặc trời sao bao la vô ngần chắc chắn xảy ra đại chiến dịch đẳng cấp thánh linh, không chỉ có mấy thánh linh vực ngoại đến Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Trên thanh đồng cổ thuyền, Kim Thạch Thánh Tôn bị thần liên khóa, thánh lực dồi dào muốn chấn vỡ thần liên để trốn ra. Dây xích lắc leng keng. Bùm! Ô Lan hơ kiếm đánh Kim Thạch Thánh Tôn văng ra. Ô Lan lăn lông lốc trên sàn tàu, thanh đồng cổ thuyền rung rinh. Ô Lan la lên. Sư muội đánh ta. Ô Lan cung kính cúi đầu hướng Phong Phi Vân. Ta chỉ có sư tôn, không có sư huynh. Đồ nhi ngoan. Phong Phi Vân ôm Ô Lan vào ngực, ôm eo nàng, bước tới trước mặt Kim Thạch Thánh Tôn. Phong Phi Vân cười nói. Thần phục ta hoặc chết. Kim Thạch Thánh Tôn bay lên đụng vào Phong Phi Vân. Ha 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 ha. Phong Phi Vân nhãi danh, chỉ bằng vào ngươi cũng mơ khiến bản tôn thần phục. Bùm. Kim Thạch Thánh Tôn lại bị Ô Lan hơ kiếm đánh bay đập vào buồm sắt, lăn xuống. Thanh đồng cổ thuyền bay hướng mộ phủ. Phong Phi Vân khẽ thở dài. Xem ra phải trấn áp hắn một đoạn thời gian, đổi người vậy. Phong Phi Vân lấy một tam vị chân hỏa lô ra thu Kim Thạch Thánh Tôn vào, trấn áp trong lô, lại thả thánh linh thứ hai ra. Nhạc Tước Linh bị mau thành thật phong trí tuệ thánh linh, lại bị trấn áp trong tam vị chân hỏa lô nên tu vi chưa phục hồi, ngơ ngác ngây ngốc. Nhưng lá cây Tang Ngô biết tình huống của mình rất nguy hiểm, vội khoanh chân xếp bằng phục hồi tu vi. Phong Phi Vân ra lệnh. Ô Lan, nàng đi phong tu vi của Nhạc Tước Linh lại, cởi Cửu Long Hỏa Thần giáp ra. Tồn tại đẳng cấp thánh linh rất khó bị phong kín tu vi, chỉ có thể giam cầm thời gian ngắn. Qua thời gian giam thì thánh linh có thể tự động phá mở giam cầm. Áo giáp Nhạc Tước Linh mặc là đẳng cấp thánh linh dụng cụ, Ô Lan cởi xuống. Nhạc Tước Linh bị ức chế tu vi, nửa quỳ dưới đất, không có vẻ gì là thần phục. Nhạc Tước Linh lạnh lùng trừng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, thua trong tay ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Nhạc Tước Linh và Phong Phi Vân đụng độ ba lần, lần nào nàng cũng thua thảm. Phong Phi Vân nói thẳng. Nếu đã tâm phục khẩu phục vậy thì thần phục ta đi. Nhạc Tước Linh cười khẩy nói. Thánh Linh có thể bị đánh bại, có thể chịu thua nhưng tôn nghiêm không mất. Khí tiết không ngã. Phong Phi Vân khẽ thở dài. Nếu có canh mạnh bà thì tốt rồi, nàng sẽ ngoan ngoãn thần phục ngay. Yêu Hoàng Kiếm có thể trấn áp linh hồn thánh linh nhưng phải chờ tu vi của Phong Phi Vân đến độ cao nhất định mới được. Tu vi thông thiên thánh cảnh hiện nay muốn thần phục Nhạc Tước Linh là chuyện không thể nào. Mao Thành thật đề nghị. Nhị đại gia, hay chúng ta lột sạch đồ nàng ra rồi đưa đi thanh lâu tiếp khách. Phong Phi Vân giật mình nhìn Mao Thành thật. Mao Thành Thật, suy nghĩ của ngươi quá nguy hiểm, là ai dạy hư ngươi? Mao Thành Thật nghiêm túc nói. Huyết Giao Thúc Thúc từng bắt một nữ tu sĩ, đã uy hiếp nàng như thế. Cuối cùng nữ tu sĩ thần phục. Phong Phi Vân hiểu ra. Nữ tu sĩ bình tĩnh thì ngươi dùng chiêu này hữu dụng, nhưng thánh linh lại khác.
Tâm tính thánh linh đã vững như đá, coi như bỏ túi ra này vẫn có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Thánh linh mạnh nhất là gì? Là tâm, là hồn, là ý chí của thánh linh. Nhạc Tước Linh cười khẩy nói. Phong Phi Vân, coi như ngươi còn biết tự hiểu lấy. Ngươi không đối phó ta được. Thật sao? Phong Phi Vân cười nói. Đó chỉ là tạm thời, chờ ta đến vô lượng chân thánh cảnh có tin là ta kêu nàng cởi sạch nhảy trước mặt ta thì nàng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Nhạc Tước Linh tức giận mặt trắng bệch, người run run, cấm chế sắp bị phá tan. Phong Phi Vân gọi ngay tam vị chân hỏa lô bỏ Nhạc Tước Linh vào trong. Phong Phi Vân trấn áp ba thánh linh, Kim Thạch Thánh Tôn, Nhạc Tước Linh chưa bị thu phục, tu vi Phong Phi Vân hiện tại không trấn áp được thánh linh. Phong Phi Vân không gọi thánh linh thứ ba ra. Thanh đồng cổ thuyền nhanh như mũi tên rời dây cung, rất mau đã xuyên qua các tầng không gian đến mộ phủ. Mao Ô Quy đứng trên mảnh nhỏ ngôi sao như con rùa ngắm trăng, nhìn thanh đồng cổ thuyền từ xa bay đến. Mao Ô Quy nói, bản thánh lòng máy động một cái là biết ngay hôm nay có khách quý đến chơi nên sớm chờ ở đây, không ngờ là các ngươi. Phong Phi Vân thu thanh đồng cổ thuyền, Ô Lan, thượng quan Minh Tiêm đứng sau lưng Phong Phi Vân. Mao Thành Thật nằm trong ngực Ô Lan, ngủ ngon lành. Mao Thành Thật như trẻ sơ sinh trắng mềm. Phong Phi Vân hỏi, nhân tổ tiền bối đâu? Ánh mắt Mao Ô Quy nghiêm túc, chậm rãi nói. Nhân tổ tiền bối và một hung ma thái cổ đấu pháp, lo sẽ đánh nát mộ giới nên đi nơi khác đánh. Không biết kết quả chiến đấu thế nào, hiện tại nhân tổ tiền bối chắc đã đi tiểu linh tiên giới. Tiểu linh tiên giới do tiên hiền Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới khai sáng ra, tích lũy trí tuệ và máu của nhiều đời tiên hiền, đại biểu vị diện tối cao, sáng tạo đỉnh cao nhất Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Tiểu linh tiên giới tồn tại nhiều bí ẩn, cổ tích sót lại từ thời kỳ thái cổ. Có trong truyền thuyết Đông Phương Tiên Cung Hòa Tây Phương Cực Lạc Phật Thổ, Nam Phương Ma Hoàng Tổ Thần Cung, Bắc Phương Thánh Võ Điện. Đó là những thần cung tiên điện thống trị tiên giới trong truyền thuyết xa xưa. Thời thái cổ mỗi thời đại có một người thống trị tiên giới, có thể là Phật, là Đạo, là Ma, là Yêu. Địa Hoàng Đại Thánh là người thống trị tiên giới mạnh nhất, ngồi trên ghế mới hơn 10 vạn năm đã thống nhất ba giới, uy trấn hoàn vũ, nên có nhiều tu sĩ biết đến Địa Hoàng Đại Thánh. Nhưng so với thái cổ dài dặc thì hơn 10 vạn năm quá ngắn ngủi, sinh ra vô số người thống trị, tuy rằng không kinh thiên động địa bằng Địa Hoàng Đại Thánh nhưng toàn là nhân vật siêu phàm. Nhiều người suy đoán có lẽ Địa Hoàng Đại Thánh chưa chết, Địa Hoàng Đại Thánh ở trong tiểu linh tiên giới tham ngộ đạo thành tiên. Lần trước Vương Giả Luận Đạo, Phong Phi Vân chỉ đi thiên môn chi đài, một góc nhỏ tiểu linh tiên giới, ngưỡng cửa tiên giới. Tiên giới đại lục bao la hơn Tây Ngưu Hạ Châu nhiều. Phong Phi Vân nói, các thánh đều đi tiểu linh tiên giới, ngươi có biết vì chuyện gì không? Mao Ô Quy nói, cái này là bí ẩn đỉnh cao nhất, sợ là những thánh linh nhận vạn thánh tập kết lệnh cũng không rõ ràng, chỉ nghe theo lệnh. Chỉ có bốn phủ chủ mới biết cụ thể đi làm gì. Nhân tổ cũng đi tiểu linh tiên giới, bất đắc dĩ làm Phong Phi Vân khá thất vọng. Có vài chuyện Phong Phi Vân chỉ có thể tự mình đi làm. Phong Phi Vân, Mao Ô Quy đứng trên mảnh nhỏ ngôi sao, thảo luận về diệt thế giả vực ngoại. Mao Ô Quy lắc đầu nguầy nguậy. Ngươi muốn biết kín thiên cơ trùng động, ngươi có biết thiên cơ trùng động nằm ở đâu không? Truyền thuyết thiên cơ trùng động không có trong không gian mà là thời gian. Mao Ô Quy biết sau khi Phong Phi Vân bước vào cảnh giới thánh linh thì tu vi mạnh hơn nó, nhưng Mao Ô Quy không cho rằng một mình Phong Phi Vân có thể đối kháng lại nguyên tu sĩ vực ngoại. Phong Phi Vân vốn định nhờ nhân tổ trám thiên cơ trùng động lại, chặt đứt liên lạc giữa vực ngoại và Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Nhưng nhân tổ đã đi tiểu linh tiên giới thì Phong Phi Vân chỉ có thể tự mình làm chuyện này. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Tu vi của ta bây giờ đi thiên cơ trùng động là 9 chết 1 sống, nhưng nếu có dương thần thánh thai thì ít nhất xác suất 8 chết 2 sống. Mao Ô Quy khựng lại, nó nhìn Phong Phi Vân. Thủ hoàng thánh tổ đã nói nếu ngươi không tham gia mộ phủ thì thánh tổ sẽ không gả ai vị công chúa cho ngươi. Phong Phi Vân cười nói. Chúng ta sớm đính hôn, chắc thủ hoàng thánh tổ sẽ không làm chuyện trễ rẽ uyên ương này đi. Hơn nữa thủ hoàng thánh tổ đã đi tiểu linh tiên giới, bây giờ trong mộ phủ toàn do ngươi quyết định. Mao Ô Quy ngước đầu, nghiêm túc nói. Ta là người thủ hộ phương Bắc mộ phủ, trung thành tận tâm với thánh tổ, phủ chủ. Sẽ không nói cho ngươi biết hai vị tiểu công chúa ngộ đạo ở Âm Dương Hồ. Cho nên ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, mộ phủ canh gác nghiêm ngặt,
nếu không có bản tôn dẫn đường thì ngươi có ba đầu sáu tay cũng không xông vào mộ giới được. Mao Ô Quy nói xong dẫn đám người Phong Phi Vân vào mộ giới, mang Mao Thành Thật nghênh ngang đi tìm ba người thủ hộ khác luận đạo. Thần niệm của quét qua tìm đến Âm Dương Hồ, dẫn Ô Lan, Thượng Quan Minh Tiêm bay đi. Phong Phi Vân vốn định tái tạo linh hồn, cô động chân thể cho Nam Cung Hồng Nhan trước. Nhưng Phong Phi Vân ngẫm nghĩ, cảm thấy lấy Dương Thần Thánh Thai trước rồi sống lại Nam Cung Hồng Nhan ổn hơn, tránh cho lại có biến cố gì. Dương Thần Thánh Thai đã trở thành vật trong túi của Phong Phi Vân, hắn nhớ nhung mấy chục năm giờ thì tròn tâm nguyện. Tâm tình vui sướng, 10 năm học tâm gian khổ một chốc thành danh. Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô da trắng nõn, lão thể nằm trên giường băng. Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô mở to mắt, chớp mắt nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng giữa hai tỉ muội, làn da đỏ như máu, hai tay liên tục kết ấn, mỗi sợi tóc là ngọn lửa. Dương Thần Thánh Thai, Chí Cương Chí Dương, đại biểu cực độ đạo. Hấp thu thần vật Chí Dương vào người là qua tình luyện hóa thân thể, hình dạng vật chất cơ thể thay đổi. Nhiệt độ trên người Phong Phi Vân nóng cháy như mặt trời, chớp mắt hòa tan giường băng. Chỉ có tỉ muội Quý gia, người từng sở hữu Dương Thần Thánh Thai mới miễn dịch nhiệt độ cao này, đổi lại tu sĩ khác e rằng đã thành mây khói. Dương Thần Thánh Thai và chân lý Thánh Thai trong người Phong Phi Vân va chạm kịch liệt, dung hợp với nhau. Vô số đạo tắc xuyên qua hai Thánh Thai rồi không ngừng lớn mạnh hơn, hấp dẫn nhiều đạo tắc xông vào cơ thể Phong Phi Vân hơn. Vết thương Phong Phi Vân tự chém một đao chớp mắt đã lành, lại đến tiểu chân Thánh Cản Thánh Linh Đệ Tam Trọng. Hai thánh thai tụ lại, tu vi Phong Phi Vân lại tiến bộ một bước, đến Thánh Linh Đệ Tứ Trọng, Đại Chân Thánh Cảnh. Dương Thần Thánh Thai, chân lý Thánh Thai liên tục dung hợp, tu vi của Phong Phi Vân tiến bộ vùn vụt. Luyện cho ta. Phong Phi Vân không sử dụng Dương Thần Thánh Thai trùng kích Thánh Linh Đệ Ngũ Trọng mà dùng lực lượng đó luyện hóa Vũ Hóa Đài trong chân lý Thánh Thai. Vũ Hóa Đài bị Phong Phi Vân phong trong Thánh Thai. Chỉ có luyện hóa Vũ Hóa Đài mới khiến nó hoàn toàn thoát khỏi Vũ Hóa Thiên Tôn khống chế. Có như vậy Phong Phi Vân mới thả hết 18 linh hồn bị nhốt trong Vũ Hóa Đài ra được. Phong Phi Vân còn có thể nhờ đó phá kén hóa bướm, đến Kim Tàm Kinh Đệ Thất Trọng. Lực lượng Dương Thần Thánh Thai rất mạnh, nhanh chóng luyện hóa 1 phần 18 Vũ Hóa Đài. Hiện giờ Phong Phi Vân có thể giải phóng một linh hồn, hắn chọn ngay Long La Phù. Trên Vũ Hóa Đài thiếu một bóng người. Chỉ còn 17 linh hồn. Qua vài ngày, Vũ Hóa Đài bị luyện hóa 2 phần 18. Lần này Phong Phi Vân thả linh hồn Phật Tàm Tử ra, trong Vũ Hóa Đài còn nhốt 16 linh hồn. Lực lượng Dương Thần Thánh Thai có hạn, đầu tiên trợ giúp Phong Phi Vân chữa lành vết thương, lại tăng 2 bậc tu vi, hiện tại xóa bỏ lực lượng Vũ Hóa Thiên Tôn, luyện hóa Vũ Hóa Đài 2 phần 18. Nhưng lực lượng Dương Thần Thánh Thai đã hao hết. Tuy lực lượng Dương Thần Thánh Thai bị hao hết nhưng đem đến ích lợi cho ta không chỉ có bấy nhiêu. Thể chất của ta vượt qua thiên tài đẳng cấp thần thoại bình thường. Dương Thần Thánh Thai, chân lý Thánh Thai chưa hòa tan hoàn toàn. Một khi hòa tan hết sẽ xảy ra biến chất, có lẽ một hơi đến Thánh Linh Đệ Ngũ Trọng. Phong Phi Vân liên tục tu luyện hơn một tháng sau đã thức tỉnh, thánh khí khuếch tán, lực lượng xô y trào kinh khủng. Bí cảnh thế giới giữa hư không dung dinh theo. Phong Phi Vân nhìn thấu hư không, thấy cảnh cách mấy vạn tiên nhân nhảy. Phong Phi Vân cách hư không chỉ vào Trung ương Vương Triều thứ 6, khiến bầu trời Diệp Hồng cảnh tối tăm. Một chỉ quang từ trên trời giáng xuống, thánh quang khuếch tán tám hướng, giết hết tu sĩ vực ngoại công kích Diệp Hồng cảnh. Phập, phập, mấy ngàn tu sĩ vực ngoại nổ tung thành bãi máu, nhuộm đỏ bầu trời và mặt đất. Chỉ là lực lượng một chỉ quang, cách hư không giết mấy ngàn tu sĩ vực ngoại. Lưu Tô Tử đứng trên cung điện Diệp Hồng Cảnh nhìn chỉ quang từ trên trời giáng xuống, một chỉ quang đã giải cứu nguyên Diệp Hồng Cảnh. Uy nhiếp thánh linh làm mọi người quỳ dưới đất lạy liên tục. Là thánh linh ra tay, là thánh linh giết hết tu sĩ vực ngoại. Quỳ lạy thánh linh. Các tu sĩ Diệp Hồng Cảnh quỳ dưới đất, sinh sợ thánh quang vừa rồi. Lưu Tô Tử nghiến răng. Chắc chắn là hắn. Phong Phi Vân tùy tay vung một kích, cách thiên vũ đánh ra để kiểm nghiệm tu vi hiện có. Thuận tiện trợ giúp Lưu Tô Tử giải quyết công kích tai nạn từ vực ngoại. Tuy thất quận chúa hơi đáng ghét nhưng nàng là bạn từ nhỏ của Hiên Viên Nhất Nhất, Phong Phi Vân sẽ không khoanh tay ngó. Phong Phi Vân thu hết khí thánh linh vào người, lực lượng bình ổn lại. Phong Phi Vân kinh ngạc nhìn tỉ muội Quý gia, hỏi. Sao các nàng còn nằm?
Quý tiểu nô hậm hực nói. Tu vi của ngươi cường đại như vậy chúng ta không nhúc nhích được. Phong Phi Vân hiểu ra, hắn lấy hai gốc cổ dược luyện hóa thành hai viên linh đan tỏa sáng thánh quang cho quý tâm nô, quý tiểu nô nuốt. Phong Phi Vân đưa tỉ muội quý ra vào thiên quốc nghỉ dưỡng. Giờ Phong Phi Vân không sợ thủ hoàng thánh tổ, tuyết anh thánh tổ. Không lâu sau Phong Phi Vân sẽ đến cảnh giới vô lượng chân thánh, dù hai thánh tổ đánh tới cửa thì hắn có thể to giọng bảo. Là ta mang bọn họ đi, giờ hai nàng là thê tử của bản thánh. Nếu hai vị thánh tổ muốn mang người về thì phải thắng ta trước đã. Lực lượng mạnh bao nhiêu thì giọng càng to bấy nhiêu. Phong Phi Vân thả thể linh hồn Nam Cung Hồng Nhan ra, trong trắng như ngọc, thân thể trong suốt. Thể linh hồn lơ lửng trong không trung, cái bóng Nam Cung Hồng Nhan mờ ảo nhìn Phong Phi Vân, hỏi. Sắp bắt đầu. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Lần này ta nhất định sẽ để nàng sống lại thật, tạo thân thể mạnh mẽ hơn cho nàng. Minh Tiêm, Thái Vi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thượng quan Minh Tiêm lên tiếng. Sẵn sàng. Thái Vi nữ thần nói. Đã xong. Bước đầu tiên là rót thần nguyên của Thái Vi nữ thần vào tâm Thượng quan Minh Tiêm, thành một loại thần chủng, để nàng và Thượng quan Minh Tiêm hợp nhất. Đây là cách duy nhất để Thái Vi sống. Bước thứ hai, Phong Phi Vân dung hợp thân thể Thái Vi nữ thần và linh hồn Nam Cung Hồng Nhan, cô đọng thành linh hồn ổn định. Bước thứ ba, dùng tinh huyết đại thánh, sáu tinh hoa giọt máu Nam Cung Hồng Nhan để lại tái tạo chân thân. Cuối cùng dùng luân hồi chuyển thế cổ dược để Nam Cung Hồng Nhan hoàn toàn sống lại. Đáy hồ âm dương, Phong Phi Vân, Thái Vi, Thượng quan Minh Tiêm mỗi người ngồi một góc. Linh hồn Nam Cung Hồng Nhan lơ lửng chính giữa. Lấy Phong Phi Vân làm trung tâm, vô số ánh sáng thánh linh bắn ra, xuyên toa giữa bốn người. Các lũ lực lượng linh hồn trùng kích nhau, thay đổi có quy tắc. Thời gian chậm rãi trôi. Bên trên hồ âm dương, Ô Lan canh giữ ven hồ, hộ pháp cho Phong Phi Vân. Hiên Viên Nhất Nhất cõng thanh kiếm cổ chậm rãi bước tới, đứng ở ven hồ. Hiên Viên Nhất Nhất nhìn ánh sáng thánh linh, linh hồn hà khí bắn lên khỏi mặt hồ. Hơi thở tinh huyết đại thánh quá khổng lồ, nguyên mộ giới đều cảm nhận được. Nhưng Mao Ô Quy đã ra lệnh không cho phép ai xông vào, nên không ai trong mộ phủ đến hồ âm dương. Bọn họ đứng cách mấy vạn dặm xem kỳ cảnh trên hồ âm dương. Chỉ có Hiên Viên Nhất Nhất không chịu mệnh lệnh của Mao Ô Quy trói buộc, nàng bước tới đây, đứng bên bờ hồ âm dương. Ô Lan biết lai lịch của Hiên Viên Nhất Nhất nên không ngăn cản, khom người nói. Sư tôn đang tu luyện đạo thánh linh, trùng kích vô thượng chí cảnh, xin sư mẫu đừng quấy rầy. Hiên Viên Nhất Nhất lạnh nhạt nói. Hắn đang hồi sinh Nam Cung Hồng Nhan đúng không? Ô Lan ngập ngừng. Hiên Viên Nhất Nhất không nói gì thêm, chỉ đứng lặng ven hồ. Gió thổi mái tóc dài, Hiên Viên Nhất Nhất yên lặng, khuôn mặt không dính bụi trần không có biểu tình. Không biết qua bao lâu, hà khí trong hồ âm dương dần bình ổn. Mây tách ra, các ánh sao rơi xuống hồ âm dương như đang bị sinh mệnh nào đó hấp thu. Ba ngày sau ánh sao tán đi, trong hồ âm dương truyền đến dao động cường đại. Một bóng người xinh đẹp ngưng tụ thành hình trên mặt hồ, chậm rãi giang lên biến thành nữ nhân thanh xuân, xinh đẹp tuyệt trần. Nữ nhân lướt qua bờ hồ âm dương, ảo ảnh biến thành chân thân. Vóc dáng nữ nhân cực kỳ hoàn mỹ, các ánh sáng thánh linh lấp lánh trên người nàng, vô số đạo tắc xuyên qua thân thể. Đạo tắc biến ra áo dài, trắng trong suốt trần. Nữ nhân đầy kiêu ngạo không để nữ nhân nào trong thiên hạ vào mắt, nhưng nàng nhìn kỹ Hiên Viên Nhất Nhất từng ly. Nữ nhân nửa cười nửa không nói. Ngươi là Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất đứng thẳng tại chỗ. Ta biết ngươi là ai, Phong Phi Vân không chỉ một lần nhắc đến ngươi. Nam Cung Hồng Nhan nói. Vậy ngươi nên biết ta là tiền bối của ngươi, tiểu cô nương bây giờ thật là trong mắt không người, không biết gặp tiền bối thì phải. Hành lễ sao? Tuy Nam Cung Hồng Nhan cười nhưng toát ra địch ý, Ô Lan đứng bên cạnh cảm nhận rõ ràng. Ô Lan chỉ đứng xem, nàng biết hai nữ nhân này không dễ chọc. Hiên Viên Nhất Nhất bình tĩnh chậm rãi nói. Ta không biết Nam Cung cô nương hiểu hai chữ tiền bối như thế nào. Ta chỉ biết bây giờ ta là thê tử của Phong Phi Vân, là thê tử duy nhất hiện tại của hắn. Nếu hai người có tình cảm sâu đậm thì ta sẽ ngăn cản hắn nạp thiếp, vậy tính ra ta là tiền bối của Nam Cung cô nương. Người nên hành lễ có vẻ không phải là tai. Phương xa, Mao Ô Quy, Mao Thành thật đứng trên ngọn núi nhìn hồ âm dương. Mao Ô Quy lo lắng nói.
Nam Cung Hồng Nhan tâm ngoan thủ lạt, đặc biệt đối xử với kẻ địch thì không từ thủ đoạn, rất độc. Phong Phi Vân dùng tinh huyết đại thánh, đạo chân lý bản thân đúc lại thân thể cho nàng, có luân hồi chuyển thế cổ dược lớn mạnh linh hồn, tu vi càng mạnh mẽ không thể đo lường. Bây giờ Nam Cung Hồng Nhan sống lại chắc chắn sẽ gây ra gió tanh mưa máu, sơ sẩy một cái là sẽ gây ra vấn đề lớn. Mao Thành thật không có ấn tượng với Nam Cung Hồng Nhan nên ủng hộ Hiên Viên nhất nhất. Ta cảm thấy thánh nữ điện hạ cũng không dễ chọc, tư chất tuyển đỉnh, thông minh hơn người, đủ đánh ngang với Nam Cung Hồng Nhan. Mao Ô Quy đứng về phe Nam Cung Hồng Nhan. Bọn họ đều là thiên chi kiêu nữ, tâm trí siêu đẳng. Nhưng bàn về thủ đoạn thì thánh nữ điện hạ yếu hơn Nam Cung Hồng Nhan, dù sao thánh nữ hiền từ nương tay, còn Nam Cung Hồng Nhan thì cứng rắn. Mao Ô Quy cảm thấy người cuối cùng giành danh hiệu chính thê là Nam Cung Hồng Nhan. Mao Thành thật nói. Chẳng phải nam nhân thích nữ nhân dịu dàng sao? Ai có thể trở thành chính thê, quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay nhị đại gia. Thành thật, người còn quá nhỏ. Gia gia ăn muối nhiều hơn người ăn cơm, chờ xem đi. Ai đối địch với Nam Cung Hồng Nhan sẽ có kết cục thê thảm, thánh nữ điện hạ không đấu lại nàng, trừ phi thánh nữ điện hạ kéo thêm đồng minh. Mao Thành thật hỏi lại. Đồng minh? Mao Ô Quy đếm mấy phe phái thế lực mạnh. Ví dụ hai tiểu công chúa, Nạp Lan Tuyết Tiên, tỷ muội Long Gia, Đông Phương Kính Nguyệt. Mao Thành thật gật gù đăm chiêu, quyết định đứng về phe Hiên Viên nhất nhất, giúp nàng giành danh hiệu chính thê, tốt nhất là lôi kéo đồng minh. Hiên Viên nhất nhất, Nam Cung Hồng Nhan không đánh nhau, chỉ đấu võ mồm, nhưng mùi thuốc súng rất nồng nặc. Phong Phi Vân, Thượng Quan Minh Tiêm cũng bay ra khỏi Hồ Âm Dương. Phong Phi Vân đáp xuống bờ hồ, thấy Hiên Viên nhất nhất, Nam Cung Hồng Nhan rằng co liền hiểu ngay. Phong Phi Vân đã đoán trước điều này, may mắn, chỉ có hai người. Nếu Long La Phù, Đông Phương Kính Nguyệt cũng có mặt thì đã đánh túi bụi, không dễ khuất phục các nàng. Hiên Viên nhất nhất khó hiểu hỏi. Minh Tiêu, sao người ở chung với Phong Phi Vân? Hiên Viên nhất nhất biết sau khi nàng gả cho Phong Phi Vân thì Thượng Quan Minh Tiêm trở thành thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, biết cả tính hắn quen thói phong lưu nên mới khó hiểu. Thượng Quan Minh Tiêm nhướng mày, quyến rũ yêu nhã mỉm cười nói. Ta và Phong Phi Vân bàn luận đạo pháp, tin không? Nam Cung Hồng Nhan sờ cằm. Ta tin. Hiên Viên nhất nhất nghiêm túc nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ung dung nói. Mới rồi đúng là ta truyền đạo pháp huyền bí cho Thượng Quân cô nương, nếu nhất nhất muốn học thì ta sẽ truyền cho nàng. Hiên Viên nhất nhất nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân, nói. Chuyện của ngươi vốn ta không nên hỏi, ngươi có bao nhiêu Hồng Nhan chi kỷ là chuyện của ngươi, ta không muốn xen vào. Đối với nam nhân cường đại thì đây không phải chuyện kỳ lạ gì, hãy tự nhiên và quý trọng đi. Hiên Viên nhất nhất nói xong quay đi. Thê tử nhìn phu quân của mình liên tục dẫn mỹ nữ xuất hiện trước mặt mình, dù là thánh nhân cũng sẽ tức giận, đây là chuyện bình thường. Phong Phi Vân biết tính cách Hiên Viên nhất nhất là như vậy, lòng cực kỳ khó chịu nhưng nàng sẽ không lộ ra mặt. Phong Phi Vân biết làm sao, một mớ bòng bong, Phong Phi Vân chỉ có thể đi đến cuối đường. Trong một tòa điện Vũ Mộ Phủ, Mao Ô Quy nghe Phong Phi Vân yêu cầu xong ngẩng cao đầu từ chối. Đùa, ngươi muốn hai người kia tạm ở lại Mộ Phủ? Không được, tuyệt đối không được, lỡ bọn họ lật tung Mộ Phủ thì sao? Phong Phi Vân nói, ta đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh một chuyến để xác định vài chuyện, không thể mang theo Hiên Viên nhất nhất, Nam Cung Hồng Nhan nên đành để bọn họ lại Mộ Phủ. Ngươi hiểu ý của ta không? Thật sự là lý do này sao? Cũng có một phần, nhưng lý do thật sự vì Phong Phi Vân không dám để Hiên Viên nhất nhất, Nam Cung Hồng Nhan vào Thiên Quốc. Trong Thiên Quốc còn mấy nữ nhân yếu đuối, lỡ mùi thuốc súng lan đến mây nữ nhân liễu yếu đào tơ thì trời biết có thây ngã khắp nơi không. Trước khi Phong Phi Vân nghĩ ra cách chế ngự đám nữ nhân, hắn tuyệt đối không để hai quả bom hẹn giờ Hiên Viên nhất nhất, Nam Cung Hồng Nhan vào Thiên Quốc. Mao Ô Quy hỏi, vậy tại sao không mang bọn họ đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh? Hay ngươi nghi ngờ Thủy Nguyệt Thánh Thần không đi tiểu linh tiên giới, vẫn còn ở lại Thủy Nguyệt Thiên Cảnh? Phong Phi Vân gật đầu, nói. Khi ta đến chân Thánh Cảnh thì cảm nhận được hơi thở của nàng. Đúng là Thủy Nguyệt Thánh Thần còn ở Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nhưng trạng thái rất đặc biệt. Vì ta và Thủy Nguyệt Thánh Thần có cảm ứng kỳ diệu nên mới phát hiện ra hơi thở đặc biệt của nàng. Mao Thành thật hỏi. Trạng thái đặc biệt là sao? Mao Thành thật có trí tuệ thánh linh nhưng nó không hiểu câu này có ý gì.
Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Khi nào gặp Thủy Nguyệt Thánh Thần thì ta mới rõ nguyên nhân, bởi vì tu vi của nàng trên ta. Cách các tầng không gian ta không thể nhìn thấu Thủy Nguyệt Thánh Thần. Mao Ô Quy nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể, bốn phủ chủ cùng ban vạn thánh tập kết lệnh, bất cứ thánh linh nào đều không thể kháng lệnh. Dù là thánh linh giấu trong bí cảnh xa xôi cũng sẽ bị phủ chủ phát hiện, mang đi. Tuy tu vi Thủy Nguyệt Thánh Thần cao nhưng so với đẳng cấp phủ chủ thì kém xa, Thủy Nguyệt Thánh Thần không thể nào còn ở lại Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Đây cũng là điều ta thắc mắc, nên phải tự mình xem xét. Mao Ô Quy hỏi. Tại sao không mang Hiên Viên Nhất Nhất đi chung? Phong Phi Vân nhìn Mao Ô Quy. Ta sợ nàng bị tổn thương. Phong Phi Vân không chạy đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ngay mà đến Bán Yêu Minh trước. Phong Phi Vân dùng thanh đồng cổ thuyền đưa thuyền chở Bán Yêu nhóm đầu tiên đến Nam Thiệm Bộ Châu. Có hàng vạn ức tinh anh Bán Yêu đến lục địa hoang vu này, số lượng nhìn thì lớn nhưng so với Nam Thiệm Bộ Châu bao la mênh mông chỉ có con số nhỏ bé. Phong Phi Vân ra lệnh cho Bán Yêu độc lập sinh sống tại Nam Thiệm Bộ Châu, xây dựng động phủ của riêng mình, bồi dưỡng nền móng cho mình. Ai có thể đột phá vũ hóa cảnh sẽ được thưởng hậu hĩnh. Thưởng báu vật do Phong Phi Vân tài trợ, từ Thánh Địa Bán Yêu Minh Nam Thiệm Bộ Châu ban phát. Thánh Địa Bán Yêu Minh Nam Thiệm Bộ Châu là Phong Phi Vân sáng tạo ra, 7 thánh linh đại trận, 18 bán yêu chi thần chủ trì, Ô Lan ở lại tọa trấn. Thành lập chân lý thánh địa thứ nhất thuộc thánh địa bán yêu trong Nam Thiệm Bộ Châu. Phong Phi Vân khai sáng 108 thiên địa bí cảnh trong chân lý thánh điện, bày thủ đoạn đặc biệt, chỉ có bán yêu đến vũ hóa cảnh mới có tư cách vào bí cảnh tu luyện. Bán yêu thuyền thứ nhất được sàn lọc kỹ càng, tu vi toàn từ niết bàn đệ tứ trọng thiên trở lên, có tư cách trùng kích vũ hóa cảnh. Không chỉ lãnh thổ nhân tộc là có nhiều bán yêu, trong các yêu tộc cũng có vô số bán yêu. Tổng số bán yêu hơn xa bất cứ chủng tộc nào trong Tây Ngưu Hạ Châu. Bán yêu cái gì cũng yếu chỉ có tăng nhân khẩu là mạnh, con số khổng lồ. Muốn lựa chọn một vạn ức bán yêu niết bàn đệ tứ trọng thiên không khó khăn gì. Chân lý thánh điện thành lập, tiêu chí thánh địa thứ nhất của bán yêu đã hình thành. Đến Nam Thiệm Bộ Châu có thể đột phá vũ hóa cảnh, các bán yêu rất hưng phấn. Bọn họ không còn lo bị kỳ thị, bán yêu sẽ cố gắng trở thành chủ nhân của mảnh đất này. Một vạn ức bán yêu như hạt cát rải vào biển cả rất nhanh biến mất, mỗi bán yêu tản ra bốn phương tám hướng Nam Thiệm Bộ Châu. Các động phủ như măng mọc sau mưa trên mảnh đất cổ xưa này. Hiện giờ rải một nắm hạt giống, tương lai sẽ bén rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng nở hoa kết trái. Nhưng quá trình sẽ rất lâu dài, cần kiên nhẫn chờ đợi, rất có thể sẽ chết trong bão tố giông gió. Mọi thứ vẫn còn chưa biết. Lúc này Phong Phi Vân, Thượng quan Minh Tiêm đang trên đường đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Lần trước Phong Phi Vân đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là khi Diệt Thế Thần Thạch rầm rộ tấn công nơi này, gây ra gió tanh mưa máu, thánh cảnh tan hoang. Lần này thì khác, Phong Phi Vân chứng kiến thánh cảnh thật sự. Các linh sơn bay trong không trung, các con linh thú lướt qua tầng mây, sương khói mông lung, tiên tuyền chảy dưới nước. Một tòa tiên thành nằm trong phúc địa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, trong tiên thành dựng một pho tượng thần to lớn. Tượng điêu bằng bạch ngọc, trang nghiêm thánh khiết sắc ánh sao, uy nhiếp cường đại lan tỏa. Phong Phi Vân đứng bên ngoài một tòa điện vũ dưới tượng thần, vạt áo bay phất phới, tóc cột cao, khí vũ hiên ngang. Ánh mắt Phong Phi Vân sắc bén nhìn tấm biển trên nóc điện vũ. Phong Phi Vân nhỏ giọng nói. Kính hoa thủy nguyệt. Trên tấm biển chỉ viết bốn chữ to. Phong Phi Vân tìm theo hơi thở Thủy Nguyệt Đình đến nơi đây. Trừ thượng quan Minh Tiêm ra không kinh động ai trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn được sờ không được, công dã tràng. Trong điện vũ vọng ra giọng nữ mờ ảo tràn ngập tiên vận. Chờ ngươi đã lâu, vào đi. Phong Phi Vân cảm ứng được Thủy Nguyệt Đình thì nàng cũng biết hắn đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Không vội. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, đứng trên đá trắng lót đường, thong thả bước tới. Phong Phi Vân nói. Ta có ba vấn đề muốn hỏi Thủy Nguyệt Thánh Thần, trước khi gặp mặt ta muốn biết đáp án. Trong điện vũ không có tiếng trả lời, xem như ngầm chấp nhân. Phong Phi Vân nói. Câu thứ nhất, Thủy Nguyệt Thánh Thần là thiên đạo mà Diệt Thế Giả vực ngoại đã nói đúng không? Thanh âm trong điện vũ cực kỳ bình tĩnh. Thiên đạo là một danh hiệu, nếu có người kêu ta như thế thì ta sẽ không phủ nhận. Phong Phi Vân gật đầu, nói.
vậy tại sao Thủy Nguyệt Thánh Thần lại ra lệnh cho Diệt Thế Thần Thạch tấn công Thủy Nguyệt Thiên Cảnh? Trong điện Vũ im lặng thật lâu không trả lời Phong Phi Vân. Thủy Nguyệt Đình nói, ta đoán câu hỏi thứ ba là thiên cơ trùng động có ở trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đúng không? Hiện tại ta trả lời cho ngươi biết, ngươi đoán đúng, thiên cơ trùng động ở trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Ta đã trả lời câu thứ ba rồi, chắc ngươi biết đáp án câu thứ hai. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Diệt Thế Giả vực ngoại và Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có thù lớn, Thủy Nguyệt Thánh Thần giết ba thánh linh vực ngoại ẩn núp, đương nhiên không ai nghi ngờ Thủy Nguyệt Thánh Thần là thiên đạo. Không người nghi ngờ tất nhiên Thủy Nguyệt Thánh Thần càng an toàn, nàng có thể yên lòng ở lại khai sáng thiên cơ trùng động. Không ai ngờ rằng thiên cơ trùng động nằm ở Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Ta chỉ tò mò là bốn phủ chủ ban vạn thánh tập kết lệnh, Thủy Nguyệt Thánh Thần làm sao ở lại đây? Đây là vấn đề thứ bốn. Thủy Nguyệt Đình nói. Ta biết trong lòng ngươi có nhiều thắc mắc, đừng nói ba câu, ngươi muốn hỏi 30 vấn đề cũng không hết. Ngươi bước vào điện vũ thì ta sẽ cho phép ngươi hỏi thêm 3 vấn đề. Hãy suy nghĩ kỹ rồi hỏi, ta chỉ cho ngươi bấy nhiêu cơ hội. Phong Phi Vân không chút nghĩ ngợi đẩy cửa điện vũ ra. Két 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 két. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào điện vũ rộng rãi, kéo bóng dáng Phong Phi Vân thật dài. Cửa điện vũ tự động khép lại. Vù 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 vù. Trong điện vũ thắp sáng 36 thần đăng bay lơ lửng, chiếu sáng không gian này. Một nữ nhân xinh đẹp đứng trong điện vũ, vóc dáng cao kiều, tóc đen ngang eo. Quần áo mỏng tỏa linh quang, nàng như đóa sen nhỏ xanh biếc trên mặt nước. Nữ nhân chắp hai tay sau lưng, tay kia nâng con thuyền nhỏ màu bạch ngọc. Thuyền ngọc trong suốt lấp lánh, bảo quang rạng rỡ, nhiều hoa văn bí ẩn khắc trên thuyền. Phong Phi Vân nhìn thuyền nhỏ bạch ngọc trong tay nữ nhân, con người có rút lộ tia sáng lạnh. Phong Phi Vân hỏi, nàng đã làm gì Đông Phương Kính Nguyệt? Thủy Nguyệt Đình nhìn Phong Phi Vân. Ngươi xác định đây là câu hỏi thứ bốn. Phong Phi Vân kiềm nén lửa giận, nhắm mắt lại, khi mở ra thì con ngươi lan tràn vô số chân lý đạo tắc, nhìn thấu các chân lý trên cõi đời. Phong Phi Vân nói, đạo tâm chủng thần, Thủy Nguyệt Đình là thần tà, biến thành thần chủng chồng trong người Đông Phương Kính Nguyệt. Hiện tại nàng là Đông Phương Kính Nguyệt, không, tu vi của Thủy Nguyệt Đình cao hơn Đông Phương Kính Nguyệt, nên là Thủy Nguyệt Đình khống chế thân hình này. Rốt cuộc nàng là Thủy Nguyệt Đình hay Đông Phương Kính Nguyệt? Ngươi đã loạn, quan tâm sẽ bị loạn. Rốt cuộc ngươi quan tâm Đông Phương Kính Nguyệt hay Thủy Nguyệt Đình? Được rồi, ta biết cảm xúc trong lòng ngươi rất phức tạp, để ta giúp ngươi sửa sang lại. Thủy Nguyệt Đình lạnh nhạt nói. Thật ra Đông Phương Kính Nguyệt và Thủy Nguyệt Đình ban đầu là cùng một người. Mỗi lần gặp Thủy Nguyệt Đình là Phong Phi Vân khó kiềm chế cảm xúc, dễ dàng bị nàng ảnh hưởng. Phong Phi Vân chắp hai tay. Niệm kim tàm kinh, rất nhanh bình ổn nỗi lòng rối loạn. Phong Phi Vân nói. Nàng nói ban đầu chắc ngược dòng đến thời kỳ Thái Cổ. Thủy Nguyệt Đình nhẹ gật đầu, nói. Cuối thời kỳ Thái Cổ có một nữ nhân tên Thủy Nguyệt Đình, ha ha ha, đương nhiên lúc bấy giờ không bao nhiêu người biết cái tên này. Hiện tại càng ít người biết, nàng có một xưng hô như sấm bên tai, tâm linh kiếm thần. Phong Phi Vân tiếp lời. Một trong bảy hung ma Thái Cổ. Tâm linh kiếm thần. Thủy Nguyệt Đình nói. Đối với tu sĩ Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới thì gọi bọn họ là bảy hung ma Thái Cổ, nhưng với tu sĩ vực ngoại bảy đại thế giới thì danh tiếng của bảy người không yếu hơn Nhân Tổ, Thái Tổ, thuộc Thủy Tổ đẳng cấp thần thánh. Phong Phi Vân tiếp tục lắng nghe. Thủy Nguyệt Đình cười khổ nói. Cuộc chiến Thái Cổ, tuy bảy Hỗn Nguyên Đại Thế Giới vực ngoại thế giới rào rạt, cường giả như mưa, thánh linh như binh, nhưng Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới sinh ra một đại thánh chặn lại vực ngoại tấn công. Tâm linh kiếm thần thua trong tay đại thánh kia. Làm người ta bất ngờ nhất là tâm linh kiếm thần và đại thánh yêu nhau, vực ngoại kiếm thần và đại thánh Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới đi yêu nhau, người nói xem có buồn cười không? Phong Phi Vân trả lời. Miễn là yêu thật lòng thì không xem như buồn cười. Thủy Nguyệt Đình lắc đầu, nói. Yêu thật lòng, đúng là có. Còn thề không tham gia vào chiến tranh này, ẩn cư ở Bắc Hải. Tiếc rằng khi các lục địa Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới chìm vào đáy biển, ước vạn thương sinh chết trước mặt hắn, xác trôi giạt nguyên Bắc Hải, máu nhuộm đỏ sông nước thì hắn đã quên lời thề, lại ra tay với tu sĩ vực ngoại. Một ngày liên tục chém 6 vị thánh vương, trong đó có đồng môn, tộc nhân của tâm linh kiếm thần. Hắn vứt bỏ lời thề tương đương từ bỏ nàng. Hai người yêu nhau cuối cùng thành kẻ thù.
Tâm linh kiếm thần đâm nhát kiếm kia không chỉ hận hắn giết đồng môn, tộc nhân của mình, càng hận hắn xem lời thề của hai người là gió thoảng bên tai, xem tình cảm của hai người là trò vớ vẩn. Một nam nhân không thể giữ lời thề, người hy vọng hắn sẽ làm bạn bên ngươi suốt đời sao? Phong Phi Vân nói, Thái Cổ Thần Phượng là đại thánh, tâm linh kiếm thần không giết hắn được. Thủy Nguyệt Đình nói, tâm linh kiếm thần tu kiếm chuyên chém lòng người, muốn chém được lòng người thì phải chém tâm mình trước. Tâm linh kiếm thần biết không giết hắn được, nhát kiếm kia chứa hận, kiếm đâm ra là tâm chết, không thể giết kẻ địch thì tự chém mình. Nhưng cuối cùng Thái Cổ Thần Phượng chết trước. Phong Phi Vân nói, Thái Cổ Thần Phượng tự nguyện bị nàng giết chết. Thủy Nguyệt Đình gật đầu, nói, đúng, trên đời chỉ có một người giết được đại thánh, đó là bản thân đại thánh. Thái Cổ Thần Phượng chết, trái tim tâm linh kiếm thần cũng chết theo. Cuối cùng tâm linh kiếm thần chết, câu chuyện đến đây là kết thúc, dường như chấm dứt theo thời đại Thái Cổ. Ngươi cảm thấy trong bọn họ ai đúng ai sai. Trong điện vũ chìm vào tĩnh lặng, chỉ có các thần hỏa phập phình. Thật lâu sau Phong Phi Vân lên tiếng. Trên đời này không có đúng và sai tuyệt đối. Có lẽ sai hết, hoặc đúng hết. Phong Phi Vân nhìn Thủy Nguyệt Đình chằm chằm. Câu chuyện thế là hết. Sao ta cảm thấy nó chỉ mới bắt đầu? Thủy Nguyệt Đình cười nói. Đúng, câu chuyện chỉ mới bắt đầu. Thái Cổ Thần Phượng chết nhưng linh hồn bất diệt, đi địa ngục, lấy luân hồi chi ấn. Từ đó Thái Cổ Thần Phượng biến mất khỏi thiên địa, không còn xuất hiện nữa. Tuy trái tim tâm linh kiếm thần chết nhưng người vẫn sống thật lâu, xây dựng tượng thần cho mình, để lại căn nguyên ký ức. Linh hồn tâm linh kiếm thần đi địa ngục, muốn tìm Thái Cổ Thần Phượng, nhưng nàng không tìm ra ngược lại gặp cái gì đí rồi luân hồi chuyển thế. Phong Phi Vân lên tiếng. Ta hiểu rồi. Thủy Nguyệt Đình hỏi lại. Ngươi hiểu cái gì? Phong Phi Vân trả lời. Ta đã hiểu tại sao nàng sống từ Thái Cổ đến tận bây giờ. Xuất hiện xây dựng tượng thần cho mình, tích lũy nhiều nhang khói, lực lượng tín ngưỡng biến thành tà thần. Linh hồn thì luân hồi chuyển thế, sau khi chuyển thể sẽ được căn nguyên ký ức phong ấn kiếp trước, tu luyện đạo tâm chủng thần. Thể chuyển thế và tà thần dung hợp là có cuộc sống mới. Cứ thế lặp lại nên nàng sống từ Thái Cổ đến bây giờ. Thượng quan Minh Tiêm nói trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có nhiều tài liệu tà thần, đến từ thời đại khác nhau eo chắc đó là thể tà thần của nàng. Thủy Nguyệt Thánh Thần là thể tà thần kiếp này của nàng, Đông Phương Kính Nguyệt là thể linh hồn chuyển thế. Căn nguyên ký ức của nàng phong trong bức tranh ở nhà tổ Ngân Câu Phiệt, Đông Phương Kính Nguyệt có được căn nguyên ký ức từ chỗ đó đúng không? Phong Phi Vân tiếp tục bảo. Trong Thần Tấn Vương triều lưu truyền câu chuyện thôn hai người, trong câu chuyện đó Nguyệt Lượng cô nương là thể linh hồn chuyển thế kiếp trước của nàng, nữ thân sông Tấn là thể tà thần kiếp trước. Ta rất muốn biết nàng từ Thái Cổ sống đến bây giờ đã qua bao nhiêu đời. Xây dựng bao nhiêu tượng thần cho mình, đi qua cầu Nại Hà bao nhiêu lần, để lại bao nhiêu dấu chân bên ao luân hồi. Thủy Nguyệt Đình trầm ngâm thật lâu. Cộng kiếp này vừa lúc là 99.999 kiếp, con số đã định trước. Phong Phi Vân rung động, 99.999 lần sống chết, 99.999 lần luân hồi, 99.999 lần số mệnh. Luân hồi bao nhiêu năm, cô đơn bao nhiêu năm, chuyển thế bao nhiêu năm, chính Thủy Nguyệt Đình cũng không rõ ràng vì cái gì. Phong Phi Vân nói, khi nàng một mình đi bên ngoài Phong Đô Quỷ Thành có từng nhìn bàn man phủ trên đầu tường. Đó là ký hiệu người nàng muốn tìm để lại. Ai? Làm sao nàng nhớ được, nàng đã uống canh mạnh bà ở đầu cầu Nại Hà, quên hết tất cả. Khi ấy chắc nàng rất cô đơn, như quỷ hồn khác mờ mịt, ngơ ngẩn đi qua cầu Nại Hà, vào quỷ thành, nhảy vào ao luân hồi, lại một kiếp mới. Thủy Nguyệt Đình chua xót nói. Cô đơn, ngươi hiểu cái gì là cô đơn? Sau Thái Cổ Thương Hải tang điền, thay đổi khôn lường. Ngân Hà đổi trời, núi sông biến đổi. Người không trải qua làm sao biết quá khứ đã qua bao lâu? Có ai hiểu thời gian qua lâu đến đâu, người mãi mãi không hiểu mùi vị cô đơn kia. Người biết tại sao thánh linh tối đa chỉ sống hơn 10 vạn năm không? Tu vi mạnh thì chỉ qua mấy chục vạn năm. Phong Phi Vân không đáp, yên lặng lắng nghe. Thủy Nguyệt Đình nói, người chưa sống 10 vạn năm mãi mãi không biết khái niệm 10 vạn năm là gì, không biết mùi vị người thân và bằng hữu chết hết. Người đời biết tên của ngươi nhưng ngươi không biết tên ai, cảm giác xa lạ đó. Nỗi sợ hãi xa lạ đó dù là tâm thánh linh cũng sẽ tan vỡ. Thường nói thánh linh khinh thường tình cảm,
thật ra vì Thánh Linh không dám thâm tình. Thánh Linh biết đối phương sẽ chết sớm hơn mình. Ta từng nghĩ nếu Thánh Linh có thể lục đại giai không, mọi chuyện không bận lòng thì có lẽ Thánh Linh sẽ sống đến trăm vạn năm, thậm chí lâu hơn. Phong Phi Vân hỏi. Ý nàng nói Thánh Linh không phải chết già mà vì sống quá lâu, trong lòng không chịu nổi cô đơn nên chỉ sống hơn 10 vạn năm, mấy vạn năm. Thủy Nguyệt Đình liếc Phong Phi Vân. Dù là người bình thường nếu quá cô đơn cũng sẽ chết sớm hơn người ta. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Nói cũng đúng. Thủy Nguyệt Đình lại bảo. Người bình thường chỉ có tuổi thọ mấy chục năm, Thánh Linh là hơn 10 vạn tuổi. Thánh Linh chịu cô đơn hơn người bình thường gấp 10 vạn lần. Phong Phi Vân tỏ vẻ không tin. Thánh Linh thật sự biết cô đơn sao? Thủy Nguyệt Đình nói. Nếu Nam Cung Hồng Nhan chết, Hiên Viên Nhất Nhất chết, Tất Ninh Soái chết, Mao Ô Quy chết, tất cả người ngươi quen đều chết hết. Trên đời này ngươi không quen ai, nhưng ngươi vẫn phải tiếp tục ngồi xếp bằng trong động thiên tu luyện, truy cầu tiên đạo mà bản thân cũng không chắc có tồn tại. Khi ấy ngươi không thấy cô đơn sao? Phong Phi Vân lặng im. Thủy Nguyệt Đình nói. Chỉ Thánh Linh có chấp niệm, dù thân thể chết thì ý chí không en ta biến mới mãi mãi tồn tại trong thiên địa, Thánh Linh như vậy mới sống càng lâu hơn. Phong Phi Vân công nhận câu này. Trong lòng đế chủng có chấp niệm, thiên phủ có chấp niệm, trong lòng nàng cũng bọn họ chấp niệm. Nên ý chí của các ngươi sống từ thái cổ đến bây giờ. Đế chủng tiền bối sáng tạo kiếp diệt vạn đạo pháp, tâm nguyện viên mãn, chấp niệm biến mất nên đã lìa đời. Thủy Nguyệt Đình nghiêm túc nói. Thánh Linh còn không chịu nổi cô đơn 10 vạn năm, bây giờ ngươi đã hiểu người sống từ thái cổ đến bây giờ chịu bao nhiêu cô đơn, hưu quạnh rồi đi. 10 vạn năm so với 3 lượng kiếp pháp lực ngắn ngủi như sao băng xẹt qua. Phong Phi Vân hỏi. Nàng vì tìm thái cổ thần phượng, đây là chấp niệm trong lòng nàng. Thủy Nguyệt Đình lắc đầu, nói. Chấp niệm của ta, ha ha ha, ta đang chờ đáp án. Phong Phi Vân hỏi. Là đáp án gì? Thủy Nguyệt Đình nhìn Phong Phi Vân. Sau khi vào cửa ngươi hỏi 3 vấn đề, giờ đã hỏi xong, cũng đã dùng xong cơ hội. Ta đã nhắc nhở ngươi nên nắm chặt cơ hội nhưng ngươi không biết nắm bắt. Phong Phi Vân chợt nhớ Từ Lú vào cửa bị Thủy Nguyệt Đình dụ hỏi 3 câu, nàng đã trả lời. Ngươi có biết, đáp án này là chấp niệm trong lòng ta, nếu ngươi hỏi thì ta liền nói cho ngươi. Khi ngươi nói cho ta đáp án thì chấp niệm cũng mất, ta sẽ chết hẳn. Tựa như đế chủng truyền kiếp diệt vạn đạo pháp cho ngươi xong chấp niệm biến mất, ngươi cũng chết. Đây là cơ hội duy nhất để ngươi giết ta. Ta luôn cho ngươi sáng tạo cơ hội, tiếc rằng ngươi không biết nắm bắt. Giờ thì, ngươi chết là ngươi. Xẹt 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 xẹt. Ngón tay Thủy Nguyệt Đình ngưng tụ sóng kiếm đâm qua, mau như ánh sáng. Kiếm khí cường đại không gì sánh bằng, xuyên thấu thời gian và không gian. Dù là vô lượng chân thánh cảnh đứng ở đây cũng khó thoát chết. Phập. Sóng kiếm đâm vào thánh thai của Phong Phi Vân, đâm xuyên người hắn. Sóng kiếm đóng đinh Phong Phi Vân trong không gian, máu chảy ra từ bụng hắn. Trong mắt Phong Phi Vân tràn ngập khó hiểu. Cảnh tượng này giống y như trong ký ức của Phong Phi Vân. Thủy Nguyệt Đình lướt qua người Phong Phi Vân, đưa lưng hướng hắn. Đây là cách chết dành cho ngươi lúc ta sửa chữa ký ức của ngươi. Ta sớm không phải Thủy Nguyệt Đình, ngươi cũng không là Thái Cổ Thần Phượng. Ai, đây cũng là số phận. Đừng trách Đông Phương Kính Nguyệt, muốn trách thì... Đổ hết sai lầm lên người Thủy Nguyệt Đình đi. Thần hỏa, luyện hắn đi. Thủy Nguyệt Đình nóng xong bước ra điện vũ, cưỡi bạch ngọc cổ thuyền bay lên trời. Phong Phi Vân ngửa đầu hú dài. Tại sao? Ầm 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 ầm. Trong điện vũ, 36 đoàn thần lửa công kích Phong Phi Vân, bao phủ người hắn. Lửa liên miên không dứt đốt cơ thể Phong Phi Vân, kiếm khí xuyên thấu thánh thai, thần hỏa đốt thân xác. Ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Phong Phi Vân cảm giác rõ ràng sự sống sói mòn, dù hắn có thể thánh linh cũng không ngăn được sinh mệnh trôi đi. Tại sao nàng đột nhiên ra tay với hắn? Tại sao? Thủy Nguyệt Đình tuyệt đối không lừa Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Nguyệt cũng không lừa hắn. Khi Thủy Nguyệt Đình kể chuyện không chứa địch ý gì, rõ ràng là chờ đợi, là yêu, tại sao phút cuối biến thành nhát kiếm vô tình? Lại là một kiếm. Phong Phi Vân cay đắng thầm nghĩ. Phong Phi Vân, ngươi quá sơ suất, đã chết một lần trong tay nàng vậy mà vẫn tin lời nàng nói, chết một vạn lần cũng đáng ô tị, đáng tội. Cơ thể Phong Phi Vân bị thần hỏa đốt dần biến mất,
thánh linh phượng cốt bị luyện thành cho bụi. Là vì Đông Phương Kính Nguyệt nên ngươi mới tin lời nàng, thả lỏng cảnh giác. Hay ngươi mãi không quên Thủy Nguyệt Đình, chưa từng hận nàng, luôn cảm thấy mình có lỗi với nàng. Không không, tất cả là lấy cớ, cái cớ. Phong Phi Vân chưa từng muốn sống như phút này, mãnh liệt hơn cả lần độ tử kiếp thứ 10. Không chết không phải vì Phong Phi Vân sợ chết, hắn không muốn mình chết hồ đồ. Phong Phi Vân cảm thấy mình là loại người hơi thành công, nhưng mỗi lần Thủy Nguyệt Đình đều đẩy hắn vạn kiếp bất phục, thất bại thê thảm, rối nùi. Ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Ta muốn hỏi nàng tại sao? Tại sao? Tại sao? Thủy, Nguyệt, Đình. Chỉ cần chấp niệm trong lòng mãnh liệt thì ý chí thánh linh sẽ bất diệt. Nhưng cơ thể Phong Phi Vân đã bị thần hỏa đốt thành tro, phượng cốt thành bột phấn, chỉ còn một đoàn thánh thai lơ lửng trong thần hóa. Thánh thia bao bọc vũ hóa đài, lực lượng thần hỏa đã xâm nhập vào thánh thai, bắt đầu luyện vũ hóa đài, như muốn luyện hóa nguyên vũ hóa đài. Lực lượng thần hỏa cực kỳ khủng bố, từ điện vũ lan tràn ra ngoài, rất nhanh đốt cháy vô số cung điện trong tiên thành. Thượng quan Minh Tiêm đứng ở phía xa nhìn lửa nóng cháy lan tràn từ điện vụ, nàng biến sắc mặt bay ra sau. Thượng quan Minh Tiêm hét to. Mọi người mau rời khỏi tiên thành, rời khỏi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Các tu sĩ trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nháo nhào chạy trốn, ngự kiếm bay đi. Ầm 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 ầm. Tượng thần cao ngất đâm mây bị thần hỏa đốt chậm rãi hòa tan, sụp đổ trong lửa cháy. Tiên thành bốc cháy, thần hỏa lan tràn ra ngoài, cuối cùng nguyên Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, ước vạn núi sông bị lửa bao bọc. Tòa thánh địa bị đốt, các cơ duyên chết cháy, chỉ có vài người tu vi mạnh mẽ là trốn thoát. Vô thượng thánh địa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh của nhân tộc bị hủy diệt hoàn toàn trong thần hỏa. Cái gì? Một đoàn thánh thai lơ lửng giữa thần hỏa, bao bọc thanh đồng cổ thuyền và vũ hóa đài. Thanh đồng cổ thuyền chậm rãi xoay tròn, đạo tắc thánh linh như các tia chớp đan xen bên trên vũ hóa đài. Ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Chấp niệm thánh linh cường đại không gì sánh bằng xuyên qua thiên địa, thần hỏa cũng khó hủy diệt. Trong thánh thai phong ấn một tàn hồn thái cổ thần phượng. Lúc này tàn hồn bị thần hỏa luyện hóa, từng lũ tan rã trong thánh thai. Trong thiên địa xảy ra công hưởng kỳ diệu. Một luồng đạo tắc thánh linh thuộc về thái cổ thần phượng điên cuồng tụ tập vào thánh thai, hình thành vòng xoáy lớn. Trung tâm vòng xoáy là thánh thai. Cơ thể Phong Phi Vân chết nhưng ý chí thì bất diệt. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên vũ hóa đài, ý chí cường đại ngăn cản thần hỏa đốt. Người khác không thấy được thể ý chí của Phong Phi Vân, chỉ có bản thân hắn thấy chính mình. Xẹt 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 xẹt. Nguyên Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bị đốt, cỏ cây thành tro, đất đai hóa thành dung nham. Lòng đất Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đột nhiên bay lên một đoàn sáng màu trắng, trong ánh sáng bao bọc một thế giới. Ánh sáng trắng đụng vào thánh thai, ý chí Phong Phi Vân chui vào thế giới kia. Thần hỏa biến mất, ánh sáng trắng đã ngăn chặn lại. Trên bầu trời thế giới này lơ lửng một vầng mặt trời ánh óng cháy, bên kia là vầng trăng thần. Mặt trời đường kính hơn 30 dặm bay trên cao, đốt cháy ngọn lửa đan sen huyễn văn, như lò lửa thần linh treo cao. Nguyệt thần cũng có đường kính hơn 30 dặm, không biết làm bằng chất liệu gì, tỏa ánh sáng kim loại, hiển hiện các hoa văn thần dị, nhiệt độ lạnh băng. Dưới chân Phong Phi Vân là biển cả bao la vô ngần, không thấy cuối. Phong Phi Vân nhìn thế giới này chỉ là một góc nhỏ. Ta từng đến đây, nơi này là... Thần tàng yêu tộc trong Trung Nguyên nhất điểm qua. Không, chỗ này là nơi ý chí thái cổ thần phượng sót lại. Đang lúc Phong Phi Vân nảy ra suy nghĩ này thì một nam nhân khuôn mặt giống hắn y như đúc hiện ra trong không trung. Nam nhân chắp tay sau lưng, nhìn xuống Thương Hải. Phong Phi Vân kêu lên. Thần phượng đại nhân, người thật sự không chết. Phượng Phi Vân lắc đầu, nói. Đã sớm chết, lũ tàn hồn cuối cùng chuyển thế thành ngươi. Đây chỉ là một thể ý chí. Nếu ngươi bây giờ không phải thể ý chí thì không thấy ta được. Phong Phi Vân cười khổ nói. Hèn gì lúc trước ta vào Trung Nguyên nhất điểm qua, thần phượng đại nhân bảo chưa phải lúc gặp người. Thì ra thần phượng đại nhân chờ ta cũng biến thành thể ý chí. Phượng Phi Vân lắc đầu, nói. Nơi đây là vùng đất giam cầm, chỉ khi bảy linh chu xuất hiện thì cánh cửa thế giới này mới mở ra. Nếu không vì lý do này thì bây giờ ngươi không thấy ta được. Phong Phi Vân hỏi. Bảy linh chu đã xuất hiện hết. Phong Phi Vân chỉ biết có sáu linh chu, thanh đồng cổ thuyền trong tay hắn, bạch ngọc cổ thuyền trong tay Đông Phương Kính Nguyệt, tinh hồng quỷ thuyền trong tay nữ ma,
thuyền cổ màu xanh trong tay Thanh Y, thuyền cổ đất vàng trong tay Thập Tam Thái Tử Long Tộc, còn có thần thuyền tím của thần thai trong bụng Long La Phù. Chẳng lẽ Long La Phù đã sinh con? Phượng Phi Vân gật đầu, nói. Bảy linh chú chắc đã xuất thế hết, nếu không cảnh cửa giam cầm thế giới này đã chẳng mở ra. Phong Phi Vân hỏi. Thế giới bị giam cầm này có bí ẩn gì? Phượng Phi Vân nói. Người biết Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, vậy có biết tại sao nó được gọi là Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới không? Không biết. Cùng một người giao lưu khác thời đại, giao lưu giữa ý chí với nhau, giữa kiếp trước và kiếp này. Phượng Phi Vân nói. Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới được gọi là nơi gần với Vân Chi Tiên Giới nhất, cũng được gọi là Tiên Giới Di Châu. Thở ban đầu Thái Cổ Vân Chi Tiên Giới thủng một lỗ hổng, có 7 con thuyền thần linh trừ lỗ hổng bay xuống hạ giới, bay 7 hướng vũ trụ khác nhau, đụng vào 7 Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. 7 thuyền thần linh trở theo di mật tiên giới, ai có được tiên giới Di Châu thì sẽ thành tiên. Khi ấy Di Châu rơi từ Vân Chi Tiên Giới xuống đã biến thành Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới hiện tại. Lỗ hổng Vân Chi Tiên Giới đã bị Hoa Hậu Đại Thánh dùng thân thể bổ khuyết, mỗi cách 3 lượng kiếp pháp lực sẽ mở một lần. Phong Phi Vân nói, nên tu sĩ vực ngoại 7 Hỗn Nguyên Đại Thế Giới vì tìm tiên giới Di Châu, hành tiên đắc đạo lên tiên giới mà mỗi cách 3 lượng kiếp pháp lực sẽ đến Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Phượng Phi Vân chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn trời. Đúng vậy, khi 3 lượng kiếp pháp lực đến Di Châu sẽ xuất hiện, người cưỡi trên thuyền thần linh sẽ được thần linh chỉ dẫn tìm ra Di Châu rơi từ tiên giới rồi lên đỉnh tiên giới, trường sinh bất tử. Phong Phi Vân hỏi. Vậy Di Châu ở đâu? Phượng Phi Vân lắc đầu, nói. Chưa từng có ai hắn Di Châu, chưa ai từng thấy cánh cửa tiên giới mở ra. Phong Phi Vân hỏi. Vậy tại sao nhiều người còn lớp trước ngã xuống lớp sau đè lên theo đuổi tin đồn hư vô này? Người có tin tiên tồn tại không? Phong Phi Vân trả lời. Nếu người tu tiên không tin tiên tồn tại thì đã chẳng tu luyện đến cảnh giới cao thế này. Tu tiên như một loại tín ngưỡng. Nếu ngươi không tin tưởng thì sẽ không bước trên con đường tu tiên được. Mục đích mọi người tu tiên là gì? Đương nhiên là thành tiên đắc đạo, trường sinh bất tử. Từ xưa đến nay bao nhiêu người đắc đạo thành tiên? Không ai. Phượng Phi Vân nói. Vậy là đúng rồi, chưa ai từng thấy tiên nhưng tu giả tin tưởng tiên tồn tại. Không ai được trường sinh bất tử nhưng mọi người tin có trường sinh bất tử. Đây là tại sao bọn họ không tìm ra Di Châu. Không trông thấy cánh cả tiên giới nhưng vẫn tin chúng nó tồn tại. Phong Phi Vân nói. Tại sao thần Phượng Đại Nhân bảo là không ai có thể trường sinh bất tử? Thủy Nguyệt Đình, Diệt Thế Ma Nữ, Thâm Uyên Ma Quân, bọn họ cũng không đô trường sinh vạn cổ, bất tử bất diệt. Phượng Phi Vân cười hỏi. Thủy Nguyệt Đình nói với người thánh linh trong lòng có chấp niệm là sẽ trường sinh bất tử, người biết chấp niệm đại biểu cho cái gì không? Hãy nói cảm xúc trong lòng ngươi ra. Phong Phi Vân trả lời. Đau khổ, rất đau khổ, muốn tìm nàng hỏi cho rõ, tại sao đâm nhát kiếm kia? Phượng Phi Vân nói. Ngươi tìm nàng, biết lý do nàng rút kiếm với ngươi, vậy là chấp niệm kia cũng biến mất, thế thì ngươi sẽ chết. Phong Phi Vân nói. Vậy ta không hỏi nàng, trong lòng động lại chấp niệm thế là sẽ trường sinh bất tử. Phượng Phi Vân cười nói. Vậy thì mỗi ngày sẽ đau khổ, rất đau khổ. Loại đau khổ này mỗi ngày tăng thêm, càng lúc càng đau đớn. Con người nếu mỗi ngày sống trong đau khổ, trường sinh bất tử như thế là thứ mọi người truy cầu sao? Vậy chẳng khác nào tù tội nhốt mình trong lồng giam, mỗi ngày chịu đựng hành hạ tâm lý. Phong Phi Vân nói. Đúng vậy, sống như thế không bằng chết. Phong Phi Vân đã hiểu Thủy Nguyệt Đình nói nàng cô đơn, hưu quạnh qua 99.999 kiếp, đúng là hành hạ tâm lý mỗi ngày. Tàn phá bản thân sống không bằng chết. Sống còn chẳng bằng chết. Có lẽ Thủy Nguyệt Đình toàn nói thật, nàng rất hy vọng Phong Phi Vân sẽ hỏi chấp niệm của nàng ra gì, để nàng giải thoát. Nhưng cuối cùng Phong Phi Vân đã bỏ lỡ cơ hội. Phong Phi Vân hỏi, chấp niệm của thần Phượng Đại Nhân là gì? Thần Phượng Đại Nhân đứng đó, dừng một lúc, mỉm cười nói. Ta chỉ muốn gặp nàng một lần. Vùng đất giam cầm rời khỏi lòng đất Trung Nguyên nhất điểm qua. Giấu trong lòng đất Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chỉ vì Phượng Phi Vân muốn gặp Thủy Nguyệt Đình một lần. Trong lòng Phượng Phi Vân tồn tại chấp niệm nên chưa chết hẳn. Phong Phi Vân biến sắc mặt nói. Mới rồi thần Phượng Đại Nhân đã gặp nàng, vậy chẳng phải là. Phượng Phi Vân biểu hiện rất bình tĩnh nói.
Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là lần cuối cùng. Ngươi còn gì muốn hỏi cứ hỏi đi, chấp niệm của ta rất nhanh sẽ biến mất hoàn toàn. Phong Phi Vân hỏi, thần Phượng Đại Nhân có từng hận Thủy Nguyệt Đình? Phượng Phi Vân nói, ngươi không nên hỏi ta câu này, ta chỉ là chấp niệm còn ngươi mới là Thái Cổ Thần Phượng chuyển thế, mang theo ký ức và số mệnh của Thái Cổ Thần Phượng. Cho nên ngươi hãy tự hỏi mình đi, trừ chính ngươi ra không ai có thể giải đáp dùm. Phong Phi Vân hỏi, tại sao thần Phượng Đại Nhân luôn canh giữ mảnh đất giam cầm này? Phượng Phi Vân nói, nếu trên đời thật sự có Di Châu thì chắc chắn Di Châu nằm trong mảnh đất giam cầm này. Bốn đại thánh Di Châu hỗn nguyên đại thế giới đều ngộ đạo đại thánh trong mảnh đất giam cầm. Ta sắp biến mất hoàn toàn nhưng ngươi hãy sống cho tốt. Ta không thể cứu ngươi chạy ra thần hỏa đốt, tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi. Sau khi sống sót trở ra hãy thay ta hỏi. Ta rất tò mò tại sao kiếm của nàng mỗi lần đều hận như vậy, không chỉ chém nam nhân mình yêu cũng chém cả tim mình. Được rồi, ta sắp đến giờ. Nhiều năm qua rốt cuộc giải thoát, lòng nữ nhân thật khó hiểu. Phượng Phi Vân ngước nhìn bầu trời, đăm chiêu suy nghĩ thật lâu. Cơ thể Phượng Phi Vân chậm rãi biến mất, khi nói câu cuối thì thân thể đã hoàn toàn là đốm sáng tan biến vô hình. Gió nhẹ thổi qua không còn dấu vết, như thể Phượng Phi Vân vốn chết trong thái cổ, chưa từng xuất hiện ở đây, tựa làn gió thái cổ thổi đến. Phong Phi Vân thở hắt ra, nhỏ giọng nói. Tu vi đại thánh thông thiên triệt địa, không gì không biết, nhưng không đoán được lòng nữ nhân. Muốn phỏng đoán nữ nhân còn khó hơn tu thành đại thánh. Đây là một thế giới rộng lớn, được gọi là mảnh đất giam cầm. Bốn đại thánh thái cổ thành đạo tại đây, hấp dẫn hơn bất cứ thánh địa tu luyện nào. Đứng trên mặt biển nhìn quanh, bốn phía toàn là nước biển, ý niệm thánh linh không thấy giới hạn. Mặt trời và thần nguyệt trên bầu trời chắc là đôi mắt đại thánh của thái cổ thần phượng, chứa sức mạnh to lớn của đại thánh. Tuy từ thái cổ truyền đến từ thái cổ đến hiện tại, đã trôi đi vô số thần hoa nhưng vẫn là thánh vật vô thượng. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền nhìn a bầu trời. Đột nhiên Phong Phi Vân vươn một tay ra chộp lấy hai con mắt đại thánh ấn vào mắt mình. Lực lượng hùng hồn dồi dào bộc phát từ người Phong Phi Vân, hình thành kén Phật vàng to lớn. Các sợi tơ bao bọc Phong Phi Vân, vô số lực lượng nhỏ bé di chuyển. Lực lượng vũ hóa đài lại bị luyện hóa. Dương thần thánh thai, chân lý thánh thai nhanh chóng dung hợp. Lực lượng đôi mắt đại thánh bị kích phát hết. Vô số tia chớp sấm sét giáng xuống kén Phật màu vàng, mỗi tia chớp có uy lực đánh nát núi non ức dặm, khiến mảnh đất giam cầm lung lay. Ầm 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 ầm. Sấm sét bao phủ Thủy Nguyệt Thiên cảnh, tia điện không ngừng xuyên toa, những thần hoa bị giáng sét văng tứ tung. Đây là hình ảnh rung động hồn người, nguyên hư không toàn là khí diệt thế, lực lượng cuộn trào truyền khắp Tây Ngưu Hạ Châu. Thiên địa dao động, tiểu linh tiên giới và địa ngục lắc nhẹ. Thủy Nguyệt Thiên cảnh bị tia chớp luyện hóa thành tinh cầu lớn, Phật quang bao phủ, lửa đốt cháy, như cái kén to rực lửa. Phật khí trong thiên địa hùng dũng ùa vào kén Phật, hình thành dòng lũ Phật khí màu vàng mắt thường trông thấy, trải qua hư không vô ngần, biến mất trong kén Phật. Ầm 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 ầm. Địa ngục. Bàn man phủ khảm trên Phong Đô Quỷ Thành lắc lư dữ dội, phát ra tiếng xèo xèo. Lực lượng mạnh mẽ trùng kích, cự hung ác quỷ trong 18 tầng địa ngục gào thét. Mạnh bà, Hoa Sinh đạo trưởng đứng trên cầu Nại Hà nhìn cây búa to lấp lánh ánh sáng khảm trên Phong Đô Quỷ Thành, thân thể lắc lư. Hoa Sinh đạo trưởng bấm đốt suy tính, lẩm bẩm. Rồng lặn xuống biển, Phượng Hoàng dương cánh, Kim Thiền thoát xác, chân lý vĩnh tồn. Mạnh bà nói, có một yêu nghiệt sắp xuất thế. Bàn man phủ bay ra khỏi Phong Đô Quỷ Thành, lưỡi búa như trăng khuyết, cán búa như thần trụ, ức vạn thánh văn. Lực lượng kia trùng kích mạnh bà, Hoa Sinh đạo trưởng liên tục thụt lùi, cuối cùng bay ra ngoài. Một búa khai thiên địa, xé rách địa ngục một cái lỗ, bàn man phủ bay vào trong. Bàn man phủ lao ra địa ngục, đi tới bên trên Thủy Nguyệt Thiên cảnh. Búa chém xuống kén Phật to cỡ ngôi sao, cưỡng ép xẻ kén Phật ra. Ánh sáng vàng bắn tung, sóng biển xuyên đá. Một bóng người bay ra khỏi kén Phật, lưng mọc đôi cánh ánh sáng to, ánh sáng màu bạc lấp lánh. Người đó cầm bàn man phủ, hét hướng chân trời. Thủy Nguyệt Đình. Búa vung lên chém vào trời sao, không biết bao nhiêu bị búa chém vỡ. Mảnh đất giam cầm bay vào thanh đồng cổ thuyền, biến mất trong Long Mã Hà Đồ. Nữ ma đứng trong không trung, tóc dài đổ như thác,
xinh đẹp tuyệt trần, thân thể thon thả. Nữ ma nhìn ánh sáng búa. Nhát búa thật lợi hại, không chừng tương lai có thể phong tổ, phong thần. Ầm, cây búa to lướt không khí bay tới, lực lượng hùng dũng. Phong Phi Vân cầm cán búa như thần trụ, nhát búa chém xéo cổ nữ ma. Ánh sáng búa dài mấy vạn dặm, hùng hồ như sóng thần. Nữ ma vươn bàn tay mảnh khảnh vỗ vào mặt búa, đánh bật lực lượng mạnh mẽ ra. Thanh âm kim loại va chạm vang dội như chuông thần. Ầm, nhát búa thứ hai chém qua, khí thế chém núi thần. Thời không bị xé nát thành mấy hạt bụi. Nữ ma vẫn vỗ một trường đánh bật cây búa. Ầm, nhát búa thứ ba bay tới, uy thế càng mạnh, dù là thần lĩnh đứng trước mặt cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Nữ ma nhíu mày, lùi một bước, tay rẻ xuống. Hàng vạn tinh khí từ hư không tụ tập vào bàn tay nữ ma, đè trên thân búa. Ầm, bàn man phủ đánh nát tinh khí, lại bay về bàn tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thông qua lực lượng đôi mắt đại thánh cộng với chấp niệm bất diệt cuối cùng chém phá thần hỏa, đến kim tàm kinh đệ thất trọng, phá kén hóa bướm, làm lại chân thân, tu vi tiến bộ một bậc. Phong Phi Vân tay cầm bàn man phủ, người thẳng như tùng cổ, bước ra từ hỗn độn. Khí thánh linh trên người Phong Phi Vân đủ dẫn động thiên địa quy tắc. Nữ ma nhìn Phong Phi Vân. Không tệ, hiện tại tu vi ra bộ dáng rồi. Tu vi của Phong Phi Vân bây giờ đúng là kinh thế hãi tục, trong thánh linh có thể phong vương. Nhưng nữ ma là một trong bảy hung ma thái cổ, mới rồi Phong Phi Vân dốc sức chém ba nhát búa chỉ buộc nàng lùi một bước nhỏ. Nữ ma nói câu này không xem như huy anh hoang. Trước mặt bảy hung ma thái cổ được đánh giá không tệ đã là rất ghê gớm, một thời đại không ra được hai nhân vật như vậy. Phong Phi Vân cất bàn man phủ, bình tĩnh nỗi lòng, đứng đối diện nữ ma. Phong Phi Vân nói, Thủy Nguyệt Đình là tâm linh kiếm thần, một trong bảy hung ma thái cổ. Nữ ma nói, dù sao bảy hung ma thái cổ là các ngươi phong, đứng ở góc độ tu sĩ Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới gọi nàng là tâm linh kiếm ma cũng thích hợp. Trên đời này đã không có Thủy Nguyệt Thánh Thần, vì Thủy Nguyệt Thánh Thần biến thành tà thần, trồng trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt. Đây là vì sao thần thức bốn phủ chủ không tìm thấy Thủy Nguyệt Thánh Thần. Nữ ma nói, người chết trong tay nàng cũng không oan, cần gì so đo nhiều vậy. Cố gắng tu luyện đi, chờ mình cường đại rồi chém lại nàng là được, nếu ngươi hỗ trợ cướp lấy diệt thế thần bia thì ta hỗ trợ ngươi giết nàng, thấy sao? Phong Phi Vân nói, ta không hiểu là tại sao tâm linh kiếm thần muốn ra tay giết ta. Nữ ma nhìn Phong Phi Vân thật lâu, lạnh nhạt nói. Ta phân tích hai lý do cho ngươi. Thứ nhất là nàng muốn trợ giúp ngươi luyện hóa vũ hóa đài, phá kén trọng sinh, tu luyện tiến bộ thêm một bước nên mới giết ngươi, kích phát lực lượng giấu trong thân thể ngươi, khiến ngươi bùng nổ lực lượng. Không thể nào. Phong Phi Vân hiểu rõ phong cách làm việc của Đông Phương Kính Nguyệt, của Thủy Nguyệt Đình. Bọn họ là loại người trực tiếp, yêu là yêu, hận là hận, sẽ không cong cong quấn quấn. Nữ ma lý trí nói. Ít ra bây giờ tu vi của ngươi biến mạnh, vũ hóa đài bị luyện hóa, phá kén hóa bướm. Phong Phi Vân nói. Nữ ma đại nhân chưa yêu ai, sẽ không hiểu yêu một người là như thế nào. Yêu người đó tuyệt đối sẽ không tổn thương đối phương. Nữ ma nói. Mỗi người biểu đạt tình yêu khác nhau. Phong Phi Vân không muốn nói nhiều với động vật máu lạnh như nữ ma về chuyện tình yêu. Phong Phi Vân đổi đề tài. Nữ ma đại nhân nói lý do thứ hai là gì? Nữ ma nói. Lý do thứ hai rất đơn giản. Chấp niệm của nàng ở trên người của ngươi, nàng nói chờ đáp án của ngươi. Miễn giết ngươi thì đáp án mãi mãi không xuất hiện trên đời, vậy là chấp niệm của nàng không bao giờ biến mất. Nàng sẽ là thân bất tử, trường tồn vạn cổ. Rất có thể lần này khi tin môn mở ra nàng sẽ đắc đạo thành tiên, đi vân chi tiên giới. Sau đó chém đứt chấp niệm, từ nay giải thoát. Nàng chém người đại biểu lòng quyết tâm thành tiên. Nàng chém người địa biểu tín niệm kiên quyết trong lòng nàng. Nàng chém người có lẽ cũng chém luôn trái tim mình. Phong Phi Vân lẩm bẩm. Chấp niệm, cầu tiên, bất tử, chém lục dục, đoạn thất tình. So với tu tiên đau khổ thế này còn không bằng ngay từ đầu đã là người bình thường. Phong Phi Vân chậm rãi nhắm mắt lại, nói. Nữ ma đại nhân có chấp niệm không? Nữ ma nhướng mắt nhìn thế giới bao la dưới chân, nói. Có, diệt thế. Phong Phi Vân trợn to mắt nói. Cái gì? Phong Phi Vân tỏ vẻ không nghe rõ. Hủy diệt thế giới, hủy diệt thiên địa,
tốt nhất là tất cả sinh linh chết sạch. Nữ ma nói rất nghiêm túc, không giống đang đùa. Nữ ma chỉ vào hư không, giết một chuẩn thánh từ mấy ngàn dặm xa bay tới điều tra. Nữ ma phủi tay. Lại giải quyết một. Phong Phi Vân nói. Có thật không vậy, dù tu vi của nữ ma đại nhân đến cảnh giới đại thánh cũng không thể hủy diệt cả thế giới. Nữ ma nói. Đúng vậy, cho nên chấp niệm của ta mãi mãi tồn tại, đau khổ thật. Tại sao sinh linh giết hoài không hết, đánh nát một tòa hỗn nguyên đại thế giới lại có hỗn nguyên đại thế giới mới sinh ra? Phiền nóa không dứt, vô cùng đau khổ. Phong Phi Vân hỏi. Chấp niệm bất diệt vậy chẳng phải nữ ma đại nhân bất tử đời đời. Nữ ma trừng Phong Phi Vân. Ngươi thì biết cái gì gọi là chấp niệm, không phải thánh linh nào cũng có thể sinh ra chấp niệm, đó là thứ cao hơn tín ngưỡng, cao hơn thần thánh. Chỉ có từ đầu đến cuối kiên trì một điều, lòng không thay đổi, trái tim không dao động mới gọi là chấp niệm. Trong ngàn vạn thánh linh có một thánh linh sinh ra chấp niệm đã là xác suất lớn, ý chí người bình thường thì... ai? Quá yếu, tối đa có thể xem như tín niệm. Phong Phi Vân nói. Vậy chẳng phải là nếu lòng diệt thế của nữ ma đại nhân dao động thì chấp niệm cũng dao động, nữ ma đại nhân sẽ chết. Nữ ma nhẹ giọng nói. Trừ phi thành tiên. Thanh âm nhẹ như lời trái tim đang nói, Phong Phi Vân cũng không nghe rõ ràng. Phong Phi Vân nói. Mỗi ngày nữ ma đại nhân đều muốn diệt tuyệt sinh linh, hủy diệt thiên địa, bên người không có ai để nói chuyện, không bằng hữu. Không người quen, trong lòng không thấy buồn sao. Ngươi lo nhiều quá, đi, đi tiểu linh tiên giới. Nữ ma xòe tay ra đằng trước, biến thành thủ ấn to nhấn vào vai Phong Phi Vân, khí diệt thế hùng hồn túm lấy hắn. Phong Phi Vân lòng máy động, yêu hoàng kiếm bay ra, xuyên thấu khí diệt thế kia lơ lửng trên đầu hắn. Nữ ma đã thả tay ra, khoanh tay lùi ra xa. Phong Phi Vân phát hiện đang đứng trên một con thuyền quarry đỏ thẫm bay ra thiên ngoại. Tinh hồng quỷ thuyền huyết khí đằng đằng, có rất nhiều bóng quỷ màu đỏ đi trên thuyền nhưng không có ý chí và tinh thần, chỉ là các đoàn xương quỷ. Nữ ma đứng trong quỷ vụ, thướt tha yêu kiều. Nữ ma loay hoay diệt thế thần bia chi tâm, nhìn vũ trụ mênh mông bên trong như đang ngộ đạo. Phong Phi Vân dò hỏi. Diệt thế thần bia là cái gì? Nữ ma bị quấy rầy khó chịu lườm Phong Phi Vân, bực bội nói. Có lẽ là bia văn rơi từ vân chi tiên giới trong truyền thuyết. Hoặc là thần vật vị đại thánh thời cổ nào đó để lại. Trong thiên địa vô cùng ảo diệu, vũ trụ bao la sâu thẳm, thái cổ dài dặc, thời gian khó dò, có nhiều bí ẩn ngay cả đại thánh cũng không thăm dò hết được. Phong Phi Vân nói, Di Châu hỗn nguyên đại thế giới có truyền thuyết về bốn vị đại thánh, vực ngoại có truyền thuyết đại thánh không? Nữ ma nhìn Phong Phi Vân như xem đồ ngốc. Tuy Di Châu hỗn nguyên đại thế giới cách tiên giới gần nhất nhưng chỉ là một góc nhỏ trong thế giới này. Hỗn nguyên đại thế giới khác sao không có truyền thuyết đại thánh được? Ví dụ thái cực đại thánh của vô cực hỗn nguyên đại thế giới. Vô cực sinh thái cực sinh âm dương. Đồn rằng thái cực đại thánh là thể sinh mệnh thứ nhất của vô cực hỗn nguyên đại thế giới. Ví dụ thất thập nhị dực đại thánh của hắc ám hỗn nguyên đại thế giới. Người này được thổi phồng không có giới hạn, được gọi là quân vương cai quản nguyên thế giới vũ trụ hắc ám. Cỡ như Thâm Uyên Ma Quân cũng chỉ là đồ tử đồ tôn của thất thập nhị dực đại thánh. Ta đi qua 11 hỗn nguyên đại thế giới, nghe truyền thuyết đại thánh cũng cỡ 10 lần nhưng chưa từng gặp đại thánh. Trước khi đến Di Châu hỗn nguyên đại thế giới ta cảm thấy đại thánh chưa chắc tồn tại, như tiên, là đối tượng mọi người hướng về nhưng không ai gặp. Mãi đến lúc thấy Thái Cổ Thần Phượng thì ta mới tin đại thánh là có thật. Phong Phi Vân hỏi, thủ đoạn đại thánh có thể trường sinh bất tử. Nếu đại thánh có thể trường sinh bất tử thì tại sao Thái Cổ Thần Phượng chết? Tại sao không gọi cảnh giới đại thánh là tiên? Nữ ma nói. Theo ta thấy chữ đại trong đại thánh ý chỉ hai chữ đại đạo. Như biển cả có thể bao dung mọi thứ trên đời, sinh linh, sinh tử, sinh mệnh, tất cả đều nằm trong chữ đại này. Đại thánh theo đuổi tiên đạo thật sự, sinh ra chấp niệm có lẽ thấp hơn thánh linh khác. Tuổi thọ con người luôn có cuối, trừ tiên ra không ai có thể trường sinh bất tử. Tuổi thọ của đại thánh khoảng 20 vạn năm, 30 vạn năm là cùng, không thể nhiều hơn nữa. Phong Phi Vân nói, ta gặp một vị tiền bối trong địa ngục, tiền bối nói cho ta biết đại thánh nhờ vào một số thủ đoạn đặc biệt có thể sống đến tuổi tác người bình thường không thể hiểu nổi. Vớ vẩn, nhảm nhí. Nữ ma nói, thủ đoạn của đại thánh đúng là thông thiên triệt địa,
nhưng chỉ có thể khiến một số sinh linh sở hữu tuổi thọ dài lâu. Như con rùa, cá cua trong biển, tuổi thọ con rùa lâu hơn cá cua khác. Ta từng so sánh đại thánh với biển, so ngươi và ta là tôm tép và thần long. Tôm nhỏ và thần long chết, biển cả có thể dựng dục ra nhiều hơn nữa. Nhưng nếu biển khô là khô cạn thật, không ai khiến biển lại tràn ngập nước được. Phong Phi Vân nhỏ giọng nói. Biển khô là khô thật, ta hiểu rồi, hèn gì thái cổ thần phượng có tinh huyết đại thánh, tìm đến linh hồn linh thạch, lượng kiếp chuyển thế cổ dược dễ như trở bàn tay, nhưng không thể khiến mình trọng sinh. Bởi vì lực lượng đại thánh quá lớn, khi chết rồi dù có ba loại thần vật cũng không thể hồi sinh đại thánh. Nữ ma không nói gì thêm, mắt nhìn phía trước. Đã đến tiểu linh tiên giới. Tinh hồng quỷ thuyền phá tan giới hạn tầng thiên địa như đụng vào làn nước gợn sóng, trực tiếp xuất hiện bên trên tiểu linh tiên giới. Thiên địa linh khí đậm đặc ập vào mặt. Như bước vào tiên giới thật sự. Một cây thần thụ chống trời bị tinh hồng quỷ thuyền đụng ngã vang tiếng nổ điếc tai, kim ô xây tổ trên thần thụ sợ hãi bay ra. Ngoài 3.000 vạn dặm, một đám tu sĩ ngồi xếp bằng trong sơn cốc. Đại khái khoảng hơn 20 người, khí thế cường đại, trong người như chứa cả một thế giới. Xung quanh sơn cốc bầy cổ trận ẩn giấu đẳng cấp thánh linh, từ bên ngoài nhìn vào sơn cốc sẽ không thấy gì. Một lão nhân ngồi trên miệng sơn cốc mở mắt ra, mắt nhìn thế giới cách 3.000 vạn dặm. Con người lão bắn ra tia sáng. Tinh hồng quỷ thuyền, một trong 7 chiến thuyền. Cường giả khác trong sơn cốc mở mắt ra, mấy chục ánh sáng cùng theo dõi tinh hồng quỷ thuyền. Một lão nhân mặc âm dương đạo bào nói. Không suy tính ra lai lịch hai người trên tinh hồng quỷ thuyền được, e rằng không dễ chọc. Một thánh giả từng đi Nam Thiệm Bộ Châu lên tiếng. Ta nhận ra một người, là vương giả chí tôn Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, từng truy sát nhạc tước linh của phản diệt giáo tại Nam Thiệm Bộ Châu. Lão nhân ngồi trên miệng sơn cốc hừ lạnh một tiếng. Nếu là người của Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới thì ra tay giết chết, cướp đi tinh hồng quỷ thuyền. Càng lúc càng đến gần khoảnh khắc cửa tiên giới mở ra. Có một chiến thuyền thần linh là chúng ta có thể chia một chén canh, xông vào tiên giới. Đại trận mở ra, hơn 20 luồng sáng bắn lên cao biến thành sao băng đầy trời. Phong Phi Vân đứng trên tinh hồng quỷ thuyền, lòng nổi lên cảm ứng. Phong Phi Vân nhìn hư không, nói. Ta đã bảo là đừng cao điệu, thấy chưa? Rắc rối đã đến. Một lão nhân đột nhiên xuất hiện đằng trước tinh hồng quỷ thuyền. Đáng tiếc các ngươi biết được quá muộn. Sâu lão nhân dài mấy trượng như sóng trắng trong không khí. Xẹt 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 xẹt. 24 cột sáng từ trên trời giáng xuống, đứng ở 24 hướng trên tinh hồng quỷ thuyền, biến thành 24 tu sĩ. Khí thế siêu cường đại, mỗi người là tồn tại mà chúng sinh phải ngước nhìn, tổ tiên chủng tộc một phương. Phong Phi Vân nói. Không ngờ nhiều tiền bối cùng giá lâm, thật khiến vãn bối vô cùng vinh hạnh. Một nam nhân mặc thần y, người đầy vảy, chỉ có một mắt, một miệng, không có mũi và tai. Nam nhân là một loại sinh linh vực ngoại biến thành hình người. Nam nhân nói, chúng ta là tu sĩ của song tử Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Tiểu tử, biết điều chút hãy ngoan ngoãn giao tinh hồng quỷ thuyền đây, nếu không kết cuộc của ngươi sẽ là hình thần đều diệt. Phong Phi Vân nói, thì ra là các vị tiên thánh của song tử Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, thật là nghe tên không bằng gặp mặt. Hạnh ngộ hạnh ngộ, hạnh ngộ, gặp chúng ta rồi xem như ngươi bất hạnh. Thánh linh vực ngoại một mắt và một miệng hơ roi thần quất hướng Phong Phi Vân. Bốp! Nhưng roi thần bị người tay không bắt chặt, không quất trúng người Phong Phi Vân. Thánh linh vực ngoại tức giận quát. Tên nào lắm chuyện. Cánh tay thánh linh vực ngoại tràn ra vô số tia điện lan hướng roi thần. Mặc Giao Giao bước ra từ giữa hư không, tay mảnh khảnh siết chặt phần đuôi roi thần đầy vảy rồng. Đầu ngón tay Mặc Giao Giao bay ra ngọc quang thuận thế đè roi về. Đánh tan tia điện thánh linh vực ngoại vận dụng. Bùm! Ngọc quang nổ nát tay thánh linh vực ngoại, vô số đạo tắc thánh linh bay ra khỏi cánh tay gã, các giọt máu tánh rơi xuống đất. Mặc Giao Giao thu roi thần, loay hoay ngắm nghía. Mặc Giao Giao cười quyến rũ. Nửa thánh linh dụng cụ, bảo bối không tệ, ta nhận. Đám tu sĩ vực ngoại không ngờ giữa đường chạy ra kẻ địch mạnh mẽ. Phong Phi Vân cũng không ngờ sẽ gặp Mặc Giao Giao tại đây. Tu vi của nàng thật kinh khủng. Xem ra lúc trước Phong Phi Vân đoán đúng, Mặc Giao Giao rất có thể là quỷ thị tôn hoàng. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Ta từng bị một thánh linh đùa giỡn, khi đó ta chỉ vừa đến vũ hóa cảnh.
Phong Phi Vân không dám tưởng tượng khi ấy nếu biết Mạc Giao Giao là quỷ thị tôn hoàng, lại còn bị nàng đùa giỡn, sự thật làm người ta khó mà chấp nhận. May mắn lúc ấy không xảy ra chuyện gì với Mạc Giao Giao, nếu không sẽ bị người xem là nam nhân ăn cơm trắng. Thánh linh vực ngoại mọc cánh tay mới. Quỷ thị tôn hoàng, song tử hỗn nguyên đại thế giới chúng ta có nhiều thánh giả đến, ngươi dám đi một mình. Tưởng chúng ta không giết ngươi được sao? Tu sĩ vực ngoại khác cũng phóng ra sát khí ngút trời, làm bầu trời đổi màu. Các thần vân bay qua che lấp mặt trời, bao phủ trời xanh. Mạc Giao Giao ung dung đứng trong không trung, nhìn tinh hồng quỷ thuyền, chớp mắt quyến rũ với Phong Phi Vân. Mạc Giao Giao cười nói. Hắn là người ta che chở, các ngươi đối phó hắn thì đương nhiên ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Phong Phi Vân đến gần nữ ma, dùng thần niệm giao lưu. Nữ nhân các ngươi che chở một nam nhân tu vi siêu cường đại, lại còn kiêu ngạo nói ra ngoài, có phải thấy rất tự hào? Nữ ma lạnh lùng liếc Phong Phi Vân. Ta khác với nàng, ta cứu ngươi là vì ta với ngươi có duyên. Khi duyên phận của chúng ta hết, có lẽ người đầu tiên ta giết chính là ngươi. Phong Phi Vân không chút nghi ngờ câu nói của nữ ma, một nữ ma xem diệt thế là chấp niệm, sinh linh nào trên đời này đều là đối tượng diệt thế ma nữ muốn giết. Nữ ma tuyệt đối không nương tay. Sinh linh vực ngoại, sinh linh Di Châu hỗn nguyên đại thế giới vốn là tử địch, đã chiến đấu nhiều trận. Đám thánh giả song tử hỗn nguyên đại thế giới biết Mạc Giao Giao cường đại, tập thể công kích nàng. Tu sĩ song tử hỗn nguyên đại thế giới quyết định tiêu diệt kẻ thù lớn nhất trước rồi mới đi cướp tinh hồng quỷ thuyền. Ầm, Mạc Giao Giao phát ra tiếng cười như chuông ngân, vóc dáng yểu điệu, ngực to, đường ưng nhấp nhô. Mạc Giao Giao xuyên qua các háp thuật, vươn tay mảnh nhỏ điểm vào trán một thánh linh vực ngoại mọc hai sừng. Bùm, đầu thánh linh vực ngoại nổ tung thành bãi máu, linh hồn bị một chỉ điểm nát. Ba thánh linh dụng cụ oanh kích từ sau lưng Mạc Giao Giao, Thiên Chu Tháp, Kỳ Tử Phiên, Hỗn Nguyên Linh. Ba sát binh toàn là thần khí nổi tiếng như cồn trong song tử hỗn nguyên đại thế giới, từng rời núi lấp biển, chém rơi ngôi sao. Ba thánh linh vực ngoại đứng trong không trung đánh ra ba thánh linh dụng cụ, uy lực siêu khủng bố, hoàn toàn phát huy lực lượng thánh linh dụng cụ. Uy lực thánh linh dụng cụ sới núi non dưới đất, thần mộc, cổ thú, đá vàng thành bột phấn. Thánh thể thướt tha của Mạc Giao Giao tự động biến mất, hóa thành quỷ vụ bay lên cao. Chín cái đuôi lông xù bay ra khỏi quỷ vụ để lại muôn vàng bóng sáng màu trắng. Cái đuôi y quất bay ba thánh linh dụng cụ vạch ba đường cong lớn. Bùm! Một cái đuôi cuốn thánh giả đã sử dụng thánh linh dụng cụ, bẻ gãy cổ thánh giả. Thánh linh vực ngoại kia thành sinh linh cụt đầu, lưng dâng lên pháp tướng thánh linh to lớn, tay cầm hỗn nguyên linh tiếp tục đại chiến. Thánh linh vực ngoại khác thân thể bị chém thành hai nửa nhưng không chết, biến thành hai thân tàn lấy kỳ tử phiên đánh vào quỷ vụ. Hiện có 8 thánh linh vực ngoại cùng tấn công, có thể thấy bọn họ chú trọng Mạc Giao Giao cỡ nào, cảm thấy nàng là đại địch, không thể phớt lờ. Vù 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 vù. Mạc Giao Giao lại ngưng tụ thân thể, vẫn khoác áo lông cừu trắng, toàn thân không dính một hạt bụi, yểu điệu xinh đẹp, lưng mọc 9 cái đuôi hồ ly trắng mềm lông xù đánh bay 8 thánh linh vực ngoại. Bùm! 5 ngón tay Mạc Giao Giao thuôn nhỏ mềm mại, xinh đẹp động lòng người. Mạc Giao Giao vỗ một trường bóp nát thánh linh vực ngoại minh nhật thánh cảnh. Thánh thể thân tàn bị Mạc Giao Giao trực tiếp dùng thiên hỏa luyện hóa. Mạnh quá! Hai thánh linh vực ngoại chết trong tay Mạc Giao Giao, đám cường giả vực ngoại lòng lạnh lẽo. 8 thánh giả cùng tấn công nhưng không chấn áp được Mạc Giao Giao, ngược lại nàng tay không tiêu diệt hai người. Tu vi của Mạc Giao Giao mạnh hơn bọn họ tưởng tượng. Sức sống của thánh linh mạnh mẽ, thánh linh khó chết. Nhưng ở trước mặt nàng hình như không phải vậy. Quỷ thị tôn hoàng, để ta đến đấu với ngươi. Thiên uy thượng nhân tu vi cao đẳng, là thánh giả chi trong thánh giả. Thiên uy thượng nhân đức cao vọng trọng trong song tử hỗn nguyên đại thế giới. Đệ tử trong giáo có người đã thông thánh. Thiên uy khó dò. Ngón tay thiên uy thượng nhân chỉ lên trời, trong trời sao mênh mông có vô số ánh sao ngưng tụ thành nắm tay to đánh vào Mạc Giao Giao. Lực lượng ánh sao tụ tập thành nắm đấm đánh nát phách tường tiểu linh tiên giới, đất hõm xuống. Ngân hà biến ảo. Hai tay Mạc Giao Giao chống thiên địa, cơ thể bắn ra cột sáng đánh nát tầng trời, thay trời đổi đất, vị trí ngân hà thay đổi. Bùm! Thiên uy thượng nhân ngưng tụ cú đấm lực lượng sao tự động tan vỡ thành xương, lòng rất rung động. Có thể thay trời đổi đất, ngươi lợi hại.
Mạc Giao Giao xuất hiện trước mặt Thiên Uy Thượng Nhân, mỉm cười nói. Thánh lực có thể câu thông thiên địa, cũng có thể thay đổi thiên địa. Tu vi của ngươi chưa đủ. Thiên Uy Thượng Nhân biến sắc mặt, vội thụt lùi. Chín cái đuôi hồ ly bay ra, như chín thanh thần đao thiên địa cắt thể thánh linh của Thiên Uy Thượng Nhân thành ngàn mảnh. Sức sống của Thiên Uy Thượng Nhân bất diệt, mỗi mảnh biến thành thân người, hình thành ngàn phân thân bay ra ngoài. Mạc Giao Giao rút ra roi thần mới thu quất hư không, cánh tay vung, bóng roi đầy rẫy. Phân thân Thiên Uy Thượng Nhân bị đánh nát thành bột, lòng bàn tay Mạc Giao Giao vỗ thiên hỏa, đốt những bột phấn, làm phạm vi mấy trăm dặm bốc cháy. Lại một thánh giả cường đại chết. Mạc Giao Giao không chút e dè đi vào vòng vây thánh linh vực ngoại, nàng như tôn hoàng, khí thế khiếp người, uy nghiêm cây quét tám hướng. Kỳ tử phiên công kích Mạc Giao Giao. Cánh tay Mạc Giao Giao như thiên đao chém ngang, thánh linh dụng cụ bị hất văng ra, vô số thánh quang bị bàn tay đao chém nát. Phương Bắc, 12 thánh giả cùng đánh ra pháp ấn thánh pháp. Trên là trời, dưới là đất, hình thành bánh xe thiên địa cắt nát tất cả. Những thánh linh vực ngoại né tránh, không dám đụng vào bánh xe thiên địa. Mạc Giao Giao không thể né, bị 12 thánh linh vực ngoại tỏa định. Trong người Mạc Giao Giao bay ra một cọng lông chim phượng hoàng, trên lông chim tràn đầy lửa khiến mây trời bốc cháy thành màu đỏ rực. Phong Phi Vân cảm nhận hơi thở thiên vu đại thần BTU lông chim. Đây là lông chim của thái cổ thần phượng. Phải rồi, Mạc Giao Giao từng vào mảnh đất giam cầm, nàng được lông chim phượng hoàng cũng không kỳ lạ. Vù 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 vù. Lông chim phượng hoàng chém vào bánh xe thiên địa, bánh xe nứt rạn. Có hai thánh linh vực ngoại bị lông chim phượng hoàng chém trúng, phun máu ra, cơ thể bị lửa phượng hoàng đốt, gào thét đau đớn. Mạc Giao Giao bị lực lượng còn sót lại của bánh xe thiên địa đánh trúng, phun máu thánh, bị thương nặng. Muốn một mình đối kháng nhiều thánh giả đã là đại khí phách, dù là vương giả thánh linh đến chưa chắc an toàn rút lui. Phong Phi Vân đứng trên tinh hồng quỷ thuyền, nhíu mày định tấn công. Nữ ma lướt ngang che trước mặt Phong Phi Vân, truyền âm. Yên tâm, đám thánh linh vực ngoại không làm gì được nàng. Nàng ta đấu với hơn 20 thánh giả có lẽ vì muốn khiêu chiến cực hạn, kích phát tiềm năng thân thể, trùng kích cảnh giới cao hơn. Bây giờ ngươi ra tay ngược lại hại nàng. Phong Phi Vân thu về thánh lực ngưng tụ ở ngón tay. Tuy Mạc Giao Giao bị thương vì bánh xe thiên địa nhưng tinh khí thần vẫn rất mạnh, như núi cao đứng thẳng, chẳng hề suy yếu. Tốc độ Mạc Giao Giao rất mau, chớp mắt ra khỏi 12 thánh linh vực ngoại bài bố, vỗ hai trường. Trên trường ấn dựng dục lực lượng thế giới đánh bay hai thánh giả, không cho bọn họ cơ hội bày bánh xe thiên địa. Mạc Giao Giao đến bên cạnh hai thánh linh vực ngoại lúc trước bị lông chim phượng hoàng đốt. Toàn thân thánh linh vực ngoại cháy lửa, hai người đang ngồi khoanh chân điều dưỡng, muốn bài trừ lực lượng lông chim phượng hoàng ra ngoài người. Hai thánh linh vực ngoại cảm nhận được hơi thở của Mạc Giao Giao, trong người bay ra hàng trăm chiến binh cổ xưa ngưng tụ thành thần vực, lửa cháy hừng hực công kích Mạc Giao Giao. Vung lông chim phượng hoàng đánh bay một chiến binh thần vực đập vào người thánh linh vực ngoại, đánh bay thánh giả. Cơ thể thánh linh vực ngoại toàn là lửa cháy biến thành ngọn núi lửa đè xuống. Phá cho ta. Mạc Giao Giao đứng dưới đất, sau lưng hiện ra pháp tướng thiên hồ to lớn. Đuôi thiên hồ mọc 10 cái, biến thành nữ nhân quyến rũ mặc áo nhỏ thủy tinh. Đây là thiên hồ 10 đuôi trong truyền thuyết, thủy tổ của hồ tộc, đẳng cấp tổ thánh. Pháp tướng thiên hồ 10 đuôi rất đẹp, vô cùng quyến rũ. Áo thủy tinh chỉ che được vài nơi, da trắng nõn lộ ra ngoài. Khuôn mặt hút hồn người, xương quai xanh gợi cảm xinh đẹp, ngực đẹp mất hồn. Bụng phẳng, rốn đáng yêu, chân ngọc thẳng tắp. Chỉ là pháp tướng nhưng hương diễm đến mức tận cùng, thánh linh cũng không ngăn được hấp dẫn. Bùm! Thánh linh vực ngoại hóa thân núi lửa chợt khựng lại, bị sắc đẹp của thiên hồ 10 đuôi dụ dỗ. Thánh linh vực ngoại chỉ khựng lại một giây cơ thể đã bị lông chim phượng hoàng đánh trúng, người rách toạc thành mấy mảnh, vết thương không thể chữa lành, cảnh giới rơi xuống cảnh giới thánh linh, tương lai không thể trở thành thánh giả. Thánh linh vực ngoại trốn ra ngoài. Mạc Giao Giao không đuổi theo, loại người này dù có thả gã đi cũng không gây ra sóng gió gì. Thời đại này đại thế hỗn loạn, chỉ thánh giả mới có quyền lên tiếng. Thiên hồ 10 đuôi, sức quyến rũ thật mạnh, rút lui, chờ nghĩ ra cách nghênh địch mới đi cướp tinh hồng quỷ thuyền. Liên tục 4 thiên tôn thánh tôn chết khiến tu sĩ vực ngoại thấy không may, vội bỏ trốn, rất nhanh không còn một tên. Bầu trời dần bình tĩnh lại, nhưng đất đai tan hoang.
mặt đất không còn sự sống, nứt ra mấy cái lỗ to, bên trong chảy dung nham đỏ thẫm. Không biết phải bao lâu thì đất đai mới lại dựng dục ra sinh mệnh. Mạc Giao Giao thu về pháp tướng Thiên Hồ 10 đuôi, lấy một gốc cổ dược ra luyện hóa, dưỡng thương. Cùng đánh nhau với hơn 20 thánh giả, nhìn như không ai đấu lại Mạc Giao Giao nhưng cuộc chiến vừa rồi kinh tâm động phách. Có thuật cấm kỵ công kích, có thánh linh dụng cụ công kích, có thánh linh vực ngoại đi quá khứ chém Mạc Giao Giao. Có thể nói chiến đấu mỗi giây mỗi phút kinh tâm động phách hơn mặt ngoài nhìn thấy, sơ sẩy một cái là chết ngay. Mạc Giao Giao bị nhiều vết thương ẩn nhưng người khác không thấy. Một lúc sau Mạc Giao Giao ức chế vết thương, phục hồi hơn phân nửa, lại trở về tinh thần sáng lán. Khuôn mặt trắng ngọc nở nụ cười yêu nhã, đáp xuống tinh hồng quỷ thuyền. Mạc Giao Giao quen Phong Phi Vân, cũng biết nữ ma, nàng mỉm cười nói. Tiểu linh tiên giới gió nổi mây phun, nhiều thánh linh vực ngoại đến đây, rất nguy hiểm. Các ngươi còn dám đi. Đột nhiên khuôn mặt quyến rũ nghiêm túc, Mạc Giao Giao phát hiện điều gì? Mạc Giao Giao kinh ngạc hỏi. Hai người đột phá thánh linh đại cảnh. Phong Phi Vân, nữ ma giấu hơi thở, người ngoài không nhìn ra tu vi của bọn họ, không suy tính ra thân phận của họ được. Phong Phi Vân cười gật đầu, nói. Thường nói hồ ly tinh thích lừa nam nhân, vốn tưởng rằng Giao Giao cô nương là ngoại lệ. Nhưng trên đời vốn không có ngoại lệ. Không đúng, ta nên kêu Giao Giao cô nương là Tôn Hoàng Đại Nhân mới đúng. Đa tạ Tôn Hoàng Đại Nhân cứu mạng. Mạc Giao Giao nhè hàng răng trắng, nhếch môi son, mắt đa tình. Ta không lừa ngươi, ta chưa từng nói mình không phải quỷ thị Tôn Hoàng, ngươi cũng chưa từng hỏi ta. Phong Phi Vân biết Mạc Giao Giao không có ác ý, cười nói. Giao Giao cô nương là thánh linh không giống thánh linh nhất ta từng thấy. Mạc Giao Giao cười hỏi. Vậy giống cái gì? Giống, thôi không nói, tình huống tiểu linh tiên giới bây giờ thế nào? Các thánh giả Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới ở đâu? Phong Phi Vân vốn định trò chuyện vài câu với Mạc Giao Giao nhưng nghe giọng nữ ma âm trầm thì vẻ mặt nghiêm túc hơn, nói chuyện chính. Biểu tình Mạc Giao Giao nghiêm túc nói. Tình huống rất tệ, mới gần đây thánh linh Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới và vực ngoại đại chiến kinh thiên động địa, cực kỳ thảm khốc. Thánh giả như cỏ rác, có hàng ngàn thánh giả Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới chết, Bạch Hổ Đại Đế, phủ chủ Hải Phủ cũng bị thương nặng suýt chết. Hai Phượng Hoàng Yêu Hậu chết trận, máu nhuộm đỏ Phượng Hoàng Sơn, thiên địa bi ca. Chỉ là Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới đã có ngàn thánh linh chết, có thể tưởng tượng trận chiến ấy thảm khốc, máu nhuộm núi sông, pháp tướng thánh niệm tan vỡ thành cho bụi. Điều này khiến Phong Phi Vân nghĩ đến 10 vạn 8 ngàn cho thánh linh trên thanh đồng cổ thuyền. Trước đại kiếp nạn thì thánh giả tùy thời chết đi chứ nói gì sinh linh khác. Phong Phi Vân là người Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, nghe tin này thì rất rung động. Nếu tu sĩ khác biết tin e rằng đã sợ đến bay mất hồn vía. Đối với bọn họ thì thánh giả chết đáng sợ như thần linh bị chém. Phong Phi Vân hỏi. Hiện tại các vị tiên thánh đang ở đâu? Phong Phi Vân đến cảnh giới thánh linh, có tư cách biết chút ít bí ẩn. Mạc Giao Giao nói. Đa số thánh giả đi đường thông thiên, muốn lấy lại 7 thuyền cổ thần linh. Những cường giả dị vực cũng đi đường thông thiên, chỉ còn lại số ít ở tiểu linh tiên giới. Cuộc chiến thảm khốc kia xảy ra vào lúc đường thông thiên mở ra. Phong Phi Vân hỏi. Bản thể 7 linh chu phong ấn ở đường thông thiên. Trên diệt thế thần bia ghi chép, linh chu không ở bờ bên này, không có bờ bên kia, không ở chính giữa. Linh chu ở giữa hư và thật, thiên địa liền một mảnh. Trời là hư, đất là thực, trong thiên địa phân cách một dải. Giữa hư và thực cũng cách một lằn chỉ, 7 thuyền cổ thần linh bị phong ở đó, cuối con đường thông thiên. Phong Phi Vân hỏi, lối vào đường thông thiên ở đâu? Mạc Giao Giao mắt đa tình chớp chớp nhìn Phong Phi Vân. Bốn phủ chủ trước khi vào đường thông thiên đã ra lệnh không cho phép ai vào nữa, chúng ta ở lại vì bảo vệ lối vào đường thông thiên. Nữ ma hừ lạnh một tiếng. Ngươi không mang đi thì chúng ta tự đi, cho rằng ta không suy tính được lối vào đường thông thiên sao. Nữ ma điều khiển tinh hồng quỷ thuyền bay đi thiên ngoại. Mạc Giao Giao bất đắc dĩ nhìn Phong Phi Vân. Thật ra đường thông thiên rất nguy hiểm, không chỉ đánh với những thánh linh vực ngoại, còn phải liều mạng với một số sinh mệnh trên đường. Không cho các ngươi đi là vì không muốn các ngươi chịu chết. Phong Phi Vân cười nói. Đa tạ ý tốt của Giao Giao cô nương. Nhưng Giao Giao cô nương nên biết ta và nữ ma đại nhân có linh chu, vì vậy chúng ta phải đi đường thông thiên.
mà con chó sư tử giao giao cô nương nuôi đâu. Ngươi nói Bạch Sư Nhi, chết trong thần diễm của một vị thánh giả, khi ấy ta cũng chỉ mảnh treo chuông, không cứu nó được. Mặc Giao Giao cắn môi son, yểu điệu, mắt ướt nước, như thục nữ mềm mại. Phong Phi Vân từng nói Mặc Giao Giao không giống thánh linh là vì tình cảm của nàng rất phong phú. Nên cười thì cười, nên giận thì giận, nên lười thì lười hơn ai khác. Mặc Giao Giao không như thánh linh khác luôn mặt mộc, không ai dám đến gần. Người ta không hiểu nổi tình cảm của Mặc Giao Giao, cảm thấy chỉ là một con vật nuôi chết. Nhưng Phong Phi Vân đồng cảm, ví dụ nếu Mao Ô Quy, Mao Thành thật bị người ta giết thì hắn sẽ buồn. Vì Phong Phi Vân đã xem đối phương là bằng hữu. Phong Phi Vân an ủi. Ai xuống tay độc ác, ta trả thù cho Giao Giao cô nương. Mặc Giao Giao ai oán liếc Phong Phi Vân. Ngươi không đánh lại người đó, dù là ta cũng chưa chắc đánh bại được. Nhưng ta nhất định sẽ giết hắn. Ánh mắt Phong Phi Vân đầy niềm tin nhìn Mặc Giao Giao. Ta tin tưởng nàng. Nữ ma đứng đầu tinh hồng quỷ thuyền liếc xéo Phong Phi Vân, Mặc Giao Giao, ánh mắt khinh thường. Nữ ma cho rằng hai người nhàm chán, đã là cảnh giới thánh linh mà không nhìn thấu được sống chết. Tinh hồng quỷ thuyền bay vào đại lục tiên giới, đến bên trên mảnh đất hỗn loạn tan nát. Bên dưới là lớp đất nứt vỡ, sông cạn, sơn mạch sụp đổ, không có một cọng cỏ, sự sống. Các sát khí mãi mãi không tan biến quấn quanh hư không, có thể cắt nát tu sĩ dưới thánh linh. Đây là chiến trường thánh linh, khắp nơi là máu thánh đốt cháy. Xương thánh linh lơ lửng trong hỗn độn tỏa ánh sáng rực rỡ, như ngôi sao. Một bộ thánh thi ngâm trong hồ máu tả biến, hấp thu thiên địa tinh khí phun ra thi khí dồi dào. Trên mảnh đất này máu, thi khí thánh linh tụ tập vào thánh thi, nó muốn nghịch thiên trọng sinh. Nữ ma nhếch mép, vươn tay, cách hư không đè nát thân thể thánh thi, hút hết thi khí vào lòng bàn tay. Phong Phi Vân nhìn phương xa. Nơi này là chiến trường thảm khốc, có hàng ngàn thánh linh chết tại đây. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn, thấy phương xa có một tòa Phượng Hoàng Sơn, một Phượng Hoàng yêu hậu chết trong núi, khí lửa cháy trong núi thành hình Phượng Hoàng. Đó là di niệm của Phượng Hoàng yêu hậu chưa biến mất. Hướng khác, một dãy núi to đen nằm ngang, trong dãy núi lộ ra các khúc xương như vảy to. Đó không phải dãy núi mà là Long Thi. Không chỉ thánh giả Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, còn có thánh linh vực ngoại chết trên mảnh đất này. Nhiều thánh thi đi trên mặt đất, nhưng nó đã chết, chỉ có thánh khí đọng lại trong người chống đỡ cơ thể không ngã. Có một thánh thi công kích tinh hồng quỷ thuyền nhưng bị nữ ma đánh văng ra, thân thể vỡ nát. Đằng trước có một dãy Phật miếu, lưu ly ngói tiên, phi thiên thần trụ. Tất cả đứng thẳng trên linh sơn nguy nga, nơi này từng là Tây Phương Cực Lạc Phật Cung. Nhưng bây giờ Tây Phương Cực Lạc Phật Cung đã sụp đổ, tràn đầy gạch ngói vụn, Phật điện hóa thành phế tích. Vô số máu thánh rơi trên linh sơn, biến thánh địa trang nghiêm thành mảnh đất tu la. Trong Phật điện tan nát bay ra hai vị thánh giả là Thánh Tổ Long Tộc, Yêu Đế Tù Ngưu Tộc. Long Hằng Thánh Tổ nhìn Phong Phi Vân, người rực cháy lửa giận lạnh lùng quát. Phản đồ của Long Tộc. Tù Ngưu Yêu Đế nhìn Tinh Hồng Quỷ Thuyền, nheo mắt nói. Tinh Hồng Quỷ Thuyền. Một trong bảy thuyền cổ thần linh. Phong Phi Vân, Mặc Giao Giao, nữ ma đáp xuống linh sơn. Long Hằng Thánh Tổ, Tù Ngưu Yêu Đế không tấn công, vì Mặc Giao Giao và Phong Phi Vân đứng chung làm bọn họ kiêng dè. Mặc Giao Giao nói. Long Hằng Thánh Tổ, Tù Ngưu Yêu Đế, hiện tại đang là lúc đại kiếp nạn Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, hy vọng các người buông xuống ân oán cùng nhau đối ngoại. Long Hằng Thánh Tổ. Tù Ngưu Yêu Đế nằm trong số người ở lại canh giữ lối vào đường thông thiên. Long Hằng Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng. Đây là việc riêng của Long tộc chúng ta, Tôn Hoàng Đại Nhân đừng lắm chuyện. Nếu Tổ Long Vương trách tội thì Tôn Hoàng Đại Nhân sẽ không chịu nổi. Phong Phi Vân nói. Giao Giao cô nương mặc kệ chuyện này đi, ta tự mình giải quyết. Long Hằng Thánh Tổ cười nhạt, cho rằng Phong Phi Vân tự tìm đường chết. Long Hằng Thánh Tổ nhìn ra tu vi của Phong Phi Vân đã bước vào cảnh giới thánh linh. Nhưng đối với Long Hằng Thánh Tổ thì đối phó người mới vào cảnh giới thánh linh dễ như trở bàn tay. Không được, không được. Mặc Giao Giao ngăn Phong Phi Vân lại, ánh mắt lạnh lùng nói. Long Hằng, người mới uy hiếp bản Tôn Hoàng, dùng Tổ Long Vương đè đầu ta, người nghĩ Tôn Hoàng chỉ để gọi chơi. Long Hằng Thánh Tổ bị ánh mắt Mặc Giao Giao nhìn chằm chằm lạnh sống lưng. Long Hằng Thánh Tổ biết quỷ thị Tôn Hoàng cường đại,
nếu không có Tổ Long Vương chống lưng thì gã không dám đắc tội Mạc Giao Giao. Long Hằng Thánh Tổ nói, Phong Phi Vân là phản đồ của Long tộc chúng ta, Tổ Long Vương điểm danh quyết bắt giữ. Tôn Hoàng xác định muốn đối địch với toàn Long tộc. Mạc Giao Giao cười lạnh một tiếng. Long tộc thì có gì ghê gớm, đại kiếp nạn lần này vạn tộc Di Châu hỗn nguyên đại thế giới có thể sẽ bị hủy diệt. Sau đại kiếp nạn Long tộc còn tồn tại hay không cũng chưa biết. Long Hằng Thánh Tổ há mồm. Ngươi! Nhưng một bàn tay to ập đến đánh nát thể thánh linh của Long Hằng Thánh Tổ, gã bay ra ngoài. Nữ ma tay rút về, lạnh nhạt nói. Nói nhảm nhiều với hắn làm gì? Đi, đi lối vào đường thông thiên. Tù Ngưu Yêu Đế, Mạc Giao Giao giật mình. Mạc Giao Giao một bàn tay đánh nát Thánh Tổ Long tộc, đây thật sự là thánh linh mới thăng cấp sao? Long Hằng Thánh Tổ lại ngưng tụ cơ thể phát ra tiếng rồng ngâm. Growl! Long Hằng Thánh Tổ rất tức giận, gã biến thành thần long to lớn công kích nữ ma. Nữ ma xoay người túm sừng rồng, nhấc thần long lên rồi đập mạnh xuống đất. Vảy rồng tung tóe, Long Hằng Thánh Tổ gào rú. Bùm! Nữ ma đá bay Long Hằng Thánh Tổ, long cốt gãy đập vào dãy núi đối diện, không bò dậy nổi. Tù Ngưu Yêu Đế hết hồn. Long Hằng Thánh Tổ là cảnh giới thông thiên thánh cảnh, vậy mà bị người ta một cước đá bay. Tu vi của nữ ma đầu này đến trình độ nào? Mạc Giao Giao lộ vẻ khó tin nhìn Phong Phi Vân, hắn chỉ cười cười cùng nữ ma leo lên linh sơn, phá trận văn do các thánh bài bố, mở lối vào đường thông thiên. Ánh sáng hỗn độn mông lung từ bên trong bắn ra. Mạc Giao Giao chạy theo vào đường thông thiên, hóa thành ánh sáng ngọc yểu điệu. Phong Phi Vân dừng bước nhìn bóng dáng bay trong ngôi sao. Giao Giao cô nương sao cũng vào đường thông thiên. Mạc Giao Giao đáp xuống thiên thạch trên đầu Phong Phi Vân, thân hình đứng thẳng, dáng người yểu điệu thon dài. Mạc Giao Giao cười quyến rũ bay xuống. Ta muốn tìm kẻ thù kia, chẳng lẽ ngươi không hoan nghênh ta đồng hành với các ngươi? Nữ ma đi đằng trước phụt xoay người lại, mắt lạnh lùng nói. Mau đuổi theo, phía trước sắp đến thành cổ trời sao thứ nhất trên đường thông thiên. Đồn rằng trên đường thông thiên có 9 tòa thành cổ trời sao, do tiên dân Thái Cổ xây dựng, được gọi là thiên lộ đi thông 9 tầng trời. Có câu trời có 9 tầng trời, đất có 9 tầng đất. Trời là 9 tòa thành cổ trời sao trên thiên lộ. Đất ý chỉ quỷ môn cửu quan. Tiểu linh thiên giới và đường thông thiên giống nhau, đều do chí cường thời cổ xây dựng, qua máu và mồ hôi của bao nhiêu đời sừng sững đứng trong thiên địa. Dưới quỷ môn cửu quan là địa ngục. Trên 9 tòa thành cổ trời sao là thần giới trong truyền thuyết. Là thần giới, không phải vân chi tiên giới. Tu sĩ vực ngoại, thánh giả Di Châu hỗn nguyên đại thế giới đều cho rằng cánh cửa tiên giới trong truyền thuyết nằm ở thần giới. Giải thích như vậy có lẽ mọi người khó hiểu. Nói đơn giản là sắp vị diện hàng từ dưới lên trên, địa ngục, quỷ môn cửu quan, cửu châu, tiểu linh tiên giới, đường thông thiên 9 tòa thành cổ trời sao thần giới, vân chi tiên giới. Thần giới là thế giới thần ta. Thần ta không chỉ sinh ra nhờ nhang đèn của chúng sinh. Đồn rằng người chết đi linh hồn kẻ xấu xuống địa ngục, linh hồn người tốt đi thần giới, biến thành vị thần trong thần giới. Đây chỉ là truyền thuyết, thánh linh không dám khẳng định. Tu sĩ khác nhau có cách giải thích thần giới khác nhau. Phật gia gọi thần giới là đại tự tại hư không cảnh, tầm bảo sư gọi là hư di dị giới. Vào thời kỳ Thái Cổ có nhiều sinh linh cường đại dọc theo đường thông thiên đi thiên địa liền một mảnh hành hương, bái thần. Lâu dần con đường này được giữ lại, thành đường cổ nguyên thủy, xây dựng 9 tòa thành cổ trời sao làm chỗ tạm dừng cho người hành hương. Cuộc chiến cuối thời kỳ Thái Cổ, tiểu linh tiên giới tan vỡ, cánh cửa đường thông thiên cũng đóng kín. Từ nay đường thông thiên không còn mở ra nữa. Đường thông thiên nằm ở trời sao, tuyến đường rất bí ẩn. Phải qua nhiều trùng động, lỗ đen. Thiên miệt, biển thiên thạch vỡ trong trời sao. Thánh giả đi lạc vào tuyệt địa sẽ thân chết đạo tiêu. Thành cổ trời sao thứ nhất nằm ngay trước mắt, xây dựng trên thiên thạch màu đen, xoay quanh một hành tinh màu trắng, tỏa ánh sáng linh hồn hình thú. Tòa thành cổ trời sao là thành trì đúc bằng kim loại, trong không gian hư vô hắc ám có một linh lộ trắng kéo dài đến dưới thành cổ. Đám người Phong Phi Vân chưa đến gần thành cổ trời sao thứ nhất, trong thành cổ bay ra ba tia chớp hình dạng thần tướng. Tay cầm chiến đao, khoác áo giáp. Là tia chớp nhưng có ấn ký sự sống mờ mịt. Tiếng gầm, tiếng xé gió công kích Phong Phi Vân, Mạc Giao Giao, nữ ma. Phong Phi Vân, Mạc Giao Giao, nữ ma né tránh,
ba tia chớp hình dạng thần tướng xuyên thủng ba ngôi sao cách sau lưng bọn họ thật xa. Vang tiếng nổ điếc tai, ba cơn bão vũ trụ dấy lên. Mạc Giao Giao biến sắc mặt, nghiêm túc nói. Nguy rồi, thành cổ trời sao thứ nhất bị tu sĩ vực ngoại khống chế. Thái cổ bách thú thánh đại trận đã mở ra, muốn xông qua khó hơn lên trời. Quả nhiên trong thành cổ trời sao thứ nhất dâng lên trăm ánh sáng thánh linh, vô số hơi thở thánh linh bùng nổ làm trời sao run rẩy, ngôi sao lắc lư. Tu sĩ vực ngoại vì ngăn không cho tu sĩ khác vào đường thông thiên đã sắp đặt trăm thánh giả canh giữ tại đây, biến thành cổ trời sao thứ nhất thành lâu đài vững chắc không gì phá nổi, nơi thần thánh không thể xâm phạm. Vù 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 vù. Xẹt 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 xẹt. Vù 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 vù. 40 thánh linh vực ngoại bay ra khỏi thành cổ trời sao thứ nhất, xuất hiện bên trên hư không, người tỏa vầng sáng thánh. Trông như mấy chục thần linh đứng trên bầu trời, lại như đứng trong hỗn độn. Phong Phi Vân nhìn đằng sau, dao động dữ dội truyền đến. Ánh sáng thánh linh từ đằng sau đường thông thiên bay tới, hơn 20 thánh giả chặn đường lui của nhóm Phong Phi Vân, Mạc Giao Giao, nữ ma. Ha 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 ha, quỷ thị tôn hoàng, chúng ta lại gặp mặt. Một thánh linh vực ngoại lấy hỗn nguyên tháp ra, mũi tháp đâm thánh thì đẫm máu, là tù Ngưu Yêu Đế mới rồi Phong Phi Vân gặp giờ đã bị bọn họ giết. Long Hằng Thánh Tổ cũng chết trong tay thánh linh vực ngoại, biến thành tấm da rồng mặc trên người một lão nhân. Đám thánh linh từ đằng sau bay tới là đám tu sĩ mới nãy chặn tinh hồng quỷ thuyền, thánh giả song tử hỗn nguyên đại thế giới. Trước có cường địch, sau có truy binh. Hết cách, vực ngoại có đến 7 hỗn nguyên đại thế giới, cường giả như mây, thánh giả như mưa. Di Châu hỗn nguyên đại thế giới trải qua đại kiếp nạn lần trước so với một trong 7 hỗn nguyên đại thế giới đã rất yếu, huống chi cùng đấu lại 7 hỗn nguyên đại thế giới. Một thánh linh vực ngoại tu vi đến đại chân thánh cảnh đứng trên thành cổ trời sao thứ nhất, tuổi khoảng 30, cơ thể vạm vỡ, thanh âm hùng hồn truyền đến thánh niệm mạnh mẽ. Hỡi con kiến Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, hãy giao tinh hồng quỷ thuyền ra, làm nô bộc cho bản tôn có thể tha chết cho các ngươi. Đây là đế quân một chủng tộc cường đại của thiên nguyên hỗn nguyên đại thế giới, tên Phổ Thuận Đại Đế. Gã có ức vạn vạn con dân, phụ trách trấn thủ thành cổ trời sao thứ nhất. Ánh mắt Phong Phi Vân âm trầm. Chiến đi, để ta phá cửa tòa thành cổ trời sao. Vù 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 vù. Bàn man phủ, cổ đao thần khiếu, yêu hoàng kiếm bay ra khỏi người Phong Phi Vân, phát ra ba ánh sáng thánh linh cường đại vòng quanh hắn, ba luồng sáng huyền diệu khác nhau. Thứ vô chi, dám công kích tòa thành cổ trời sao, để ta chém ngươi. Thánh linh vực ngoại ngực có Thái Dương thần ấn, là đệ nhất thần tướng của Phổ Thuận Đại Đế. Tay gã cầm trường mâu hoàng kim, ánh sáng như sao băng chớp mắt phá tan giới hạn mấy ngàn dặm công kích Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cầm cổ đao thần khiếu chém luồng sông đao ngưng tụ thành thần long, chém gãy trường mâu hoàng kim trong tay thánh linh vực ngoại, chém gã văng ra ngoài. Nhát đao của Phong Phi Vân siêu mạnh mẽ, đừng nói là thánh linh thông thiên thánh cảnh, Phổ Thuận Đại Đế tự mình ra tay cũng không đỡ nổi. Diệt chi tiễn. Phong Phi Vân ném cổ đao thần khiếu đi. Sử dụng cửu tử tiễn quyết, lấy đao làm tên xuyên qua thân hình thánh linh vực ngoại đóng đinh vào cửa thành. Thành cổ trời sao thứ nhất rung mạnh. Cơ thể thần tướng vực ngoại co giật, linh hồn bị cổ đao thần khiếu chấn, máu hoàng kim nhỏ tí tách. Mô ị chuyện xảy ra trong chớp mắt, Phổ Thuận Đại Đế đứng trên tường thành cổ trời sao thứ nhất không kịp phản ứng. Thần tướng vực ngoại đã bị đóng đinh trên tòa thành cổ trời sao. Mạc Giao Giao giật mình, mắt hấp háy. Tay ngọc sờ cằm. Mạc Giao Giao nhìn bóng lưng cao to của Phong Phi Vân, cảm thấy rất khó tin. Đám thánh linh vực ngoại tạm dừng giây lát. Phong Phi Vân bước hướng thành cổ trời sao thứ nhất, yêu hoàng kiếm và bàn man phủ bay trên đầu hắn. Một là hung binh thái cổ, một là chân binh đại thánh, khí thế siêu khủng bố. Giao Giao, Giao Giao. Trước hơi thở chân binh đại thánh, hung binh thái cổ. Chiến binh trong tay đám thánh linh vực ngoại run rẩy như gặp hoàng giả và ma quỷ trong thần binh. Đó là bàn man phủ của thái cổ thần phượng. Đúng là yêu hoàng kiếm của hoàng xà, từng nô dịch mấy nữ thánh. Nô dịch cả tâm ngự tính tâm kiếm điển, thật là hung binh, không thể đụng vào. Dám, nữ thánh vực ngoại lộ vẻ e ngại, từng nghe tà danh của yêu hoàng kiếm. Nếu bị yêu kiếm nô dịch thì còn đáng sợ hơn cái chết. Đám thánh linh vực ngoại không xa lạ gì biến sắc mặt. Một cây búa từng chém vô số thánh linh vực ngoại, có thể gọi là búa đồ thánh.
cho đến nay Thái Cổ Thần Phượng vẫn nổi tiếng như cồn ở vực ngoại, được tu sĩ vực ngoại gọi là Tu La Ma Tổ. Một mình Thái Cổ Thần Phượng trấn áp, phong ấn bảy thần thánh, không phải ma tổ thì là gì? Một nữ thánh vực ngoại cường đại không sợ Phong Phi Vân. Chém hắn, cướp bàn man phủ. Nữ thánh vực ngoại có thực lực mạnh mẽ, đến thành cổ trời sao thứ nhất, là chiến thần của thánh địa viễn cổ trong Thiên Nguyên Tang Mô lão tổ. Trên lưng nữ thánh vực ngoại mọc đôi cánh chim màu trắng, tay cầm thần trượng thủy tinh đánh tan từng tầng hư không đâm vào trán Phong Phi Vân. Phong Phi Vân con người co rút, năm ngón tay phát ra thần quang siết chặt yêu hoàng kiếm kéo luồng yêu ca ung quái dị chém ra. Yêu hoàng kiếm chém từ đỉnh đầu nữ chiến thần, chém rất châm gài thần tinh màu xanh. Nữ chiến thần hoảng sợ, mới rồi lòng nàng sinh ra nỗi sợ hãi, lực lượng yêu dị hăm dọa nàng. Có thanh âm yêu ma truyền ra từ thân kiếm, tiếng cười chui vào tai nữ chiến thần, khiến tinh thần nàng hoảng loạn. Thật là thanh yêu kiếm. Nữ chiến thần vỗ đôi cánh trắng nhanh chóng thụt lùi, chớp mắt ra xa ngàn dặm. Phong Phi Vân đạp luân hồi tật tốc, tốc độ mau cỡ ánh sáng, nhảy đến tương lai sau một giây. Chớp mắt Phong Phi Vân đến sau lưng nữ chiến thần, kiếm chém nứt đôi cánh sau lưng nàng, máu phun ra. Nữ chiến thần cảm giác áp lực khổng lồ truyền từ miệng vết thương xông vào ý chí thân thể, ăn mòn máu thánh linh. Nhưng ý chí thánh linh rất mạnh, nữ chiến thần miễn cưỡng ức chế yêu lực lại, pháp trượng phản kích. Sát quang vô tận bắn ra, dập trời nát đất. Phập, kiếm đâm thủng tim nữ chiến thần, áo trắng tinh khiết bị máu nhuộm đỏ. Khí yêu ma toát ra từ thân kiếm lan tràn toàn thân nữ trẻ én hần. Phong lại. Phong Phi Vân lấy một tam vị chân hỏa lô ra bỏ nữ chiến thần vào trong, cất đi. Chỉ giây lát đã trấn áp hai thánh linh, thánh uy cái thế, giống như thần phượng tại thế, càn quét lục hợp. Mặc Giao Giao thầm nghĩ. Cái tên này, trưởng thành quá nhanh, ta tu luyện 6 vạn năm mới có tu vi hiện giờ. Hắn, mới tu luyện bao lâu? Mặc Giao Giao cảm thấy lúc trước nàng không nên cứu hắn, Phong Phi Vân không cần nàng cứu cũng có thể lao ra khỏi vòng vây. Nữ ma hiểu rõ trình độ tu vi của Phong Phi Vân, biết bây giờ hắn biểu hiện ra sức chiến đấu không hơn 30% nên nàng không lộ vẻ ngạc nhiên. Thánh linh vực ngoại rất giật mình, biết Phong Phi Vân là vương giả chí tôn của Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, nhưng bọn họ không ngờ hắn đã đi rất xa trên đường đạo thánh linh. Phổ Thuận Đại Đế đứng trên nóc thành cổ trời sao thứ nhất, xòe tay ra. Lòng bàn tay Phổ Thuận Đại Đế ngưng tụ bức tranh núi sông đại giới, một bàn tay ẩn chứa một thế giới. Một huyền kỳ màu đen trồi lên từ lòng bàn tay Phổ Thuận Đại Đế. Giết! Chiến kỳ vung lên, 12 thánh linh vực ngoại cùng lao vào tấn công Phong Phi Vân. Thánh linh vực ngoại đứng 12 hướng, thánh quang bao bọc cơ thể, ánh sáng rực rỡ hơn cả hằng tịnh. Ầm! 12 cột sáng đánh ra ngoài, mỗi cột sáng như một ngân hà, đan xen vô số hoa văn thánh linh, lấp lánh thần đạo sát phạt. Vạn Phật Triều Tông! Phong Phi Vân chắp hai tay. Hàng vạn Phật ấn bộc phát từ lòng bàn tay, phản âm lảnh lót, vũ trụ tỏa Phật quang. Pháp tướng hàng vạn Phật giả quay quanh người Phong Phi Vân, các loại hình dạng, vỗ Phật ấn vào hư không. Đại Pháp ấn, Chư Thế Thiên Phạt ấn, Di Đà ấn, Phật ấn bay đầy, 12 thánh linh vực ngoại văng ra ngoài, hộc máu thánh. Trong mắt thánh tràn ngập khó tin, 12 thánh linh không chấn nổi một người. Cát bụi về cát bụi, đất về đất. Tử kiếp từ trời giáng, sinh linh chết hết. Phong Phi Vân đứng thẳng ngạo nghễ trong trời sao, hai tay diễn hóa diệt thế đạo. Có 3.000 diệt thế đạo, giờ Phong Phi Vân diễn hóa ra 144 diệt thế đạo. Băng thiên đạo, toái địa đạo, trảm kiền đạo, diệt thần đạo. 144 diệt thế đạo dung hợp với lực lượng tử kiếp. Thiên địa tịch diệt, các ngôi sao thành bột phấn. Lấy bàn tay Phong Phi Vân làm trung tâm ngôi sao ngưng tụ vòng xoáy. Từ ngàn dặm mở rộng đến vạn dặm, u 10 vạn dặm, trăm vạn dặm, ước dặm, trăm ước dặm. 12 thánh linh đánh ra cổ binh và thánh lực ngăn cản, nhưng không thể ngăn lực lượng tử kiếp xâm nhập. Cơ thể thánh linh vực ngoại thành hạt cát, từng hạt biến mất khỏi thiên địa. Bùm! 12 thánh linh vực ngoại bị lực lượng diệt thế đạo, tử kiếp chém không còn bóng dáng, chết sạch sẽ không chừa một mẩu xương. Thủ đoạn rất kinh khủng, các thánh linh sợ teo tim. Hắn, hay hắn đã bước vào cảnh giới Thánh Vương? Chỉ có Thánh Vương mới mạnh như vậy. Thánh Vương, vương giả trong Thánh Linh, một pháp chỉ có thể hiệu lân bẻ các thánh, chúng sinh trong thiên địa, không ai dám cãi lại. Vua các thánh,
tôn vạn thánh. Hiện giờ Phong Phi Vân biểu hiện ra uy thế đáng sợ, khiến các thánh cảm thấy không sánh bằng, chỉ có thể ngước nhìn hắn như nhìn vị vương giả tối cao. Mạc Giao Giao không biết nên nói cái gì, con người co rút. Cái tên này, dù không trở thành thánh vương thì chắc chắn cũng có sức chiến đấu thánh vương. Trời, hắn tu luyện chưa đến 100 năm mà sức chiến đấu ngang ngửa thánh vương. Mạc Giao Giao tu luyện 60000 năm mới đến đỉnh đại chân thánh cảnh, chưa bước vào vô lượng chân thánh cảnh, nàng đã uy danh hiển hách trong Tây Ngưu Hạ Châu. Mạc Giao Giao được phong là tôn hoàng, danh hiệu quỷ thị. Không ai dám đến đan đỉnh quỷ thị gây rối, có thể thấy uy danh Mạc Giao Giao đáng sợ cỡ nào. Phổ Thuận Đại Đế đứng trên thành cổ trời sao thứ nhất, trong thiên nguyên hỗn nguyên đại thế giới gã xem như nhân vật kinh thiên vĩ địa, đế vương một đại tộc. Nhưng Phổ Thuận Đại Đế mới chỉ là đại chân thánh cảnh. Phong Phi Vân đã gần đến thánh vương, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Nữ ma đứng phía xa, con người có rút nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Dao động không gian quanh thân nữ ma đông lại theo. Vừa rồi Phong Phi Vân sử dụng tử kiếp và 144 loại diệt thế đạo dung hợp lại, dao động kỳ lạ kia hấp dẫn nữ ma, khiến nàng ngộ đạo. Nữ ma tu luyện diệt thế đạo, được gọi là diệt thế ma nữ. Trước 3 lượng kiếp pháp lực, 3000 diệt thế đạo nữ ma đã lĩnh ngộ 2997 loại. Khi Vũ Hóa Thiên Tôn xuất thế, Phong Phi Vân vô tình nói một câu khiến nữ ma ngộ một loại diệt thế đạo. Nữ ma mất 3 tháng để hiểu loại diệt thế đạo kia, nàng đặt tên cho nó là Luân Hồi Đạo. Tóm lại bây giờ nữ ma đã lĩnh ngộ 2998 loại diệt thế đạo. Giờ phút này, nữ ma thấy Phong Phi Vân sử dụng lực lượng tử kiếp thì lòng lại sinh ra ngộ đạo. Nữ ma nhỏ giọng nói, chẳng lẽ đây là loại diệt thế đạo thứ 2998, tử kiếp lộ. Điều động kiếp lực trong thiên địa cho mình dùng, hủy thiên diệt địa. Ta muốn thiên diệt thì trời rớt, ta muốn đất diệt thì đất vỡ. Tử khí trên người nữ ma càng lúc càng mạnh mẽ, con người thành màu xám. Chớp mắt nữ ma đứng bên cạnh Phong Phi Vân, tay đè vai hắn. Nữ ma nói, Phong Phi Vân, truyền loại công pháp ngươi mới sử dụng cho ta. Phong Phi Vân không ngờ nữ ma lại đột nhiên không bình thường ngay lúc này. Phong Phi Vân cảm giác lực lượng trong người bị ngón tay nữ ma khóa lại, khí huyết không thể vận chuyển bình thường. Nữ ma vận dụng lực lượng diệt thế, nàng không cố ý phong lại tu vi của Phong Phi Vân mà vì tay chân nàng tự nhiên sinh ra lực lượng giam cầm. Khi bàn tay nữ ma đặt trên vai Phong Phi Vân thật tự nhiên khóa lại cả người hắn. Phong Phi Vân nhíu mày nói, có chuyện gì chờ qua ải này rồi tính tiếp. Phong Phi Vân không muốn trở mặt với nữ ma vào lúc này. Cường địch xung quanh, đánh nhau với nữ ma. Kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương, kết quả tệ nhất là Phong Phi Vân chết vào tay nữ ma. Tu vi của nữ ma chưa phục hồi nhưng vẫn rất đáng sợ, Thánh Vương không đấu lại nàng. Không được, phải nói ngay bây giờ. Cơ hội ngộ đạo trong chớp mắt, nếu bỏ lỡ thời cơ tương lai muốn gặp phải rất khó khăn. Ngươi nên biết tu vi của ta đã đến đỉnh. Muốn đột phá một bước nhỏ khó như lên trời, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Nữ ma ấn chặt vai Phong Phi Vân, năm ngón tay bấu vào da thịt, mắt nhìn hắn chằm chằm. Nữ ma cảm thấy nàng và Phong Phi Vân rất có duyên, nếu không tại sao lúc trước ngộ ước năm mà không đột phá, đi chung với Phong Phi Vân là nàng liên tục đột phá. Nữ ma cho rằng Phong Phi Vân đã giúp nàng ngộ ra luân hồi đạo thì cũng có thể trợ giúp nàng ngộ tử kiếp lộ. Tu luyện 3000 diệt thế đạo đến đại viên mãn là có thể trở thành diệt thế đại thánh. Hiện giờ nữ ma lĩnh ngộ 2998 loại, nếu lĩnh ngộ thêm tử kiếp lộ thì nàng cách đại thánh có một bước. Nữ ma quyết tâm vượt qua nó, tuyệt đối không thể buông tay. Đám thánh linh vực ngoại vốn bị thần uy cái thế của Phong Phi Vân hù sợ, cảm thấy hắn là vương giả trong thánh linh, không dám đánh với hắn. Nhưng nữ ma đột nhiên xuống tay ức chế lực lượng Phong Phi Vân. Thánh linh vực ngoại cảm thấy có cơ hội giết thánh vương, thế là cả đám dục dịch. Phổ Thuận Đại Đế hét lên. Hợp sức giết thánh vương. Phổ Thuận Đại Đế cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu giết một thánh vương thì có cơ hội lớn công thành danh toại. Sau khi giết thánh vương có thể dùng máu, thánh cốt lĩnh ngộ ra đạo thánh vương, không chừng tu vi sẽ càng tiến bộ. Đám thánh linh vực ngoại ùa lên, máu nóng sục sôi, thánh uy dao động cực kỳ mãnh liệt. Được rồi. Ta hứa truyền kiếp diệt vạn đạo pháp cho nữ ma đại nhân. Phong Phi Vân không muốn lưỡng bịa câu thương với nữ ma vào lúc này, để thánh linh vực ngoại nhặt của hơi.
Phong Phi Vân thầm quyết định không thể đi gần nữ ma nữa, khi nữ ma phục hồi tu vi hoàn toàn hay lĩnh ngộ đạo đại thánh thì nàng sẽ cảm thấy duyên phận với hắn đến đây là hết. Duy phận hết cũng là lúc nữ ma giết Phong Phi Vân. Đối với người có chấp niệm diệt thế sẽ không nương tay với bất cứ ai. Phong Phi Vân hít sâu, kiềm chặt bả vai nữ ma, con người nhìn thẳng mắt nữ ma. Mặt hai người gần như đi sán sát, rèm mi chạm nhau. Tuy nữ ma vừa giữ vừa lạnh băng nhưng nàng rất đẹp. Mắt nữ ma có tia dịu dàng, sáng lấp lánh, rất đẹp. Phong Phi Vân cắn đầu lưỡi, đã lúc nào rồi hắn còn rảnh mơ mộng nữ ma đầu. Phong Phi Vân vội ổn định tinh thần. Mắt Phong Phi Vân bẩn một luồng thần niệm tiến vào con ngươi của nữ ma, diệt thế đạo truyền vào linh đài não nàng, hóa thành cổ văn bí ẩn, diễn hóa thành thiên địa đại đạo. Thời gian như đứng lặng. Người nữ ma phát ra khí chết chóc cuốn trời quét đất, ngân hà đảo ngược, hất Phong Phi Vân văng ra. Phong Phi Vân đáp xuống bên cạnh Mặc Giao Giao, nhìn nữ ma tóc dài tung bay, ma khí đằng đằng, tử khí hùng hồn. Lòng Phong Phi Vân sinh ra cảm giác không may. Phong Phi Vân kéo tay Mặc Giao Giao, trầm giọng nói. Mau lùi. Phong Phi Vân, Mặc Giao Giao trốn vào trời sao, bay đến ngôi sao xa xôi. Dao động hỗn loạn bộc phát từ người nữ ma, thiên địa quanh thành cổ trời sao thứ nhất lắc lư. Vô số tinh cầu lớn tan vỡ, dung nham đỏ thẫm đổ ập xuống. Những thánh linh vực ngoại sợ hết hồn, không ngờ nữ ma đầu đáng sợ hơn cả Phong Phi Vân. Thánh linh vực ngoại chạy tứ tán trốn vào hư không, trốn vào thời gian, trốn vào trời sao. Nhưng sát khí trên người nữ ma đậm đặc, muốn phá hủy tất cả, sinh linh nào cũng phải chết. Phập, phập. Bốn thánh linh vực ngoại bỏ chạy bị nữ ma vỗ trưởng đè chết, thánh hồn bị bóp nát, bị nàng hấp thu. Nữ ma không chỉ giết thánh, càng đang ngộ đao. Nữ ma trong trạng thái nửa tu luyện nửa chiến đấu, ngộ đạo trong sát thánh trong ngộ đạo. Nếu Phong Phi Vân, Mặc Giao Giao cũng có mặt sẽ bị nữ ma công kích, khó đoán sống chết. Mặc Giao Giao nói, trời, rốt cuộc nàng ta là ai? Tại sao mạnh như vậy? Bên ngoài trời sao xa xôi, trên một tỉnh cầu vắng lặng. Sâu trong ngọn núi giấu một hòn đá nhỏ cỡ ngón tay, trong hòn đá giấu một hạt cát, trong hạt cát giấu một thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân, Mặc Giao Giao đứng trên thanh đồng cổ thuyền, hai người né tránh ẩn núp nữ ma, sợ bị nàng phát hiện vô số. Phong Phi Vân trả lời. Diệt thế ma nữ. Mặc Giao Giao hút ngụm khí lạnh, cảm thấy máu thánh trong người đông lại. Lúc ở thần tấn vương triều Mặc Giao Giao không bao giờ ngờ nữ ma có lai lịch lớn như thế, đẳng cấp 7 hung ma thái cổ. Phong Phi Vân thầm lo lắng nói. Đừng dùng thần niệm nhìn ngó nữ ma, tu vi của nữ ma rất cao. Mặc dù thanh đồng cổ thuyền đã che giấu hơi thở của chúng ta nhưng không chừng vẫn bị nữ ma phát hiện. Mặc Giao Giao nhìn Phong Phi Vân. Bây giờ chúng ta nên làm sao? Nếu là trước kia, thân phận như Mặc Giao Giao có thể nhìn xuống Phong Phi Vân, nhưng bây giờ lại khác. Phong Phi Vân thể hiện lồ mạnh hơn Mặc Giao Giao, khiến nàng không kiềm được hỏi ý kiến Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói. Làm sao, ta cũng muốn biết phải làm sao. Mặc Giao Giao nói. Ngươi và diệt thế ma nữ đi chung với nhau, dường như không phải quan hệ đối địch. Phong Phi Vân trả lời. Nói đơn giản là nữ ma cảm thấy ta và nàng có duyên, muốn ta lấy diệt thế thần bia giúp nàng, hỗ trợ nàng phục hồi tu vi. Nhưng khi nữ ma phục hồi tu vi thì người đầu tiên bị giết chắc chắn là ta. Mặc Giao Giao cảm thấy Phong Phi Vân nói chuyện không hợp lý. Vậy tại sao ngươi còn giúp diệt thế ma nữ lấy diệt thế thần bia? Phong Phi Vân cười khổ nói. Vì nếu ta không giúp nữ ma thì bây giờ đã là người chết, cứ chờ đi. Hy vọng lần này sẽ thành công thoát khỏi tay nữ ma. Phong Phi Vân không có định ý gì với nữ ma, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể kết bạn với nàng. Nữ ma cũng không cần bằng hữu, nàng tu luyện đạo là đối địch với mọi người trên đời. Nếu nữ ma có bằng hữu thì nàng sẽ chết. Lần trước nữ ma ngộ đạo 3 tháng, lần này tốn thời gian chắc cũng cỡ đó. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, lấy ra 4 tam vị chân hỏa lô, thả 4 thánh linh bị trấn áp ra. Phong Phi Vân định chính thức thu phục thánh linh vực ngoại. 4 thánh linh vực ngoại là nữ chiến thần cánh trắng, Nhạc Tước Linh, Kim Thạch Thánh Tôn, Pháp Tử Thánh Tôn. Cảnh giới hiện tại của Phong Phi Vân đã đến đỉnh thánh linh đệ ngũ trọng, vô lượng chân thánh cảnh. Phong Phi Vân sử dụng lực lượng yêu hoàng kiếm đủ nô dịch linh hồn của bọn họ,
nhưng sẽ tốn thời gian khá lâu. Không thể chớp mắt chấn áp ý chí thánh linh được, luyện hóa bốn sinh linh làm nô bộc không dễ dàng. Phong Phi Vân mất nửa năm mới hoàn toàn nô dịch bốn thánh linh vực ngoại, khiến bọn họ nô bộc cho mình. Bốn thánh linh quỳ dưới đất, khom người hành lễ hướng Phong Phi Vân. Bái kiến chủ nhân. Linh hồn, ký ức của bọn họ còn đó, không khác gì bình thường. Điều khác biệt duy nhất là bốn thánh linh phụng Phong Phi Vân là chủ nhân, hắn kêu làm chuyện gì bọn họ không thể cãi lệnh. Phong Phi Vân trả áo giáp lửa chín thần long cho Nhạc Tước Linh. Nhạc Tước Linh, đây là chiến giáp thánh linh của nàng, bây giờ ta trả lại. Nhạc Tước Linh nói. Đa tạ chủ nhân, Tước Linh thề sống chết theo hầu, không dám hai lòng. Nhạc Tước Linh hai tay nâng áo giáp tự động biến thành lửa bao bọc cơ thể Nhạc Tước Linh, chín con rồng lửa vòng quanh người nàng. Kim Thạch Thánh Tôn hãy đi điều tra tình huống bên ngoài, lập tức trở về báo cho ta biết. Phong Phi Vân mở ra không gian thanh đồng cổ thuyền, Kim Thạch Thánh Tôn bay ra ngoài. Rất nhanh Kim Thạch Thánh Tôn bay về. Trời sao đã yên lặng, nữ ma đã đi. Phong Phi Vân đánh thức Mạc Giao Giao đang tu luyện. Tới lúc ra ngoài, Mạc Giao Giao nhìn bốn thánh linh vực ngoại, vẻ mặt cảnh giác. Phong Phi Vân nói, đừng lo, bây giờ bọn họ là tùy tùng của ta. Đường thông thiên rất nguy hiểm, có nhiều tu sĩ vực ngoại. Vì an toàn, Phong Phi Vân vẫn giấu thanh đồng cổ thuyền trong hạt cát nằm trên góc áo Kim Thạch Thánh Tôn. Một hạt cát nho nhỏ, người ngoài sẽ không ngờ trong hạt cát chứa một thế giới, trong thế giới có mấy thánh linh. Kim Thạch Thánh Tôn bay về thành cổ trời sao thứ nhất. Trời sao này đã vỡ nát, khắp nơi bao phủ khí chết chóc, thiên thạch tàn phá, tinh cầu vỡ nát lơ lửng trong hư không, như vũ trụ tận thế. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, có thể thấy cảnh tượng bên ngoài. Trong không trung trôi nổi nhiều thánh thi, máu thánh đốt cháy. Thành cổ trời sao thứ nhất tĩnh lặng, cửa thành tan vỡ, trên tường thành treo thánh linh chảy máu ròng ròng. Là đệ nhất thần tướng dưới tay Phổ Thuận Đại Đế, gã vẫn còn bị cổ đao thần khiếu đóng đinh tại chỗ. Kim Thạch Thánh Tôn thu cổ đao thần khiếu vào tay, hỏi. Chỗ này xảy ra chuyện gì? Tại sao trời sao bị hủy diệt? Máu thánh trong người thánh linh vực ngoại sắp chảy khô, chỉ còn một hơi cuối. Nữ ma đầu, ma đầu. Thánh linh vực ngoại khép mắt, thành cái xác thánh. Phong Phi Vân ra lệnh. Kim Thạch Thánh Tôn, thu tất cả xác thánh linh, chiến binh sát khí thánh linh sử dụng tại đây, ta muốn mang về chân lý thánh điện. Kim Thạch Thánh Tôn chắp tay cúi đầu hướng hư không. Tuân lệnh chủ nhân. Kim Thạch Thánh Tôn thu gom thánh thi, chiến binh trong trời sao, bước vào thành cổ trời sao thứ nhất. Trong thành cổ trời sao thứ nhất có một trùng động bí ẩn, như cánh cửa ánh sáng lơ lửng giữa thành cổ. Kim Thạch Thánh Tôn xuyên qua trùng động, không biết qua tinh vực bao xa, đến một trời sao hoàn toàn xa lạ. Trong trời sao này với lực lượng thánh linh không thấy Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới đâu. Đã cách Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới rất xa, nếu không đi đường thông thiên thì thánh linh chưa chắc trở về Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới được. Dưới chân có con đường sao kéo dài đến sâu bên trong. Kim Thạch Thánh Tôn bay trên đường sao, bay đi tinh vực không biết bao xa, đến tòa thành cổ trời sao thứ hai. Tòa thành cổ trời sao thứ hai cũng nhuộm máu đỏ, cửa thành tan ăn, thánh thi chất đông. Trời sao đỏ máu. Kim Thạch Thánh Tôn cảm nhận rõ ràng khí lạnh đánh vào tinh thần mình. Kim Thạch Thánh Tôn đi vào tòa thành cổ trời sao thứ hai, đứng ngay giữa thành cổ. Kim Thạch Thánh Tôn hét to một tiếng. Hoàn nguyên. Cảnh tượng xảy ra trong tòa thành cổ trời sao thứ hai một tháng trước bị đảo ngược. Trong hình ảnh ngôi sao sáng tỏ, đột nhiên có đoàn ma vân bay đến. Nữ ma đứng trên ma vân lao vào tòa thành cổ trời sao thứ hai. Ma khí đen thui bao phủ trời sao, không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Giọng nữ ma sắc nhọn vang lên. Phong Phi Vân, ngươi lăn ra cho ta, lăn ra. Một lão thánh vực ngoại lên tiếng. Diệt thế ma nữ đại nhân, chỗ này không có Phong Phi Vân, nơi này là tòa thành cổ trời sao thứ hai. Xoẹt, lão thánh bị xé xác mấy mảnh, phơi thây tại chỗ. Nữ ma đạp lên người lão thánh, đạp nát xương thánh, tóc ma 3000 trượng, có N48 ơ đen thui, khí thế hừng hực. Nữ ma trầm giọng nói. Phong Phi Vân, ngươi lăn ra cho ta, chạy cái gì? Ta không giết ngươi. Nữ ma hét vỡ mấy chục ngôi sao, rớt từ trên trời xuống. Tòa thành cổ trời sao thứ hai xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, bóng dáng nữ ma lại hiện ra.
Thánh giả trong tòa thành cổ trời sao thứ hai hoặc chết hoặc trốn, không gian ít nick hát lặng. Nữ ma đi vào thiên cực cổ trận đài, tiến sâu vào đường thông thiên. Mạc Giao Giao thấy cảnh tượng đảo ngược vừa rồi, nín thở nói. Diệt thế ma nữ thật nóng nảy, như thể không tìm được ngươi sẽ giết hết người trong thiên hạ. Có phải ngươi, thiếu nợ nàng nhiều tiền? Phong Phi Vân cười không nổi. Lúc này còn tâm tình đùa. Tuy chỉ là hình ảnh nhưng vẫn cảm giác lệ khí đậm đặc toát ra từ người nữ ma, nếu Phong Phi Vân bị nữ ma bắt được kết cuộc của hắn sẽ rất thảm. Ta cảm thấy nữ ma muốn tìm ta vì mỗi lần ta đều giúp nàng lĩnh ngộ vài thứ. Cảnh giới của nữ ma cách đại thánh càng lúc càng gần, không chừng muốn nhờ vào lực lượng của ta giúp nàng trở thành đại thánh. Phong Phi Vân không hiểu nổi tại sao nữ ma nổi khùng, theo lý thuyết tu vi đến cảnh giới như nàng không nên giận dữ như thế mới đúng. Mạc Giao Giao môi hồng răng trắng, cười nói. Sao ta cảm thấy nàng như bị nam nhân của mình vứt bỏ? Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Đừng đùa kiểu đó, sẽ chết người. Phong Phi Vân tiếp tục ra lệnh cho Kim Thạch Thánh Tôn. Kim Thạch Thánh Tôn thu thánh thi, chiến binh thỏng tòa thành cổ trời sao thứ hai rồi bước chân vào thiên cực cổ trận đài, tiếp tục đi đường thông thiên. Kim Thạch Thánh Tôn tiếp tục qua 6 tòa thành cổ trời sao, gặp tình huống giống nhau. Tinh vực nên có tòa thành cổ trời sao hoàn toàn tan vỡ, sinh linh trong thành cổ chết hết. Khí diệt thế quanh quẩn tòa thành cổ trời sao, toàn là nữ ma giết người. Trên đường đi không biết nữ ma giết bao nhiêu thánh linh, lửa giận trong lòng đốt cháy trời sao, 6 tòa thành cổ trời sao đã bị giết sạch. Mãi đến tòa thành cổ trời sao thứ 7 nữ ma mới gặp đối thủ, không đánh nát tòa thành cổ trời sao mà đấu với một cường địch trong trời sao. Từ xa cảm nhận được dao động mãnh liệt từ sâu trong trời sao tràn ra. Kim Thạch Thánh Tôn cầm cổ đao thần khiếu dọc theo đường thông thiên từng bước đến dưới tòa thành cổ trời sao thứ 7. Kim Thạch Thánh Tôn hét to. Phạn Diệt Giáo, Kim Thạch Thánh Tôn, thỉnh cầu vào thành. Tòa thành cổ trời sao thứ 7 xây dựng trên một tinh cầu trắng, làm bằng cổ ngọc, nguy nga hùng vĩ. Tường thành điêu khắc chữ thái cổ, có siêu yê cường giả tọa trấn nơi này. Một thánh linh vực ngoại vạm vỡ đứng trên tòa thành cổ trời sao, ánh mắt nghi ngờ nhìn Kim Thạch Thánh Tôn đi một mình. Kim Thạch Thánh Tôn, sao ngươi một mình đến đây? Kim Thạch Thánh Tôn nói. Ta vốn đóng ở tòa thành cổ trời sao thứ 3 nhưng gặp một đại ma đầu công kích hủy diệt, ta tìm được đường sống trong chỗ chết. Lão nhân vạm vỡ hiểu ra, gật đầu nói. Ngươi đang nói đến diệt thế ma nữ đúng không? Ngươi giữ được mạng sống trong tay diệt thế ma nữ cũng đã là giỏi. Kim Thạch Thánh Tôn hỏi. Chẳng lẽ ma đầu chưa đến thành cổ trời sao thứ 2? Lão nhân nói. Vốn thành cổ trời sao thứ 2 cũng không ngăn diệt thế ma nữ được. Nhưng thân thể có vị tiền bối Vũ Hóa Thiên Tôn ở trong thành cổ. Vũ Hóa Thiên Tôn tiền bối vốn có thù với diệt thế ma nữ, thế là hai đại nhân vật đấu pháp, hiện tại đã đánh đến tinh vực bên ngoài hành tinh. Long Mã Hà Đồ bao bọc thanh đồng cổ thuyền giấu trong hạt cát, treo trên góc áo Kim Thạch Thánh Tôn. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, cảm giác mọi thứ xảy ra bên ngoài. Phong Phi Vân nói, thì ra là Vũ Hóa Thiên Tôn, không ngờ Vũ Hóa Thiên Tôn và nữ ma đấu pháp. Chẳng lẽ Vũ Hóa Thiên Tôn đã phục hồi gần xong tu vi? Không có Vũ Hóa Đài thì Vũ Hóa Thiên Tôn làm sao lấy lại sức mạnh? Phong Phi Vân xòe tay ra, một tòa thánh bia trồi lên từ lòng bàn tay, lơ lửng trong ánh sáng trắng. 18 linh hồn trên Vũ Hóa Đài đã biến mất, bị Phong Phi Vân thở rơ ta, không còn chịu Vũ Hóa Đài khống chế. Vũ Hóa Thiên Tôn để lại hơi thở trên Vũ Hóa Đài cũng bị Phong Phi Vân hoàn toàn luyện hóa, hiện tại Vũ Hóa Đài chỉ là một cổ khí thần binh. Phong Phi Vân đã là chủ nhân của Vũ Hóa Đài, có thể dùng Vũ Hóa Đài nô dịch linh hồn tu sĩ khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.